quốc đống, đây không phải lý do mà cậu từ chối công ty nhà nước tiến vào. Đúng như lời cậu nói, tâm trạng của cậu có vấn đề. Dương Kính Quang cười nói, Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ, hắn cũng hiểu mình nói hơi lạc đề. Xin lỗi trưởng ban thư ký, tập đoàn Trung Lữ có thể tiến vào hạng mục của tập đoàn Hâm Đạt nhưng với điều kiện tập đoàn Hâm Đạt chấp nhận, thị xã rất vui nếu việc này diễn ra. Chỉ cần nó phù hợp chính sách và đảm bảo lợi ích của địa phương là được. Được rồi, tôi không tranh chấp với cậu ở vấn đề này nữa, đây không phải phạm vi công việc của tôi. Đến lúc ấy Phó Chủ tịch Tề sẽ nói chuyện với cậu, có lẽ hai người sẽ tìm được tiếng nói chung. Dương Kính Quang cười nói. Hắc hắc, trưởng ban thư ký, tôi sợ là không tìm được tiếng nói chung với y. Triệu Quốc Đống cũng cười nói. Khi Dương Kính Quang gác máy, Triệu Quốc Đống mới từ từ đóng máy lại đưa cho Vân Duệ. Vẻ mặt hắn lại đổi làm Tăng Lệnh Thuần, Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt không rõ là chuyện gì khiến vẻ mặt Triệu Quốc Đống trở nên phức tạp như vậy. Bí thư Triệu, có phải có chuyện gì không? Trên tỉnh gọi. Tăng Lệnh Thuần nói. Ừ. Thứ ba tuần sau hội nghị thường vụ tỉnh ủy muốn nghe thị ủy Ninh Lăng kiểm điểm về việc ở Vân Lĩnh. Ha ha, tôi phải lên nhận lỗi. Triệu Quốc Đống thấy vẻ mặt mọi người thay đổi nên lắc đầu cười nói. Lần đầu tôi tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy với tư cách thường vụ đã bị tát vào mặt như vậy, mấy người nói có phải là bi kịch không? Hả? Ba người kia đều lộ vẻ vui mừng. Bí thư Triệu, ngài nói Trung ương đã phê chuẩn quyết định việc ngài làm thường vụ tỉnh ủy. Ừ. Hôm nay vừa gửi văn bản xuống, trưởng ban thư ký Dương nói tôi lên tham gia hội nghị để kiểm điểm. Chẳng qua dù sao đây cũng là việc đáng để ăn mừng. Ha ha, bí thư Triệu, kiểm điểm đáng gì chứ? Chỉ cần chức thường vụ tỉnh ủy được phê chuẩn thì làm 10 bản kiểm điểm cũng không sao. Hoắc Vân Đạt không nhịn được cơn vui sướng trong lòng, Triệu Quốc Đống lên làm thường vụ tỉnh ủy là tin tức rất tốt đối với những cán bộ thân cận với hắn. Chỉ cần lãnh đạo lên, anh cũng sẽ lên là chuyện bình thường ở nền chính trị Trung Quốc. Giỏi cho anh đó Hoắc Vân Đạt, ý của anh là tôi bị người tát mặt 10 lần cũng không sao. Mặt mũi của tôi không quan trọng như vậy sao? Triệu Quốc Đống ra vẻ tức giận nói. Tăng Lệnh Thuần và Giản Hồng cũng nở nụ cười. Trong thời gian ngắn nhất đúng là ít thấy Triệu Quốc Đống buông lỏng tâm trạng nói đùa như vậy. Bọn họ đều nhìn ra được tin tốt hôm nay làm tâm trạng Triệu Quốc Đống thay đổi không ít. Bí thư Triệu, làm sai đương nhiên phải nhận lỗi, nhưng bên trên không phải là càng tán thành công việc của Ninh Lăng chúng ta sao? Nếu không sao vừa để ngài vào thường vụ vừa để ngài kiểm điểm. Tôi nghĩ đây là cái cân bằng của Trung ương và tỉnh ủy, cũng là để đè chút danh tiếng của ngài, làm cho tâm lý một số người được cân bằng. Hoắc Vân Đạt cười hì hì nói. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận Hoắc Vân Đạt nói đúng. Có một số người ở tỉnh ủy không hài lòng việc Triệu Quốc Đống vào thường vụ. Chẳng qua bọn họ biết lần đó có bỏ phiếu cũng vô dụng, không công đắc tội bí thư tỉnh ủy và Triệu Quốc Đống mà thôi. Nếu như Triệu Quốc Đống mà xảy chân thì bọn họ tuyệt đối không do dự bỏ đá xuống giếng. Ứng Đông Lưu làm vậy từ góc độ nào đó cũng là bảo vệ Triệu Quốc Đống, tránh cho hắn quá nổi khiến nhiều người thù ghét. Bí thư Triệu, đây đúng là việc đáng ăn mừng, có phải là nên tổ chức vào tối nay không? Giản Hồng cười cười đề nghị. Tôi thấy tối nay do Đông Giang chúng tôi làm chủ chúc mừng bí thư Triệu. Trưởng ban thư ký thấy sao? Ha ha, Giản Hồng, ý tốt của Đông Giang tôi xin nhận. Có lẽ mọi người rất nhanh biết việc này. Hôm khác đi, hôm khác tôi mời mọi người. Quyển 15, chương 118. Triệu Quốc Đống vốn còn muốn tới công trường xây dựng trung tâm vật tư kia xem nhưng trên xe hắn đã nhận được 4-5 cuộc điện thoại chúc mừng, hắn đành phải gác chuyện kia lại mà về văn phòng. Văn bản đã gửi tới tỉnh ủy cũng có nghĩa việc đã hoàn toàn xác định, Lòng Ứng Hoa dù dẫy dụa như thế nào cũng vô dụng. Triệu Quốc Đống có thể khẳng định chuyện Vân Lĩnh kẻ nhằm vào mình là Lòng Ứng Hoa. Chẳng qua chuyện này đã là quá khứ, khi đã xác định thì mọi người lại về trạng thái công việc vốn có của mình. Chỉ là Lòng Ứng Hoa dùng thủ đoạn như vậy để nhằm vào đối thủ cạnh tranh thì lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, ủy ban có bỏ qua hay không? Đây rõ ràng là khiêu chiến quyền uy của tỉnh ủy. Khi Triệu Quốc Đống về văn phòng, Tiêu Phượng Minh đã chờ ở đây. Bí thư Triệu, chúc mừng. Tiêu Phượng Minh đây là thật lòng vui mừng. Bước lên làm thường vụ tỉnh ủy thì tương lai phát triển của Triệu Quốc Đống sẽ hoàn toàn khác. Mặc dù ai cũng nói không được kết bè kết phái trong chính trị nhưng đó là điều không thể tránh nổi. Nói một cách dễ nghe đó là những người cùng quan điểm. Nếu một người quang minh chính đại muốn phát triển sau đó thông qua việc phát triển của mình để làm lợi cho dân chúng sẽ tập trung những người cùng quan điểm với mình lại.
mà nhân vật trung tâm lên chức cũng sẽ khiến quần thể đó được hưởng lợi. Bất cứ một lãnh đạo nào cũng không thể làm việc một mình, triển khai công việc cũng phải dựa vào những người đáng tin và cùng quan điểm của mình. Tiêu Phượng Minh cũng không nhớ rõ mình như thế nào mà từng bước đi vào vòng tròn của Triệu Quốc Đống. Chính Tiêu Phượng Minh cũng không cho rằng mình sẽ dựa vào ai, nhưng bên ngoài luôn có cách nói nào đó, đấy là mình từ người của Hoàng Lăng chuyển sang dựa vào Triệu Quốc Đống. Đương nhiên Tiêu Phượng Minh cũng phải thừa nhận rất nhiều quan điểm trong công việc của Triệu Quốc Đống rất hợp thực tế hơn Hoàng Lăng, luôn có thể chính xác nắm bắt, đẩy mạnh một công việc nào đó. Nếu như được coi là dựa vào Triệu Quốc Đống, Tiêu Phượng Minh cũng không cần biện bạch gì. Ngồi đi, tin tức của anh nhanh thật đó. Tôi cũng vừa nhận được điện của trưởng ban Hàn. Triệu Quốc Đống cũng đánh giá rất cao Tiêu Phượng Minh. Mặc dù trước kia không có qua lại gì nhưng biểu hiện trong công việc của Tiêu Phượng Minh đã làm Triệu Quốc Đống tôn trọng đối phương. Bí thư Triệu, tin này luôn truyền với tốc độ cực nhanh. Ngài nghĩ xem chuyện kéo dài lâu như vậy mới có kết quả mà. Tiêu Phượng Minh nói. Bây giờ xong rồi, mọi người có thể yên tâm ngủ ngon. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Câu này của anh khá thú vị, đúng là nên vứt chuyện này ra khỏi đầu. Trước mọi người đều không yên tâm, bây giờ là lúc chúng ta nên làm việc của mình. Ừ, nhưng mà bí thư Triệu, chuyện ở Vân Lĩnh sợ là cũng nên có câu trả lời với tỉnh. Thị xã cần phải nghiên cứu xem nên xử lý như thế nào. Tiêu Phượng Minh trầm ngâm một chút rồi nói. Lão Toàn ở bên kia cũng hỏi chuyện này. Tôi và bí thư Lam cũng đã trao đổi với nhau. Bí thư Lam nói đợi tỉnh ủy có ý kiến rồi bàn, nhưng lão Toàn có ý không chờ tỉnh ủy có ý kiến. Y cho rằng thực ra ý của tỉnh ủy là khá rõ ràng. Triệu Quốc Đống nghe ra ý của Tiêu Phượng Minh. Việc lãnh đạo chủ yếu của Vân Lĩnh chịu trách nhiệm gì trong việc này thì Lam Quang, Toàn Lực Trí, Tiêu Phượng Minh có ý kiến khác nhau. Toàn Lực Trí cho rằng lãnh đạo chủ yếu của huyện dám chống đối chính sách của Trung ương, lừa trên gạt dưới, mang ảnh hưởng xấu tới thị xã, không khí này không thể cổ vũ, phải xử lý mạnh, nhưng Lam Quang không quá đồng ý với quan điểm này. Lam Quang cho rằng mặc dù lãnh đạo chủ yếu của Vân Lĩnh có trách nhiệm không thể trốn tránh, nhưng trách nhiệm không quá nghiêm trọng như Toàn Lực Trí nói. Ít nhất phải đợi tỉnh ủy có ý kiến rõ ràng thì thị ủy mới nghiên cứu xử lý. Trước đó không nên làm quá mức, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng không cần thiết với sự phát triển kinh tế và xã hội của Vân Lĩnh. Điều này làm Toàn Lực Trí rất khó chịu. Tiêu Phượng Minh lại cho rằng nên xử lý lãnh đạo chủ yếu của Vân Lĩnh nhưng không cần quá nặng. Chỉ điều bí thư huyện ủy Lang Thế Quần lên thị xã là có cách giao cho tỉnh ủy, cũng không làm ảnh hưởng đến tính tích cực trong công việc của cán bộ Vân Lĩnh. Anh cảm thấy Lang Thế Quần ở chuyện này có bao trách nhiệm? Triệu Quốc Đống nghe xong Tiêu Phượng Minh giới thiệu, hắn suy nghĩ khá lâu rồi nói. Tiêu Phượng Minh ngẩn ra và nói. Huyện ủy, ủy ban Vân Lĩnh ở vấn đề này phải có trách nhiệm tập thể, đương nhiên Lang Thế Quần làm lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm chính. Không có y cho phép thì hạng mục kia không thể đi tới bước này. Đương nhiên bên Vân Lĩnh làm khá xảo diệu, bồi thường dân chúng cũng khá đúng mực, hơn nữa cũng được hầu hết dân chúng ở cơ sở ủng hộ, điểm này tổ công tác của Quốc vụ viện và tỉnh cũng thừa nhận. Nhưng nó không có nghĩa hành vi của bọn họ có thể tha thứ. Ý của tôi tốt nhất là điều Lang Thế Quần khỏi vị trí bí thư huyện ủy, chủ tịch Trương Bồi Lễ và phó chủ tịch phụ trách đất đai, Lý Đại Điền sẽ bị kỷ luật. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Trong sự kiện này huyện ủy, ủy ban Vân Lĩnh đúng là có trách nhiệm, nhưng tôi nghĩ phải phân chia rõ ràng. Lời nói của Lang Thế Quần làm tôi phải suy nghĩ. Có lẽ do Ninh Lăng chúng ta phát triển quá nhanh khiến các quận, huyện đều phải dồn hết tâm tư mà phát triển, không dám ngừng nghỉ. Vân Lĩnh có vị trí địa lý không bằng Đông Giang, Thổ Thành, không có trụ cột bằng Tây Giang, Hoa Lâm, gặp cơ hội như vậy bọn họ có thể không nắm bắt sao? Ví dụ như hạng mục sân bay Đông Trại vậy. Trên thực tế trước khi hạng mục được phê duyệt thị xã không phải đã làm công tác chuẩn bị sao? Cũng không phải không kiêng nể tuyên truyền sao? Trên thực tế việc giải phóng mặt bằng cũng đã tiến hành trước, chỉ là chúng ta nắm bắt tốt một chút mà thôi. Vậy hạng mục bên Vân Lĩnh không phải cũng như vậy sao? Tiêu Phượng Minh cẩn thận suy nghĩ lời nói của Triệu Quốc Đống. Lang Thế Quần và Triệu Quốc Đống có quan hệ bình thường, theo lý thuyết Vân Lĩnh xảy ra chuyện và có thể ảnh hưởng đến việc vào thường vụ tỉnh ủy của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống sẽ không tha thứ. Điều Lang Thế Quần ngang cấp lên thị xã đã là nhẹ nhất có thể. Nhưng bây giờ Tiêu Phượng Minh nghe ý của Triệu Quốc Đống thì giống như muốn bảo vệ Lang Thế Quần. Bí thư Triệu, ý của ngài là... Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói một điều đó là các quận, huyện bây giờ không dễ dàng. Nhất là ở thời buổi mọi người đuổi theo nhau thì ai không muốn đi trước.
Ví dụ như hạng mục Hâm Đạt này đưa ra nhiều điều kiện tốt cho huyện, xã, nhất là giải quyết công ăn việc làm cho mấy trăm người dân địa phương, còn có thể kéo theo một loạt công trình khác nữa. Nếu tôi làm bí thư huyện ủy Vân Lĩnh cũng phải mạo hiểm làm như vậy. Triệu Quốc Đống nói ra quan điểm của mình. Hơn nữa chuyện này cũng không chính thức tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Cái gọi là chiếm đất, hủy ruộng chỉ là lời vô căn cứ. Ở việc này cá nhân tôi cho rằng Vân Lĩnh làm khá cẩn thận. Đương nhiên do gặp phải chính sách khống chế vĩ mô của Trung ương nên xảy ra chuyện như vậy nhất định phải có xử lý. Nhưng tôi đề nghị chỉ đưa ra thông báo phê bình lãnh đạo chủ yếu của Vân Lĩnh. Còn về bộ máy huyện ủy, ủy ban Vân Lĩnh cần ổn định để đảm bảo sự phát triển kinh tế của Vân Lĩnh trong nửa cuối năm. Ừ, Bí thư Triệu, ngài có thể hiểu được khó khăn của các quận, huyện cũng là may mắn của cấp dưới. Nếu là người khác chỉ sợ. Tiêu Phượng Minh không nói thêm. Ừ, anh trao đổi với hai người kia, nói qua ý kiến của tôi. Tôi đề nghị đợi sau khi tôi lên tỉnh ủy kiểm điểm rồi có quyết định. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Tôi cũng từng làm bí thư huyện ủy nên hiểu được tâm trạng của Lang Thế Quần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 15, chương 119. Tiêu Phượng Minh có chút xúc động với cách xử lý của Triệu Quốc Đống. Y có thể hiểu được sự quan tâm của Triệu Quốc Đống đối với lãnh đạo cấp dưới. Nhưng cách làm này của Triệu Quốc Đống thì Tiêu Phượng Minh lại không cho là đúng. Theo y thấy có những lúc người đứng đầu phải có sự quyết đoán. Anh có phải cảm thấy cách xử lý này của tôi có phải là nhẹ nhàng quá không? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Ồ, Bí thư Triệu, tôi cảm thấy có chút vấn đề. Dù bên dưới gặp áp lực như thế nào cũng không thể làm như vậy mà. Tiêu Phượng Minh cẩn thận nói. Nếu quá bảo vệ bên dưới thì có lẽ gây phản tác dụng. Triệu Quốc Đống gật đầu. Hắn có thể hiểu ý tốt của Triệu Quốc Đống. Nếu là việc khác Triệu Quốc Đống sẽ không dốc sức bảo vệ như vậy nhưng ở vấn đề này nếu tỉnh ủy đã ủy quyền cho thị ủy xử lý thì hắn cảm thấy phải bảo vệ. Ừ, vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất lâu. Nếu như không phải bởi vì chuyện này thì tôi cũng không khó xử như vậy. Nhưng tôi suy nghĩ mãi và cả thấy cán bộ chúng ta một lòng muốn phát triển thì cần phải bảo vệ. Mặc dù bọn họ có những lúc làm sai quy định nhưng chỉ cần biết sửa chữa là chấp nhận được. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Cho nên ý của tôi là duy trì ổn định bộ máy của Vân Lĩnh. Tin Triệu Quốc Đống lên làm thường vụ tỉnh ủy rất nhanh truyền khắp tỉnh. Nó làm cả Ninh Lăng trở nên vui mừng, lo lắng từ chuyện ở Vân Lĩnh cũng theo đó mà được quét sạch. Đây là lần đầu tiên bí thư thị ủy Ninh Lăng tiến vào thường vụ tỉnh ủy. Có thể nói đây là sự khẳng định cao nhất cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Ninh Lăng. Dù là ai chỉ cần là cán bộ Ninh Lăng đều cảm thấy tự hào. Bí thư thị ủy Ninh Lăng vào thường vụ tỉnh ủy cũng có nghĩa tiếng nói của Ninh Lăng ở tỉnh An Nguyên sẽ tăng lên. Trong nhiều công việc liên quan đến toàn tỉnh, Ninh Lăng cũng có một chiếc mic trực tiếp phản ánh vấn đề, có thể nói rõ ý đồ của Ninh Lăng. Chỉ riêng điểm này các thành phố, thị xã khác ngoài An Đô đã không thể sánh bằng. Bí thư Lưu, nghe nói Bí thư Triệu lên làm thường vụ tỉnh ủy. Đây là việc đáng mừng, tôi định mời Bí thư Triệu để chúc mừng. Tôn Trường Phú cười ha hả nói. Tôi hôm qua mới nghe Chủ tịch Hoắc nói tới việc này. Bí thư Lưu, anh có thể hỏi Bí thư Triệu giúp tôi một chút xem lúc nào Bí thư Triệu rảnh không? Hắc hắc, Lão Tôn, anh chẳng lẽ không dám trực tiếp gọi cho Bí thư Triệu sao? Trong thời gian ngắn nhất Bí thư Triệu không ít lần đến công trường trung tâm vật tư các anh, cơ hội nhiều mà. Còn cần tôi chuyển lời giúp sao? Lưu Như Hoài vui vẻ nói. Dạo này tâm trạng Bí thư Triệu rất tốt, hạng mục của tập đoàn anh được Bí thư Triệu chú trọng. Công ty rượu Ninh Lăng năm nay cũng kinh doanh tốt, xu thế phát triển vượt quá dự tính. Anh chỉ cần nói tin tốt này thì không chừng Bí thư Triệu sẽ nhận lời ngay. Tính Bí thư Triệu thì anh cũng biết đó. Xuống khảo sát chưa bao giờ ở lại dùng cơm. Tôi thật ra đã ăn vài lần với Bí thư Triệu nhưng đều là do Ủy ban Tây Giang hoặc Ủy ban Đông Giang chiêu đãi. Tôi không bỏ xu nào ra lại thấy bất an. Được rồi Lão Tôn, chẳng lẽ thấy tiền nhiều quá không tiêu nên hoảng hốt à? Tây Giang chúng tôi có không ít viện cô nhi, nhà dưỡng lão, anh lúc nào quyên góp đi. 500 ngàn cũng không chê ít, 2-3 triệu cũng không ngại nhiều. Lưu Như Hoài và Tôn Trường Phú vừa từ trong xưởng đi ra và cười nói. Bí thư Lưu, xem anh nói kìa, mấy nơi như vậy phải do tài chính quận gánh vác, sao lại tính tới tập đoàn chúng tôi? Tôn Trường Phú đảo đảo mắt nói. Anh như vậy là không được rồi. Thời gian trước Bí thư Triệu còn nhắc đến sự phát triển của tập đoàn các anh.
Bí thư Triệu quan tâm như vậy thì các anh cũng phải nghĩ cho khó khăn của chính quyền chứ. Anh như vậy bảo sao bí thư Triệu không nói người giàu Trung Quốc chúng ta không thích việc làm từ thiện như đi xem ca nhạc, thi hoa hậu. Lưu Nhược Đồng đâm lại Tôn Trường Phú một câu. Ha ha, bí thư Lưu, anh đừng lấy bí thư Triệu ra gõ tôi. Công ty rượu Ninh Lăng và công ty vận tải Trường Phú có bao thua người ở việc từ thiện. Đúng rồi, anh lúc nào mời bí thư Triệu đến ngồi, tôi làm chủ. Tôi sẽ quyên góp cho viện dưỡng lão Tây Giang 1 triệu được không? Tôn Trường Phú vỗ ngực nói. Bình thường hai vị lãnh đạo các anh uống cốc trà cũng khó, tôi nghĩ một bữa ăn rồi được 1 triệu tiền quyên góp cũng không phải là hối lộ mà. Lưu Như Hoài không khỏi cười thầm trong lòng. Xem ra Tôn Trường Phú này mấy năm qua làm ăn phát đạt. Sản phẩm rượu Ninh Lăng được 4 tỉnh Tấn, Dự, Ký, Tần rất hoan nghênh. Nhất là gần đây còn hợp tác với Đại học Y Khoa, Đại học An Nguyên mà nghiên cứu ra rượu tăng cường sức khỏe càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Mà công ty vận tải Trường Phú cũng không ngừng mở rộng về quy mô, phạm vi vận chuyển không chỉ giới hạn ở dòng Ô Giang, Trường Giang, bây giờ đang từng bước tiến về phái Hạ Lưu Trường Giang. Tốc độ xây dựng tòa nhà Trường Lăng cũng rất nhanh, có lẽ cuối năm nay sẽ xây dựng đến tầng đỉnh là tầng 28. Tập đoàn Trường Phú đã trở thành công ty tư nhân lớn nhất trên địa bàn Ninh Lăng, bên ngoài cho rằng sau khi trung tâm vật tư kia xây dựng xong thì tài sản của Tôn Trường Phú càng tăng nhiều. Không biết có hy vọng vào bảng người giàu Trung Quốc không? Được, lão Tôn, anh nói lời phải giữ lời đó. Tôi dù dập đầu chắp tay cũng phải mời được bí thư Triệu đi nhằm lấy được 1 triệu này. Lưu Như Hoài nói. Ha ha, bí thư Lưu, có cần như vậy không? Anh đường đường là thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang thì 1 triệu này anh để vào mắt sao? Anh thiếu 1 triệu này, hay là muốn lấy tôi làm gương để lấy thêm vài triệu của những người khác nữa? Viện dưỡng lão của Tây Giang có phải định xây dựng lại không thế? Tôn Trường Phú nhìn ra ngay mục đích của Lưu Như Hoài. Ha ha, lão Tôn, đầu óc anh tốt thật đó. Tôi xem ra chức bí thư quận ủy của tôi thì anh cũng có thể làm tốt. Tôi mới nghĩ qua mà anh đã nhìn ngay ra được, nếu như vậy suốt thì tôi còn làm việc thế nào được? Được rồi bí thư Lưu, nếu cán bộ đều có thể suy nghĩ tìm cách giải quyết khó khăn cho các công ty chúng tôi như anh. Công ty có thể phát triển tốt thì ai cũng sẽ muốn cống hiến cho quốc gia. Tôn Trường Phú dừng một chút rồi nói tiếp. Bí thư Lưu, chuyện anh và bí thư Triệu phân phó tôi tuyệt đối không từ chối. Không có bí thư Triệu và anh ủng hộ thì tập đoàn của tôi không thể phát triển được như tới ngày hôm nay. Đào Tông Tinh bỏ máy xuống rồi gọi thư ký vào nói. Mời phó tổng giám đốc Cù lại đây. Cù Vận Lam vào văn phòng Đào Tông Tinh mà khá tò mò. Sau khi công ty Tinh Lãng niêm yết lên thị trường chứng khoán, Đào Tông Tinh là chủ tịch công ty thường hay bay qua bay lại, 1 tháng ở Ando chưa đầy tuần. Mới sáng hôm nay đã gọi mình tới văn phòng là có chuyện gì? Chủ tịch, anh tìm tôi. Cù Vận Lam có thể nhận ra Đào Tông Tinh đang có vấn đề cần suy nghĩ. Ừ, ngồi đi, cũng không có chuyện gì, chẳng qua là tôi vừa nhận được tin bí thư thị ủy Ninh Lăng, bí thư Triệu đã chính thức lên chức thành thường vụ thị ủy. Tôi muốn mời anh ta dùng cơm, tập đoàn Tinh Lãng chúng ta có thể phát triển như thế này cũng là nhờ bí thư Triệu ủng hộ. Cô liên lạc hỏi xem bí thư Triệu có rảnh không, ngoài ra cũng chọn một món quà cho tôi. Ồ, chuyện này có từ lúc nào? Cù Vận Lam rất ngạc nhiên, 2 hôm trước cô gọi điện cho chị mà không nghe nói tới. Chuyện ngày hôm qua nên chúng ta cũng nên chúc mừng một chút. Cô thấy nên mua quà gì là thích hợp nhất? Đào Tông Tinh biết chị của Cù Vận Lam. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Phu có quan hệ rất thân với Triệu Quốc Đống. Vì thế y muốn Cù Vận Lam đi mời Triệu Quốc Đống. Tính cách của Triệu Quốc Đống thì hình như không nhận quà. Cù Vận Lam lắc đầu nói. Nhận hay không là một chuyện, mua tặng hay không là chuyện khác. Chúng ta thể hiện tâm ý của mình là được. Đào Tông Tinh dừng một chút rồi nói. Chủ tịch, tiền đồ của Bí thư Triệu rất rộng, bây giờ tạo quan hệ tốt với y thì sẽ có nhiều lợi ích. Về công hay về tư chúng ta cũng cần một lãnh đạo có thể hiểu và ủng hộ chúng ta. Quyển 15, chương 120. Đừng, cần làm gì thì chúng ta vẫn phải làm. Vào thường vụ tỉnh ủy chỉ là thêm một cửa sổ mà thôi, mà không đến lúc bất đắc dĩ cũng không thể lên tiếng. Tuần tới lần đầu tham gia hội nghị thường vụ đã được, ưu ái, cho phát biểu. Có phải là bi kịch không nhỉ? Triệu Quốc Đống cười nói với Trung Dược Quân, Cố Vĩnh Bân. Tôi nghĩ mình sẽ sáng tạo lịch sử mất, đúng là chưa từng nghe nói có thường vụ nào vừa tham gia họp lần đầu đã phải làm kiểm điểm. Trung Dược Quân và Cố Vĩnh Bân đều nở nụ cười. Bí thư Triệu,
chuyện này đúng là mới mẻ. Ngài coi như gánh vác trọng trách, sau chuyện này chắc các lãnh đạo sẽ không còn so đo nữa. Sai rồi lão Cố, trưởng ban thư ký Dương gọi tới nói đây là do bí thư Ứng yêu cầu thị ủy Ninh Lăng phải nhận sai lầm một cách nghiêm túc, nó sẽ đại biểu cho cái nhìn của tỉnh ủy đối với bộ máy Ninh Lăng, xem Ninh Lăng có nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề hay không. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Nói tuy là như vậy nhưng mà bí thư Triệu cách xử lý của thị ủy với Vân Lĩnh thì tôi sợ trên tỉnh sẽ có dị nghị. Trung Dược Quân và Cố Vĩnh Bân đều cảm thấy thái độ của Triệu Quốc Đống không ổn. Triệu Quốc Đống kiên trì xử lý nhẹ huyện ủy, ủy ban Vân Lĩnh tuy làm bọn họ vui vẻ nhưng lại lo tỉnh ủy không hài lòng với cách xử lý này mà dẫn tới phiền phức không cần thiết. Nhất định có người ý kiến nên bản kiểm điểm cần phải làm tốt. Ngoài ra tôi cũng tiến hành báo cáo với bí thư Đông Lưu cùng chủ tịch Hạo Nhiên cùng với bí thư Trấn Trung về ý kiến và cái nhìn của thị ủy Ninh Lăng trong vấn đề này, mong bọn họ hiểu và ủng hộ. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Trung Dược Quân, Cố Vĩnh Bân đều nhận ra sự tự tin của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đúng là có thể nói như vậy. Ngoài việc bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu tin tưởng và ủng hộ hắn ra thì thêm một điều rất quan trọng khác là thân phận của hắn đã là thường vụ tỉnh ủy. Mặc dù hiện nay chỉ là thường vụ xếp hạng cuối nhưng theo nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng thì trọng lượng của các thường vụ trên danh nghĩa là như nhau. Ít nhất chuyện liên quan tới Ninh Lăng thì với tính cách của Triệu Quốc Đống tuyệt đối sẽ lên tiếng tranh chấp. Bí thư Triệu, quyết định của ngài đã được phê chuẩn, toàn thị xã coi như bỏ được gánh nặng. Nói thật sau khi sự kiện Vân Lĩnh diễn ra làm tôi rất lo lắng. Tôi dám nói có không ít cán bộ Ninh Lăng có suy nghĩ như tôi, đều nghĩ sao vào lúc đó lại xuất hiện chuyện này. Cố Vĩnh Bân nói, tôi dám nói ở đây có người đứng sau giật. Tuy nói đây không phải là bí mật nhưng các tài liệu đám phóng viên nhận được thì không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy ra. Ngoài nhân viên bên trong của chúng ta thì bọn họ sao biết cách sao chép tài liệu. Chuyện này tôi suy nghĩ khá lâu nhưng trong thời gian trước không tiện nhắc tới vì sợ có người nói chúng ta trả thù. Bây giờ chuyện đã xong thì tôi nghĩ ở Vân Lĩnh cũng cần điều tra nội bộ một chút. Chuyện này không cần nhắc lại làm gì. Thứ nhất là công việc của chúng ta đúng là có vấn đề, thứ hai người có thể tiếp xúc văn bản là không ít. Nếu kẻ đó đã dám dùng chiêu này thì còn không có cách đề phòng sao? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Chuyện này dù sao cũng đã qua, coi như ngã một lần khôn lên một lần. Bây giờ chúng ta cần là làm việc của mình. Tôi nghe nói có mấy công ty bất động sản Ando muốn mở rộng thị trường sang Ninh Lăng chúng ta. Đúng thế, có mấy công ty bất động sản hàng đầu của tỉnh như Hối Sinh, Nam Đô, Hoa Cảng đều có mục đích tiến vào các đô thị cấp 2 của tỉnh, mà điểm chọn đầu tiên là Ninh Lăng chúng ta. Tôi nghe nói còn có cả mấy công ty bất động sản lớn trong nước như Trung Dương, Kim Địa cũng muốn đến Ninh Lăng chúng ta. Nói đến việc này làm Trung Dược Quân, Cố Vĩnh Bân có chút hưng phấn. Trong xu thế thị trường bất động sản khá trầm lắng mà các ông lớn này đến Ninh Lăng, đó chính là khẳng định rõ ràng nhất cho xu thế phát triển của Ninh Lăng. Hai hôm trước Tổng Giám đốc, công ty bất động sản Trung Dương đến Ninh Lăng chúng ta khảo sát, Lão Trúc tiếp đón. Hôm qua Tổng Giám đốc công ty bất động sản Kim Địa, từ Khả Tạo tới Ninh Lăng, Lão Trúc và Cổ Bình Nguyên gặp đối phương. Y nói muốn đóng góp một phần sức lực cho sự phát triển của khu Hà Nam. Cố Vĩnh Bân có chút đắc ý bổ sung. Lúc này các công ty bất động sản như vào kỳ nghỉ đông, hai công ty này chủ động tới Ninh Lăng đã nói rõ mọi người đánh giá cao tương lai phát triển của Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tốc độ phát triển của Ninh Lăng chúng ta nhanh, nhất là khi mấy hạng mục lớn lục tục đi vào sản xuất thì càng cần nhiều lao động hơn nữa. Trung tâm đào tạo dạy nghề của chúng ta mặc dù đã mở rộng quy mô nhưng tôi thấy vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của các công ty. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói tiếp. Các nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý của những công ty này thường mang theo cả gia đình tới nên yêu cầu khá cao về hoàn cảnh sống. Vì thế khi các công ty bất động sản tiến vào thì chúng ta cần phải có thái độ chào đón, chào mừng họ tới Ninh Lăng phát triển. Đúng thế, công ty bất động sản lớn có tài chính sung túc. Hình thức kinh doanh và quan niệm xây dựng sẽ mang tới nhiều sáng tạo cho Ninh Lăng chúng ta. Bọn họ đến cũng có lợi cho sự cạnh tranh trong ngành bất động sản Ninh Lăng, cũng có thể xúc tiến công ty bất động sản bản địa phát triển. Trung Dược Quân đồng ý. Tới đây thị xã sẽ có vài khu đất được xây dựng như ở khu Giang Đông cùng khu Hà Nam và nội thành cũ Tây Giang. Bên Đông Giang thì cũng gia tăng xây dựng cơ sở vật chất ở ba nơi gồm Đường Trấn, Bắc Đầu, Hỏa Hoa. Cố Vĩnh Bân tiếp lời. Tôi thấy Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt đều đang xoa tay chuẩn bị làm lớn. Hoắc Vân Đạt bây giờ động tí là nói cái gì cảng hàng không. Tôi thấy anh ta đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi,
tham vọng không hề nhỏ. Tôi thấy y đang lo nếu khu Giang Đông tiếp tục mở rộng về phía Đông sẽ trực tiếp đến dưới mắt Đông Giang mất. Giản Hồng và Đông Giang phối hợp rất ăn ý. Lão Cố nói đúng, bọn họ có thể lo việc khu khai phát và Giang Đông mở rộng về phía Đông cho nên mới không ngừng xúc tiến tốc độ xây dựng của quận. Lúc trước đã xác định khu khai phát mở rộng tới đâu thì ở đó giao cho khu khai phát. Bây giờ khu Giang Đông tuy về hành chính và sự vụ xã hội thuộc về Đông Giang nhưng việc xây dựng, khai thác đều do thị xã phụ trách. Tôi nghĩ Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt không vui gì. Chuyện này tôi cảm thấy thị xã cũng nên suy nghĩ để nói rõ ràng mới được. Trung Dược Quân nói, mới đầu khi xây dựng khu Giang Đông thì đó là bãi đê không ai dùng. Lúc ấy Đông Giang dù là từ nhận thức của lãnh đạo đến tiềm lực tài chính cũng không có sức mà khai thác khu này, nhưng bây giờ giai đoạn 1 của khu Giang Đông về cơ bản đã xong, hơn nữa theo quy hoạch thì lấy núi Diệu Phong làm trung tâm, khu vực phía Bắc đã xây dựng xong các cơ sở vật chất như điện, nước, thông tin. Giai đoạn 2 mở rộng sang phía Nam đã sắp chính thức đi vào xây dựng, quy hoạch giai đoạn 3 cũng bắt đầu được soạn. Mặc dù Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt đều là lãnh đạo nhìn được đại cuộc nhưng sự thật trước mắt là rõ ràng. Khu Giang Đông vốn là địa bàn của Đông Giang, thị xã cứ thế cầm lấy, giai đoạn 1, 2 thì thôi không nói nhưng giai đoạn 3 lại có quy hoạch rộng hơn nhiều, từng bước đến thủ phủ quận Đông Giang làm Đông Giang không nhịn được nữa. Vì thế Đông Giang cũng đưa ra nhiều ý kiến, yêu cầu phải có được quyền lợi khai thác khu Giang Đông. Quyển 15, chương 121. Trung Dược Quân và Cố Vĩnh Bân đều nhìn Triệu Quốc Đống. Đây là vấn đề khá khó khăn. Hai cấp nội thành cùng ở trên một địa bàn thì vẫn luôn có mâu thuẫn về lợi ích. Chính xác mà nói dựa theo quy định của hiến pháp thì không có cấp thị xã. Theo quy định cơ cấu hành chính cấp tỉnh chỉ có 3 cấp là tỉnh, huyện, xã, thị trấn. Cấp thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh cũng là theo thời đại thay đổi mà dần xuất hiện. Hơn nữa theo thời gian cũng sẽ dần bị xóa bỏ. Nhưng ở cơ chế hành chính hiện nay thì cơ cấu cấp thị xã vẫn còn tồn tại trong thời gian dài nữa. Chính vì nguyên nhân như vậy nên đảng ủy, chính quyền cấp huyện mới có tính độc lập khá mạnh. Còn cấp quận do ở ngay dưới mắt đảng ủy, chính quyền cấp thị xã, SPN nữa công tác quy hoạch, quản lý đô thị thường bị thị xã đưa ra nên khiến quyền lực của quận giảm đi. Triệu Quốc Đống cũng vẫn suy nghĩ vấn đề này. Xu thế phát triển của Đông Giang rất nhanh, do ở ngay gần kề khu khai phát nên khiến bọn họ có thể lợi dụng sự phát triển của khu khai phát, xây dựng ở khu Giang Đông mà thu lợi ích. Nhưng nó cũng mang tới một vài mâu thuẫn về lợi ích với thị xã. Đó là điều rất bình thường. Làm như thế nào xử lý tốt loại quan hệ này, vừa đảm bảo khu khai phát ổn định phát triển, trở thành ngành chủ đạo của Ninh Lăng, lại muốn đảm bảo việc xây dựng ở khu Giang Đông, đồng thời cũng bảo vệ tính tích cực trong phát triển của Đông Giang là vấn đề khá khó xử lý. Vấn đề này còn cần phải ngồi xuống nghiên cứu kỹ mới được. Lúc ấy xây dựng khu Giang Đông là do nguyên nhân thời cơ nên Đông Giang không để ý mấy. Nhưng bây giờ tốc độ phát triển của khu Giang Đông rất nhanh, quy hoạch vượt quá điều đặt ra ban đầu nên khó trách Đông Giang có ý kiến. Làm như thế nào phối hợp tốt giữa hai bên, tôi nghĩ có thể tìm được một phương án có thể chấp nhận. Triệu Quốc Đống không dễ dàng tỏ thái độ, loại vấn đề này không nên là do bí thư thị ủy tỏ thái độ mà cần do hai cấp chính quyền thị xã, quận từ từ tìm kiếm, sau vô số lần đàm phán mới có thể đưa ra phương án cuối cùng. Nhưng Triệu Quốc Đống không ủng hộ quan điểm tập trung quyền lực lên thị xã hết. Long Ứng Hoa có chút nuối tiếc thu dọn đồ đạc cá nhân của mình. Bây giờ trong văn phòng chỉ còn lại một vài quyển sách thường dùng mà thôi. Mặc dù không rõ mình còn có thể ngồi ở văn phòng này bao lâu nhưng Long Ứng Hoa tin Ứng Đông Lưu sẽ không để mình tiếp tục trên vị trí này nữa. Dù ai làm bí thư tỉnh ủy thay Ứng Đông Lưu cũng không thể tha thứ một cấp dưới luôn khiêu khích quyền uy của mình như vậy. Nếu như mình thành công thì đối phương đương nhiên không có lời phản đối, nhưng nếu mình thất bại thì đương nhiên không còn gì để nói. Chẳng qua Long Ứng Hoa cũng không lo mấy, nhiều năm làm bí thư thị ủy Vĩnh Lương cũng không phải không tốt. Dù như thế nào thì Ứng Đông Lưu cũng phải bố trí một vị trí tốt tốt cho mình. Long Ứng Hoa không xác định được mình sẽ lên làm giám đốc sở thủy lợi, sở nông nghiệp hay là sở tài nguyên môi trường nhưng y biết Ứng Đông Lưu sẽ không để mình tiếp tục làm bí thư thị ủy Vĩnh Lương, cũng không thể điều mình sang nơi khác làm bí thư. Ngồi trên ghế, Long Ứng Hoa vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Trận này mình hoàn toàn thất bại. Cho đến bây giờ Long Ứng Hoa cũng không rõ tại sao Triệu Quốc Đống lại biết tin nhanh như vậy. Theo y thấy mình chuẩn bị rất chu đáo. Nguyên nhân thắng lợi của Triệu Quốc Đống có nhiều. Ngay từ đầu đối phương đã chiếm hết ưu thế, việc tỉnh ủy ủng hộ cho Triệu Quốc Đống làm mình phải đi nước cờ hiểm,
vốn nghĩ nước cờ này thu được kết quả mà đến phút quan trọng lại có người đứng ra chống đối, kết quả không tạo thành vết thương chết người cho Triệu Quốc Đống. Long Ứng Hoa thậm chí có thể nghĩ đối phương đã đoán được mình là kẻ đứng sau chuyện kia, chẳng qua cũng không sao cả nguyện chơi nguyện thua. Long Ứng Hoa nghĩ mình có thể thua được một ván này. Bây giờ Long Ứng Hoa chủ yếu suy nghĩ xem bước đi tiếp theo của mình là gì. Lăng Chính Dược nói sẽ tìm vị trí thích hợp trên Trung ương cho mình nhưng Long Ứng Hoa lại chưa quyết định. Mất đi địa bàn đã phấn đấu hơn 20 năm, một lần nữa tới nơi có hoàn cảnh mới thì mình có thích ứng được không? Long Ứng Hoa không cho rằng mình còn có tinh lực mà mở không gian ở trên bộ. Mặc dù là có thể cũng chỉ sợ là nhiều năm sau. Mà khi đó ai biết thời cuộc biến hóa như thế nào? Lăng Chính Dược nếu đi nơi khác thì còn ai giúp mình nữa? Đây cũng là điều làm Long Ứng Hoa thấy khó quyết định nhất. Y hy vọng mình tiếp tục ở lại An Nguyên, dù ở ẩn 2 năm đến năm 2007 khi Ứng Đông Lưu làm hết khóa và đi thì mình cũng có ngày xuất đầu. Dù là Tần Hạo Nghiên lên làm bí thư tỉnh ủy hay điều người từ nơi khác đến thì có Lăng Chính Dược giúp, Long Ứng Hoa tin mình sẽ tiến thêm một bậc. Long Ứng Hoa không nhịn được hít sâu một hơi thuốc cho mình tỉnh táo lại. Ván này thua cũng không có nghĩa là luôn thua, Triệu Quốc Đống thắng một ván không có nghĩa luôn thắng. Trong ván cờ có rất nhiều quân và nước đi, phải xem anh nắm bắt như thế nào. Triệu Quốc Đống là thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Ninh Lăng, trên tỉnh không có phân công công việc gì khác cho nên không dễ phân công cho hắn. Khi nhân viên văn phòng cầm tờ fax nội dung hội nghị thường vụ tỉnh ủy diễn ra vào thứ ba tuần tới, Triệu Quốc Đống đang ngồi trong văn phòng suy nghĩ bước phát triển tiếp theo của Ninh Lăng. Tốc độ phát triển kinh tế 7 tháng đầu năm của Ninh Lăng vẫn duy trì tốc độ trên 80%, càng về sau càng tăng tốc. Nhưng mà hắn lấy danh nghĩa bí thư thị ủy Ninh Lăng có tốc độ phát triển nhanh để vào thường vụ tỉnh ủy, như vậy làm như thế nào để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như thế này? Hạng mục của tập đoàn Fukuda đã xây dựng xong và đi vào sản xuất. Khu công nghiệp năng lượng mặt trời và trung tâm vật tư đã khởi công, nhìn qua đều là tín hiệu đáng mừng nhưng Triệu Quốc Đống biết đây chỉ là bề nổi. Ninh Lăng có thể phát triển nhanh như vậy là do vay vốn lớn để xây dựng cơ sở vật chất, một khi tốc độ tăng trưởng chậm lại sẽ mang lại áp lực cực lớn cho tài chính thị xã. Vì thế Ninh Lăng phải đảm bảo các hạng mục hoàn thành xây dựng một cách thuận lợi, cũng cần sớm suy nghĩ xem động lực phát triển tiếp theo của Ninh Lăng là gì. Triệu Quốc Đống tự tin trước khi mình đi Ninh Lăng vẫn duy trì tốc độ phát triển cực nhanh nhưng hắn không muốn Ninh Lăng sau đó sẽ trở nên suy yếu. Như vậy cần phải tìm kiếm điểm phát triển mới cho Ninh Lăng. Điểm phát triển không giới hạn ở một ngành nghề hoặc cơ chế chính sách cụ thể nào đó. Nó vừa phải là ngành thích hợp với Ninh Lăng, cũng có thể tận dụng chính sách một cách tốt nhất. Nếu như trong lúc nhất thời không thể tìm ra điểm phát triển mới cho Ninh Lăng tại nội thành, như vậy có thể tìm ở các quận, huyện, để bọn họ tự tìm điểm phát triển cho mình. Như vậy tích bão thành gió, sự phát triển ở quận, huyện cũng sẽ khiến của Ninh Lăng phát triển. Triệu Quốc Đống nhìn nội dung hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Ngoài kiểm điểm của Ninh Lăng ra thì đập vào mắt Triệu Quốc Đống còn có một vấn đề đó là suy nghĩ cho sự phát triển nửa cuối năm. Quyển 15, chương 122. Ý tưởng mới trong phát triển kinh tế. Triệu Quốc Đống suy nghĩ ý nghĩa của từ này. Mỗi một đề tài trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy đều trải qua nghiên cứu kỹ mới quyết định đưa ra thảo luận. Nó vừa cho thấy ý đồ của lãnh đạo chủ yếu, lại muốn cho các thường vụ hiểu ý nghĩa trong đó. Suy nghĩ phát triển kinh tế là từ nghe rất bình thường nhưng thêm chữ, mới, lại khác. Nó đại biểu cho thấy tỉnh ủy không hài lòng với cơ cấu phát triển kinh tế hiện nay, muốn có thay đổi thậm chí muốn đột phá. Hắn là thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Ninh Lăng, không được phân công quản lý công việc khác, như vậy hắn không cần đứng ở góc độ toàn tỉnh mà suy nghĩ, chủ yếu hắn đứng ở góc độ phát triển của Ninh Lăng mà suy nghĩ. Năm nay đã qua hơn nửa năm nhưng nhiệm vụ phát triển kinh tế không được như ý. Ninh Lăng, Đường Giang, Hoài Khánh cùng với Vinh Sơn phát triển còn làm người ta khá hài lòng nhưng mấy thành phố, thị xã khác lại không tốt mấy. Ngoài An Đô ra thì bốn thành phố, thị xã lớn mạnh về kinh tế gồm Vĩnh Lương, Miên Châu, Kiến Dương cùng Lam Sơn đều có tốc độ tăng trưởng cực thấp. Viện Nghiên cứu Chính sách, Văn phòng Ủy ban tỉnh đã tiến hành điều tra sự phát triển của mấy nơi này cho rằng ngoài việc bị ảnh hưởng của chính sách quốc gia thì nguyên nhân chủ yếu là kết cấu kinh tế của bốn nơi này không hợp lý. Thiếu điểm tăng trưởng mới, ngành nghề truyền thống tăng cấp chậm khiếp hiệu quả kinh doanh của các công ty giảm nhiều. Đầu tư vào cơ sở vật chất và công nghiệp không cao khiến tăng trưởng kinh tế công nghiệp giảm thấp. Làm như thế nào đột phá được điều này là khó khăn trước mắt của tỉnh ủy ưu, mà Ninh Lăng lại là người đi trước một bước.
Triệu Quốc Đống không biết ứng Đông Lưu có thể yêu cầu mình lên tiếng ở vấn đề này không. Dù sao tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng năm nay vẫn rất cao, làm như thế nào chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các thành phố, thị xã anh em cũng là đề tài khá tốt. Hắn có lẽ cần cân nhắc ở việc này một chút, tránh cho lãnh đạo đột nhiên điểm danh lại không kịp ứng phó. Vân Duệ, anh mời cục trưởng Thôi và cục trưởng Chu tới văn phòng tôi. Thôi Tú Phu và Chu Trọng không nghĩ bí thư Triệu lại nói chuyện với mình đến hơn 2 tiếng. Vân Duệ hai lần vào nhắc Triệu Quốc Đống là có lịch khác nhưng đều bị Triệu Quốc Đống gác lại, đủ thấy tầm quan trọng cuộc nói chuyện hôm nay. Vấn đề Triệu Quốc Đống đưa ra là rất đơn giản. Ninh Lăng đang phát triển nhanh nhưng có thể duy trì liên tục hay không? Hắn yêu cầu hai người nói ra quan điểm của mình trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân. Thôi Tú Phu, Chu Trọng không phải lần đầu bị Triệu Quốc Đống gọi tới nói chuyện. Tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống khác với các lãnh đạo khác. Dù là lúc nào chỉ cần đột nhiên có một suy nghĩ hoặc linh cảm sẽ gọi anh tới, nói chuyện tầm nửa tiếng, một tiếng. Mặc dù lúc ấy không nói rõ nhưng hắn cũng muốn anh lập tức nghiên cứu và suy nghĩ vấn đề này, không chừng vài ngày sau sẽ gọi anh lại hỏi một lần nữa. Vì thế anh phải mau đi tìm tài liệu và suy nghĩ. Như vậy còn chưa đủ, còn phải kết hợp tình hình thực tế của Ninh Lăng mà đưa ra quan điểm. Được rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Quan điểm của các anh theo tôi thấy cũng có nhiều điểm mới nhưng còn chưa đủ. Triệu Quốc Đống khá thích nói chuyện với hai người này. Bọn họ công tác hơn chục năm ở thành phố phát triển khu vực Duyên Hải, ngoài tư tưởng, quan niệm đổi mới hơn cán bộ địa phương thì còn có kinh nghiệm công tác. Suy nghĩ của tôi chỉ là sơ bộ, tôi cần các anh căn cứ vào tình hình cụ thể từng quận, huyện mà áp dụng. Ví dụ như Tào Tập thì trụ sở dược liệu của Tào Tập ngoài một công ty sản xuất dược liệu ra thì gần như không có gì. Làm như thế nào thay đổi cục diện này thì phải thu hút đầu tư ra sao? Lại ví dụ như Thổ Thành. Ngành công nghiệp thực phẩm và du lịch của nó đã thành trụ cột nhưng chỉ có hai ngành này là quá ít, sợ không đủ năng lực chống lại ảnh hưởng khi không khí kinh tế thay đổi, làm như thế nào tăng cường hoặc mở rộng sản nghiệp trụ cột mới. Điểm này hai cục các anh cần phải suy nghĩ kỹ. Bí thư Triệu, đây không phải chuyện đơn giản. Thôi Tú Phu và Chu Trọng nhìn nhau, muốn áp dụng việc này xuống từng quận, huyện không phải mấy tháng là xong. Chuyện đơn giản thì tôi còn cần gọi hai anh tới đây làm gì? Việc này quan hệ đến tính phát triển liên tục của Ninh Lăng. Thu hút đầu tư là nguyên nhân bên ngoài, phát triển kinh tế tư nhân là nguyên nhân bên trong, hai chân cùng bước mới duy trì phát triển liên tục được. Triệu Quốc Đống nói thêm, Ninh Lăng chúng ta bây giờ là tâm điểm chú ý của toàn tỉnh, thậm chí cả nước, bọn họ đều muốn nghiên cứu và áp dụng con đường phát triển của Ninh Lăng chúng ta. Nếu chúng ta cứ chìm đắm trong thành tích hiện có rồi không có đột phá thì tất nhiên sẽ lạc hậu. Vì thế cục thu hút đầu tư và phát triển công ty vừa và nhỏ không chỉ suy nghĩ làm tốt công việc hiện nay mà còn phải nghiên cứu, điều tra tranh thủ tiến 2-3 bước. Đây là điểm rất quan trọng cho sự phát triển của Ninh Lăng chúng ta. Thôi Tú Phu cười khổ nói. Bí thư Triệu, ngài đúng là sợ chúng tôi nhàn quá hay sao? Cục chúng tôi không chỉ phụ trách mỗi việc thu hút đầu tư, bây giờ ngài còn muốn đưa xuống từng quận, huyện, lại muốn chúng tôi tìm kiếm điểm sáng tạo. Cục chúng tôi chỉ có từng đó người sợ là không đủ sức. Lão thôi, đừng nói mấy cái này. Anh thiếu người, thiếu tiền thì đi tìm bí thư Lam cùng thị trưởng Cố, tôi chỉ cần kết quả. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Được rồi, lão Chu, anh cũng như vậy. Năm nay và sang năm có thể nói là thời kỳ để kinh tế tư nhân phát triển. Tôi tin anh cũng thấy và cảm nhận vài thứ mới từ trung ương đến địa phương. Chỉ cần cảm thấy phù hợp chính sách quốc gia và có thể thí điểm được ở Ninh Lăng chúng ta. Có thể có tác dụng cải thiện dân sinh và phát triển kinh tế thì cứ việc thử, thậm chí không cần sợ sai lầm. Chu Trọng ngẩn ra, y thật không ngờ bí thư Triệu lại suy nghĩ cả chuyện này, phá vỡ sự lũng đoạn, xúc tiến kinh tế tư nhân phát triển là điều được giới kinh tế trong nước tranh luận nhiều. Chẳng qua mặc dù là các khu vực Duyên Hải có kinh tế tư nhân phát triển cực nhanh như Chiết Giang, Nam Việt thì vẫn trong giai đoạn thảo luận, vậy mà bí thư Triệu lại muốn đưa nó vào thí điểm. Sao? Anh nhìn tôi như vậy có phải thấy tôi nói quá thẳng không? Triệu Quốc Đống thấy Chu Trọng nhìn mình với ánh mắt kỳ quái liền biết đối phương bất ngờ với thái độ của mình. Tôi nói đây là chuyện nghiêm túc, chuyện này tôi cũng không hay nói đùa. Xúc tiến kinh tế tư nhân tiến vào các ngành sản xuất sự nghiệp và dùng chung là một quá trình tiến dần và cần lục lọi. Ai cũng hy vọng chờ xem một chút nhưng dù sao cũng phải có người đi trước một bước. Tôi cảm thấy Ninh Lăng có thể đi trước một bước. Chỉ có không ngừng đi tới thì Ninh Lăng chúng ta mới duy trì được sự phát triển. Sau khi Chu Trọng, Thôi Tú Phu rời đi,
Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ một vấn đề, đó là phân công công việc của hai người này. Biểu hiện hơn năm qua của Thôi Tú Phu, Chu Trọng rất tốt, có thể nói lúc đầu hắn lựa chọn không sai. Sau khi hai người này lên làm cục trưởng không chỉ mang tới nhiều quan niệm, tư tưởng mới, cũng thúc đẩy người trong cục của mình tiến bộ lên. Nó khiến việc thu hút đầu tư của Ninh Lăng dần hình thành một hệ thống hoàn chỉnh, các công ty tư nhân đến Ninh Lăng và rất hài lòng. Đây là công lao không nhỏ của hai người bọn họ. Thôi Tú Phu trầm ổn hơn một chút, còn Chu Trọng lại có tính cách mãnh liệt. Có thể nói cả hai đều có sở trường và xuất sắc. Triệu Quốc Đống không khỏi có chút tự hào khi chọn hai người này. Năm nay Tào Tập phát triển rất chậm, năng lực của bí thư huyện ủy Thiết Minh đã bị không ít thường vụ thị ủy đặt câu hỏi. Tào Tập đặt ra kế hoạch trở thành trụ sở dược liệu lớn nhất tỉnh nhưng biểu hiện không như ý, gần như không đưa được gì ra cả. Năm trước Trung Dược Quân đã đề nghị Triệu Quốc Đống nên cân nhắc vấn đề điều chỉnh bộ máy huyện ủy, ủy ban Tào Tập. Quyển 15, chương 123. Trên thực tế việc Thiết Minh nhận chức cũng có nhiều tranh luận. Lục Kiếm Dân khi ấy rất khó chịu vì việc Trung Dược Quân cố gắng đề cử Thiết Minh. Y cho rằng Trung Dược Quân đây là dùng người thân, ít nhất cũng không thể nói rõ Thiết Minh có đủ năng lực để làm bí thư huyện ủy Tào Tập. Bây giờ Triệu Quốc Đống xem ra lời nói của Lục Kiếm Dân cũng có lý của y. Biểu hiện hơn năm qua của Thiết Minh cũng chứng thực lo lắng của Lục Kiếm Dân. Thiết Minh có tính cách quá mềm yếu, thiếu năng lực xử lý khẩn cấp và can đảm gánh vác trách nhiệm. Nếu như nói khuyết điểm này lúc làm chủ tịch huyện còn có thể bỏ qua nhưng anh là bí thư huyện ủy thì tuyệt đối không đủ tư cách. Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ xem nên làm như thế nào nói với Trung Dược Quân việc điều chỉnh Thiết Minh, thậm chí cả bộ máy Tào Tập. Nhưng bởi vì hắn không tìm được cơ hội thích hợp nên gác lại. Không ngờ Trung Dược Quân lại chủ động đưa ra đề nghị này làm Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Bộ máy huyện ủy, ủy ban Tào Tập nhất định phải được điều chỉnh mạnh, nếu không thì Tào Tập không thể sống dậy được. Theo xu thế phát triển hiện nay thì năm nay Đông Giang, Thổ Thành, Vân Lĩnh thậm chí Phong Đình đều sẽ vượt qua Tào Tập. Tào Tập sẽ rơi xuống hoàn cảnh tranh vị trí cuối với Thương Hóa, hơn nữa nếu cứ với tình hình hiện nay thì năm sau Tào Tập nhất định đứng cuối. Ai tới làm bí thư, chủ tịch Tào Tập, vực dậy Tào Tập là vấn đề cần giải quyết nhất hiện nay. Trong mắt Triệu Quốc Đống cũng có vài lựa chọn nhưng hắn vẫn thiếu gì đó. Tào Tập trước đây là huyện luôn đứng trong top 3 của Ninh Lăng. Bây giờ rơi xuống hạng cuối cùng, nó có quan hệ lớn đến việc thỏa mãn. Khi Sử Chí Hòa làm bí thư huyện ủy Tào Tập thì hiện tượng này càng đột xuất. Nếu không xử lý mạnh tay thì không chừng nó sẽ thành thứ kéo chân sau của Ninh Lăng. Thôi Tú Phu cùng Chu Trọng đều có biểu hiện xuất sắc trên cương vị của mình, đạt thành tích rõ ràng. Triệu Quốc Đống cũng có ý muốn hai người này xuống dưới rèn luyện. Vị trí chủ tịch huyện Tào Tập thì Triệu Quốc Đống có ý muốn để Chu Trọng làm nhưng ai làm bí thư huyện ủy lại là điều hắn chưa tìm được người thích hợp. Tình hình Thương Hóa cũng không khả quan, bí thư huyện ủy Cao Xuyên mặc dù khá cần cù nhưng năng lực phát triển kinh tế lại thiếu. Mà bản thân y cũng yếu, năm nay vì bệnh tim nên phải đi phẫu thuật, y cũng hy vọng thị ủy điều chỉnh lên vị trí khác dễ dàng hơn một chút. Tiêu Phượng Minh cũng báo cáo qua việc này với Triệu Quốc Đống, lần này hắn cũng muốn điều chỉnh vị trí bí thư huyện ủy Thương Hóa vào. Nói cách khác bộ máy hai huyện sẽ điều chỉnh mạnh, nó sẽ mang lại một cơn chấn động không nhỏ trong toàn bộ các quận, huyện Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống không có chủ trương dễ dàng điều chỉnh nhân sự nhưng khi mà điều chỉnh nhỏ không giải quyết được vấn đề thì hắn cũng không ngại mạnh tay. Tiêu Phượng Minh cũng theo ý đồ của Triệu Quốc Đống, trong điều chỉnh nhân sự lớn thường là có chuẩn bị đầy đủ, xác định thời cơ rồi thông qua một lần để thấy tác dụng. Suy nghĩ của sếp thì tôi không nắm được. Chẳng qua có thể khẳng định Thiết Minh sẽ bị điều chỉnh, có lẽ cả bộ máy cũng dính tới. Thị trưởng Trung cũng ý thức được điểm này nên chủ động tới nói chuyện với sếp. Sếp thật ra khá kiên nhẫn đợi thị trưởng Trung tỏ thái độ. Có thể làm Tiêu Phượng Minh nói thoải mái như vậy thì ngoài Lưu Như Hoài ra sẽ không còn ai khác. Từ lúc còn làm việc ở Khuê Dương, hai người đã có quan hệ mật thiết. Hai người tiến lên người như nhất trí, Tiêu Phượng Minh đi trước một bước. Lưu Như Hoài về cơ bản sau đó cũng tiến lên một bước. Đến khi Triệu Quốc Đống tới làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, hai người gần như không hẹn mà cùng đứng về phía Triệu Quốc Đống. Mọi người thông qua phương thức khác nhau mà chuyển biến hệ thống. Kết quả Tiêu Phượng Minh thành trưởng ban tổ chức cán bộ mà Triệu Quốc Đống tin tưởng, có địa vị quan trọng trong thị ủy. Còn Lưu Như Hoài cũng thành công vượt qua cửa từ cấp huyện lên cấp sở. Nói cách khác trong mắt sếp đã có người thích hợp cho bộ máy Tào Tập. Lưu Như Hoài suy nghĩ một chút rồi nói. Bộ máy nhân viên Tây Giang cũng không quá hợp lý,
Lưu Như Hoài vẫn hy vọng có thể thông qua cơn sóng điều chỉnh này để làm kết cấu bộ máy Tây Giang càng thêm tối ưu, tăng cán bộ trẻ có năng lực, sự nhiệt tình. Nhất là khi thấy Giản Hồng, Hoắc Vân Đạt hơn năm qua hợp tác tốt khiến Đông Giang phát triển cực nhanh. Mặc dù tốc độ phát triển của Tây Giang không chậm nhưng theo như Lưu Như Hoài nghĩ bên cạnh có một đối thủ cạnh tranh như vậy làm y không yên tâm, làm y càng thấy cần nên thay đổi ở Tây Giang đôi chút. Nếu thị ủy đã có ý điều chỉnh trong toàn thị xã, Lưu Như Hoài đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Tào Tập, Thường Hóa cũng có khả năng điều chỉnh mạnh, mà Tây Giang lại muốn đồng chí vài chức phó. Ngay cả Cổ Bình Nguyên trong thời gian này cũng có suy nghĩ đến vị trí bí thư huyện ủy hai huyện kia. Lưu Như Hoài thật ra rất ủng hộ người cộng tác của mình đi ra ngoài. Việc này tôi chưa rõ, chẳng qua trong thời gian này sếp hay gọi Thôi Tú Phu cùng Chu Trọng tới, hơn nữa sếp cũng đề cập với tôi việc nên để hai người Thôi Tú Phu cùng Chu Trọng có cơ hội rèn luyện mới có lợi cho sự trưởng thành. Tôi cho rằng sếp muốn để Thôi Tú Phu cùng Chu Trọng xuống dưới. Tiêu Phượng Minh bỏ chén xuống. Ồ, Lưu Như Hoài ngẩn ra. Để Thôi Tú Phu cùng Chu Trọng xuống có phải làm bọn họ thiệt thòi không? Thị xã có thể bỏ được bọn họ trong lúc quan trọng như thế này sao? Quan điểm của sếp khác chúng ta. Sếp thấy nếu là vàng thì ở đâu cũng sẽ sáng, mà người trải qua nhiều cương vị thì càng trở nên bắt mắt hơn. Thôi Tú Phu cùng Chu Trọng mặc dù đến Ninh Lăng chúng ta đã hơn năm nhưng do không phải người địa phương, thiếu quan hệ nên trong nhiều công việc không thể phát huy được tác dụng lớn nhất, ít nhiều bị ảnh hưởng. Nếu có thể xuống làm lãnh đạo quận, huyện nào đó, dần dần bồi dưỡng bộ máy của mình thì cũng có lợi cho bọn họ đi lên vị trí cao hơn. Tiêu Phượng Minh lắc đầu nói. Sếp đánh giá cao năng lực làm kinh tế của bọn họ, hy vọng bọn họ mang tới quan điểm mới cho các quận, huyện. Lưu Như Hoài hơi động tâm, nếu Cổ Bình Nguyên thật sự phải đi, như vậy lựa chọn Thôi Tú Phu hoặc là Chu Trọng đến làm chủ tịch Tây Giang cũng là lựa chọn tốt. Cổ Bình Nguyên mặc dù phối hợp ăn ý với mình nhưng tính cách quá cứng rắn, có lúc tranh chấp với Lưu Như Hoài. Mặc dù bản thân Lưu Như Hoài không chấp nhất chuyện này nhưng chưa chắc đã muốn như vậy. Chẳng qua do cả hai vẫn khống chế tốt tâm trạng của mình nên giờ vẫn giữ được quan hệ khá ổn định. Lần này thị xã điều chỉnh từ trên xuống dưới có thể lớn không vậy? Lưu Như Hoài nói. Có nhưng không nhiều, sao, muốn đề cử người thích hợp ư? Hay là cảm thấy cán bộ Tây Giang đủ đảm nhiệm, không cần người ngoài tiến vào? Tiêu Phượng Minh trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu lão Cổ mà được điều đi thì tôi nghĩ không phải Chu Trọng chính là Thôi Tú Phu có thể sẽ tới giúp anh. Lưu Như Hoài không nói mà suy nghĩ xem ai trong hai người này thích hợp với vị trí chủ tịch Tây Giang hơn. Bây giờ suy nghĩ vấn đề này còn hơi xa. Thứ ba tuần tới sếp phải qua cửa ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy nữa, sau đó mới có thể tính tới việc khác. Tiêu Phượng Minh cười nói. Nội dung hội nghị lần này rõ ràng là nhằm vào Ninh Lăng, phải xem sếp hóa giải như thế nào thôi. Không lo xa sẽ phải lo gần. Năm nay Đông Giang và Thổ Thành phát triển nhanh như vậy cũng làm Tây Giang thấy lo lắng và áp lực. Tôi hy vọng thị xã có thể điều chỉnh bộ máy Tây Giang một chút, làm cho Tây Giang sang năm sáng tạo thành tích huy hoàng hơn nữa. Quyển 16, chương 1. Xe Adodi khó khăn lắm mới nhích được dần từng bước. Mặc dù còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan tầm nhưng Ando đã sớm thể hiện khuyết điểm của thành phố quốc tế hóa. Đại lộ Vũ Lâm 6 làn xe mà đã đầy chặt. Nhìn không thấy cuối. Khi thải ô tô cùng với nhiệt từ điều hòa tỏa ra làm cho cả con đường nóng lực. Hơn nữa mặt trời vẫn không hề giảm nhiệt khi đã về chiều khiến khu vực phía tây Ando như cái lò nướng. Một người đi xe lam hứng cái nắng trực tiếp, mồ hôi ướt sũng áo. Một lái xe taxi cũng lắc đầu ngao ngán vì biết đến bao giờ có thể đi. Đằng trước xe kéo rất dài nhìn không thấy cuối. Thường là đoàn xe đằng trước mấy trăm mét có di chuyển được thì tới đây cũng mất vài phút mới có thể đi. Lại tắc đường ư? Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ, đi từ Ninh Lăng đến trạm thu phí Ando dài 300 km, Bành Trường Quý chạy với tốc độ trung bình 130 km/h nên chỉ mất hơn 2 tiếng. Mặc dù cao tốc An Tương đã thông xe vài tháng nhưng do tiền phí quá cao khiến xe tải và xe khách ít lên đường cao tốc. Chẳng qua dù như vậy vẫn giảm áp lực cho quốc lộ 915. Sở Giao thông cũng đang tiến hành sửa chữa quốc lộ 915. Vậy mà vừa tiến vào nội thành Ando lại gặp cảnh tắc đường này. Hơn nửa tiếng mà đi được có 3, 4 km, đi rừng, đi rừng. Mặc dù điều hòa trong xe Audi khá mát nhưng ngồi mãi trên xe cũng không vui vẻ gì. Bí thư Triệu, bây giờ nhiều người mua xe lên, ngài không thấy trên báo đô thị Hoa Trung mỗi ngày đều quảng cáo bán ô tô sao? Hôm nay xe của Bắc Khí ra loại mới,
mai xe của DU ra mẫu mã mới với đầy chính sách ưu đãi. Giá nhà thì đắt mọi người không mua nổi nhưng mua chiếc xe coi như tiến vào xã hội trung lưu mà. Bành Trường Quý cười ha hả nói. Thành phố Ando càng lúc càng hay tắc đường, chỉ cần có một nơi hơi bị cản một chút là sẽ tắc đường đoạn dài. Tôi nghe nói Ando cũng đang trưng cầu ý kiến dân chúng xem giải quyết việc này như thế nào. Một là xây dựng tàu điện ngầm, hai là xây dựng đường vành đai 2, 3. Triệu Quốc Đống cũng nghe nói việc Ando muốn làm ZX, đây không phải chuyện mới mẻ gì. Mấy năm trước khi Ninh Pháp còn làm chủ tịch tỉnh đã đưa ra đề nghị xây dựng ZX ở Ando, giảm áp lực giao thông cho Ando. Nhưng thị ủy, ủy ban Ando lại không quá nhất trí với vấn đề này. Lúc ấy Miêu Trấn Trung làm bí thư thị ủy Ando trên thực tế có thái độ lạnh nhạt với việc xây dựng hệ thống ZX. Thành phố Ando không đồng tình thì tỉnh còn gì mà nói nữa. Đến khi Miêu Trấn Trung rời chức bí thư thị ủy Ando, Tôn Liên Bình đến thì hạng mục ZX mới được bàn lại. Nhưng ngay sau đó lại gặp chính sách khống chế vĩ mô của quốc gia, hơn nữa thu tài chính của Ando mấy năm vừa rồi tăng quá thấp, có thể nói nếu không có ngành bất động sản phát triển nóng thì tài chính Ando sẽ rất khó khăn. Về phần vấn đề sau như Bành Trường Quý nói thì Triệu Quốc Đống cũng mới nghe được không lâu. Nghe nói tân thị trưởng Quan Kinh Sơn đưa ra quan điểm này. Quan Kinh Sơn cho rằng vấn đề giao thông của Ando nhất định phải giải quyết gấp. Nếu như Ando không có quyết sách đúng đắn và làm ngay thì 3-4 năm sau Ando đúng là một thành phố nửa bước khó đi. Quan Kinh Sơn này cũng đầy khí phách, thoáng cái đưa ra quan điểm xây dựng vành đai 2, 3. Nó có thể ngăn toàn bộ xe đi ngang qua ở bên ngoài nội thành Ando, thông qua cách này tuy xe đi hơi xa một chút nhưng sẽ giảm được việc tắc đường trong nội thành, cũng giảm bớt vấn đề ô nhiễm môi trường từ khí thải xe cộ. Còn vành đai 3 là suy nghĩ theo sự phát triển của Ando nên sẽ làm đường này cách vành đai 2 hơn 20 km. Về phần vấn đề ZX thì Quan Kinh Sơn có thái độ ủng hộ khá tích cực. Chẳng qua do đầu tư làm ZX quá lớn, tài chính Ando lại đang khó khăn nên khó có thể chống đỡ khoản tiền lớn đến vậy, ngoài ra cũng còn nhiều nhân tố không xác định do thời gian xây dựng dài. Vì thế Quan Kinh Sơn có hướng làm vành đai 2, 3 trước, sau đó sẽ làm ZX. Triệu Quốc Đống chưa gặp Quan Kinh Sơn lần nào nhưng cũng từ Lam Đại mà biết một chút tác phong của đối phương. Quan Kinh Sơn có khí phách của người phương Bắc nhưng cũng có suy nghĩ cẩn mật. Mấy tháng nay y tạo được mối quan hệ khá tốt với Tôn Liên Bình. Mặc dù Tôn Liên Bình không chắc đã hoàn toàn hài lòng nhưng ít nhất trong các trường hợp quan trọng không công khai phản đối. Có một hai công việc ở thời Diêu Văn Chí bị đình trệ thì tới lượt Quan Kinh Sơn đã khởi động lại được nó. Triệu Quốc Đống cũng nghe nói Quan Kinh Sơn có quan hệ tốt với Nghiêm Lập Dân. Lam Đại từ chỗ Tống Như Phỉ mà biết được một vài thứ bí ẩn, đây cũng là cách giúp Triệu Quốc Đống hiểu rõ một chút về cơ cấu chính trị ở Ando hiện nay. Triệu Quốc Đống không quan tâm công việc của Ando nhưng xu thế phát triển 2 năm qua của Ninh Lăng quá nhanh nên đã mang tới áp lực rất lớn cho Tôn Liên Bình và Quan Kinh Sơn. Mà hai người này đã coi Ninh Lăng là đối thủ cạnh tranh. Lúc Triệu Quốc Đống học ở Bắc Kinh thì Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên đã đến khảo sát hai huyện có khu khai phát khoa học kỹ thuật phát triển của Ando là Giang Khẩu và Mai Sơn, bọn họ đều đề cập tới thành tích và quan điểm phát triển của Ninh Lăng. Chẳng qua theo Triệu Quốc Đống thấy Ando nếu như chỉ đặt tiêu chuẩn cạnh tranh là mấy thành phố, thị xã ở trong tỉnh như Ninh Lăng, đây là biểu hiện của sự không tự tin. Bây giờ Ninh Lăng cũng không đặt tiêu chuẩn vượt qua các thành phố, thị xã cấp 2 của tỉnh mà đưa mắt nhìn xa hơn. Ví dụ như đuổi theo Nam Thông, tỉnh Tô, Thiệu Hưng, tỉnh Chiết. Theo Triệu Quốc Đống thấy anh chỉ có thể đặt mục tiêu cao một chút thì anh mới có đủ sự nhiệt tình phấn đấu. Mà nếu như anh đặt mục tiêu quá thấp sẽ làm mình không có ý chí phấn đấu. Ando coi Ninh Lăng là đối thủ cạnh tranh thì sẽ lợi dụng ưu thế tỉnh thành để đè ép Ninh Lăng trong quy hoạch khung của tỉnh và việc thu hút đầu tư. Đó là điều rất bình thường. 1-2 năm trước Ninh Lăng lợi dụng lãnh đạo chủ yếu của Ando không quá hợp với các ngành chức năng của tỉnh mà tranh thủ tài chính ủng hộ các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất và giao thông. Bây giờ Tôn Liên Bình và Quan Kinh Sơn đã nhận ra điều này nên đã chủ động tạo quan hệ lại với các sở ban ngành. Xem ra Quan Kinh Sơn đến cùng với áp lực của tỉnh ủy cũng làm cho công việc của Ando có biến hóa. Triệu Quốc Đống có cảm giác sau khi biết mình thành thường vụ tỉnh ủy thì tâm tư của hắn cũng đã có biến hóa. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hắn đã cảm thấy điều này. Ví dụ như cân nhắc vấn đề không chỉ còn giới hạn ở vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng nữa mà vô thức đứng ở góc độ lãnh đạo tỉnh mà suy nghĩ. Triệu Quốc Đống không biết có phải mình tiến vào trạng thái quá nhanh hay không, hay là sớm cho rằng mình thành thường vụ tỉnh ủy. Đôi khi hắn có chút buồn cười,
hình như mình biết mình sẽ thành thường vụ tỉnh ủy nên trong lòng cũng dễ thích ứng hơn. Quyển 16, chương 2. Dòng xe sau gần tiếng tắc cuối cùng đã thoát nhờ cảnh sát giao thông phân làn. Triệu Quốc Đống cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa An Đô và Ninh Lăng. Ví dụ như các vấn đề của đô thị lớn sẽ vượt xa thành phố nhỉ như Ninh Lăng. Chỉ riêng vấn đề giao thông đã liên quan rất nhiều thứ. Mà ở Ninh Lăng lại đơn giản hơn. Đương nhiên đây cũng có liên quan đến quan điểm vượt trước của Triệu Quốc Đống. Hiện nay Ninh Lăng không gặp khó khăn như An Đô nhưng Triệu Quốc Đống đã có chuẩn bị quy hoạch từ trước. Nếu Ninh Lăng dựa theo tốc độ phát triển hiện nay thì nội thành sẽ mở rộng rất nhanh, lượng dân cư cũng tăng nhanh, quá trình đô thị hóa cũng vượt qua các thị xã lân cận. Triệu Quốc Đống dự tính dân số Ninh Lăng vượt quá 10 triệu cũng chỉ là 5 đến 8 năm tới. Nếu muốn để một đô thị có trên 10 triệu dân có hoàn cảnh tốt đẹp cho cả làm việc và cuộc sống thì anh phải có quy hoạch vượt thời gian, lãnh đạo chủ yếu phải có đủ sự nhạy cảm, chính xác trong phán đoán, có quy hoạch lâu dài. Vì thế ngay từ đầu khi quy hoạch khu Giang Đông, Triệu Quốc Đống đã chuyên môn nói chuyện với mấy người phụ trách chính như Trúc Văn Khôi và lãnh đạo của Ủy ban xây dựng thị xã. Hắn yêu cầu quy hoạch của khu Giang Đông phải được định vị cho 10, 20 năm sau. Yêu cầu này của hắn làm mấy người Trúc Văn Khôi cảm thấy khó tin. Nhất là độ rộng của đường, các khu vực trồng cây xanh, quy hoạch bãi đỗ xe ở các nhà cao tầng, mật độ cầu đều đặt ra rất cao khiến nhiều người không thể thừa nhận. Ngay cả Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi tự nhận mình có cái nhìn khá xa nhưng vẫn có nhiều chênh lệch so với yêu cầu của Triệu Quốc Đống. Về phần các lãnh đạo thị xã khác đều cho rằng Triệu Quốc Đống suy nghĩ xa vời. Triệu Quốc Đống từng chuyên môn trình bày vấn đề này trong hội nghị học tập của thị ủy. Hắn nói lãnh đạo không chỉ nên lo cho sự phát triển của một khóa mà phải đứng ở góc độ càng cao để suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của một đô thị, ít nhất cần phải làm tốt quy hoạch tránh cho sau này trả giá nhiều hơn nữa. Triệu Quốc Đống biết sau này có nhiều nơi do dân số tăng quá nhanh nên dẫn đến nhiều khó khăn như tắc đường, cây xanh. Mà bây giờ hắn có năng lực quy hoạch Ninh Lăng thì tại sao không làm cho Ninh Lăng có quy hoạch tốt đẹp hơn? Biến Ninh Lăng thành đô thị thích hợp cho cuộc sống và công việc của tỉnh, thậm chí cả nước, làm tất cả mọi người có thể cảm nhận được quan niệm một đô thị tiên tiến, khoa học là như thế nào, cảm nhận được cuộc sống ở đô thị như thế nào mới là hài hòa, hạnh phúc chính là giấc mộng của hắn. Đương nhiên nếu anh muốn thực hiện thì ngoài việc có quy hoạch tốt ra còn cần trụ cột kinh tế và thực lực tài chính đảm bảo. Nếu không tất cả chỉ là trên giấy mà thôi. Vì thế mục tiêu chủ yếu của Triệu Quốc Đống là phát triển kinh tế. Chỉ khi kinh tế phát triển thì anh mới đứng vững được, mới có tư cách nói chuyện khác. Bành Trường Quý đưa Triệu Quốc Đống đến nhà bố mẹ hắn. Triệu Quốc Đống có chút thời gian không về An Đô. Sau khi từ Bắc Kinh về hắn vẫn ở Ninh Lăng. Trong lòng có chút phiền toái nên hắn chỉ có thể phát tiết vào công việc. Đầu tiên là đi khảo sát việc sản xuất nông nghiệp một tuần khiến Mạnh Uyên vừa tò mò vừa hưng phấn khi được bí thư thị ủy quan tâm. Ngay sau đó là khảo sát về hoàn cảnh phát triển kinh tế tư nhân và điều chỉnh bộ máy hai huyện. Trong thời gian này Triệu Quốc Đống có thể nói là rất bận. Chuyện gì có thể quyết định hắn lập tức quyết định, còn chưa thể quyết định ngay thì hắn cũng xác định thời gian giải quyết. Tôi mỗi ngày ngoài viết viết vào sổ còn muốn chủ động hẹn nói chuyện với lãnh đạo chủ yếu các quận, huyện, chỉ có thể dùng công việc để giải quyết phiền muộn trong lòng. Mãi tới khi Hàn Độ gọi tới mới làm Triệu Quốc Đống vui vẻ lên. Xe Audi biển A tiến vào tiểu khu, Triệu Quốc Đống dừng xe một lúc rồi mới bẻ lái tiến vào một góc khuất. Sau khi Cổ Tiểu Âu rời khỏi biệt thự này thì đây thành chỗ ở của Kiều San. Đồng Úc ở tại khu ký túc dành cho cán bộ sở giao thông. Mặc dù cô là cán bộ độc thân nhưng vẫn được cấp một căn rộng 140 m². Mà Kiều San mặc dù cũng được ngân hàng xây dựng thành phố An Đô chia một căn phòng nhưng cô không ở đó. Sau đêm đó, Triệu Quốc Đống dồn tất cả tâm trí vào xử lý công việc, Kiều San cũng biết tình cảnh thời gian này của hắn nên chỉ thi thoảng gọi điện thăm hỏi hắn mà thôi. Nhưng cô càng như vậy lại càng làm Triệu Quốc Đống thấy áy náy. Kiều San là cô gái có lý trí nhưng một khi cô đã có quyết định như thế kia thì không dễ gì thay đổi. Đêm đó nhất định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nhưng ảnh hưởng này sẽ làm cô có suy nghĩ gì khác không? Triệu Quốc Đống không biết. Hưng phấn, kích động thậm chí mừng như điên. Điểm này Triệu Quốc Đống cho rằng Kiều San không phải người không biết khống chế tâm trạng của mình. Chỉ có khi anh cảm thấy thật lòng yêu thương một người phụ nữ thì mới thấy có trách nhiệm, anh mới chính thức trưởng thành đồng thời cũng mất sự kích động hồi thiếu niên. Triệu Quốc Đống không rõ câu châm ngôn này ai đã đưa ra nhưng hắn phát hiện mình bây giờ có vẻ như tiến vào trạng thái này. Triệu Quốc Đống vốn từng nghĩ mình tiến vào giai đoạn chín chắn nhưng bây giờ hắn mới phát hiện hình như vẫn thiếu một chút,
cái gọi là làm theo cảm tính thi thoảng vẫn bộc phát. Khi Kiều San nhào vào lòng hắn, Triệu Quốc Đống mới phát hiện mình gần như không thể chống lại sức hấp dẫn từ cơ thể cô. Chiếc ga màu đen cùng với cơ thể trắng đó càng làm người ta bị mê hoặc. Kiều San chỉ thấy mình như bị đưa vào lò lửa, cả thể xác và tinh thần đều tan chảy thành chất lỏng sau đó đọng lại rồi tan chảy, đọng lại. Anh, Tiểu Âu biết rồi. Câu nói này làm Triệu Quốc Đống run lên. Cô ấy biết rồi. Không giấu được Tiểu Âu, hơn nữa em cũng không muốn giấu Tiểu Âu. Kiều San đỏ mặt bám vào cổ Triệu Quốc Đống rồi nhỏ giọng nói. Chẳng qua phản ứng của Tiểu Âu rất lạ, em cũng không biết như thế nào chỉ thấy Tiểu Âu hơi lạnh nhạt khi nghe tin này. Lạnh nhạt, Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu, tính cách của Tiểu Âu có đôi khi hắn không thể phán đoán. Cô là người có tính cách độc lập hơn bất cứ người phụ nữ nào mà Triệu Quốc Đống từng gặp, nhưng có đôi khi cô lại rất cố chấp. Ừ, em xin Tiểu Âu tha thứ nhưng Tiểu Âu lại nói với em rằng anh vĩnh viễn không thuộc về riêng một người nhưng sẽ không bao giờ vứt bỏ bất cứ ai. Kiều San nhẹ nhàng nói. Có thật vậy không anh? Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Nhìn Triệu Quốc Đống như vậy, Kiều San đột nhiên nghiêng người nằm lên người hắn, lấy tay chống cằm, mở to mắt nhìn hắn. Quốc Đống ca, anh có biết không? Đêm đó sau khi em về Ando thấy anh chỉ huy cứu nạn trên TV, thấy anh ứng phó tốt với phóng viên vặn hỏi, em nghĩ đây là người đàn ông vừa ở với em đêm qua, em cảm thấy APS và hạnh phúc. Em không biết Tiểu Âu có cảm giác như vậy không? Bọn em bị anh hấp dẫn có phải do biểu hiện xuất sắc của anh không? Người đàn ông ưu tú có phải thường chiếm nhiều tài nguyên hơn người đàn ông bình thường không? Vậy có công bằng không? Kiều San hỏi làm Triệu Quốc Đống á khẩu. Một lúc lâu sau hắn mới khẽ vỗ vỗ má cô. Đầu em nghĩ gì vậy hả? Em muốn nói gì vậy? Là anh tham lam vô độ. Tài nguyên em ám chỉ là gì? Thậm chí có cả em và Tiểu Âu. Kiều San im lặng không nói. Trên mặt nở nụ cười đầu thần bí làm Triệu Quốc Đống run lên. Lát sau Kiều San mới phì cười. Anh phản ứng nhanh thật quá, chẳng qua đây hình như là thực tế thì phải. Quyển 16, chương 3. Triệu Quốc Đống rời đi trước giờ đi làm nửa tiếng. Mặc bộ đồ mới làm hắn phải thầm than phụ nữ và cô gái khác biệt chính là chỗ cô sẽ chuẩn bị đầy đủ cho người đàn ông của mình hay không. Từ chiếc áo tê, sớt, áo vét đến đôi tất. Triệu Quốc Đống không biết Kiều San lúc nào biết những thứ mình thích như vậy. Khi Triệu Quốc Đống từ từ lái xe rời đi, hắn mới phát hiện tim mình nặng hơi một chút. Có lẽ là biểu hiện thành thục phải không? Triệu Quốc Đống không khỏi cười cười tự giễu chính mình. Kiều San chọn cho Triệu Quốc Đống một chiếc áo dài tay màu xanh biếc khá phù hợp thẩm mỹ quan của Triệu Quốc Đống. Hắn vốn định mặc một chiếc áo cộc tay nhưng nghĩ tới cả Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên đều mặc áo cộc tay, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình nên tránh sự đồng nhất này. Đừng làm cho người khác cảm thấy mình đang cố gắng làm giống phong cách lãnh đạo chủ yếu. Đậu Viễn đứng trước cửa sổ nhìn xuống bãi đỗ xe, y nhìn đồng hồ, mới 8 giờ 5, vẫn còn sớm, còn cách hội nghị 25 phút. Lần đầu tiên tham gia hội nghị thường ủy nên Triệu Quốc Đống vẫn chưa hiểu rõ quy định. Mặc dù là hội nghị thường ủy nói cần phải đến đúng giờ là 8 giờ 30 nhưng bình thường đều phải 10 phút sau mới chính thức bắt đầu. Nó vừa tránh cho các thường vụ vì nguyên nhân nào khác mà đến chậm. Về phần khác cũng là để các thường vụ trao đổi trước với nhau vài điều làm không khí hội nghị trở nên hòa hợp hơn. Đậu Viễn nhìn xuống 10 phút nhưng cũng không thấy Triệu Quốc Đống tới. Điều này làm cho Đậu Viễn vốn muốn sớm chờ đối phương vừa thất vọng vừa có chút tò mò, tên Triệu Quốc Đống này đi đâu rồi. Triệu Quốc Đống thực ra sớm vào tỉnh ủy. Hắn vừa vào bộ máy tỉnh ủy nên có vẻ giống mấy năm trước khi hắn vào thị ủy Ninh Lăng, nhưng đồng thời cũng có điểm khác. Lúc ấy thành viên trong bộ máy thị ủy thì hắn đã rất quen thuộc, dù sao Ninh Lăng chỉ có rộng từng đó, phạm vi công việc có hạn nhưng tỉnh ủy lại khác hẳn. Tỉnh An Nguyên to như vậy với hơn 70 triệu dân, mà hắn chủ yếu ở Ninh Lăng nên mặc dù biết các lãnh đạo tỉnh ủy nhưng hầu như là quan hệ công việc. Ví dụ như Miêu Trấn Trung, Tề Hoa, Đinh Sâm thậm chí mơ hồ còn có thành kiến với mình. Muốn dung nhập vào quần thể này thì mình cần phải điều chỉnh tâm lý và tiến dần từng bước. Triệu Quốc Đống hy vọng làm được như vậy nhưng thực tế chưa chắc đã theo đúng nguyện vọng của hắn. Ví dụ như hội nghị hôm nay vậy, hắn muốn dùng thái độ khiêm tốn để tiến vào nhưng những người kia để hắn dễ dàng đạt được mục đích sao? Dương Kính Quang là người tốt nhất để dẫn dắt, người này giống Vưu Liên Hương trước đây vậy. Vì thế hắn muốn tới sớm để gặp Dương Kính Quang, hiểu qua về quy định của hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Tôi còn tưởng cậu thật sự có thể bình tĩnh tự nhiên vào phòng hội nghị nữa chứ. Nó giống như cậu đi vào và liếc nhìn các thường vụ trong thị ủy Ninh Lăng vậy.
thấy Triệu Quốc Đống ló đầu trước cửa văn phòng, Dương Kính Quang không nhịn được trêu chọc. Dương Kính Quang cũng hiểu nhiều về Triệu Quốc Đống. Người này có sự nhạy cảm, khả năng phân tích, quyết đoán và khí phách, đó là nguyên nhân chính để hắn có thể lên làm thường vụ tỉnh ủy ở tuổi 34. Không thể phủ nhận sau lưng Triệu Quốc Đống cũng có một số người ủng hộ, nhưng Dương Kính Quang cho rằng chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chính bản thân Triệu Quốc Đống. Từ cảm nhận của Ứng Đông Lưu đối với Triệu Quốc Đống có thể biết được Triệu Quốc Đống dần từng bước đạt được Ứng Đông Lưu tôn trọng. Ứng Đông Lưu mới đầu lo lắng khi Triệu Quốc Đống tới làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, sau đó hơn năm qua Triệu Quốc Đống đã sáng tạo thành tích huy hoàng ở Ninh Lăng, dù là ai làm bí thư tỉnh ủy cũng cảm thấy hài lòng. Có thể đạt được thành tích để tỉnh ủy được vẻ vang, mọi công việc đều xử lý tốt, dù là lãnh đạo ngành nào tới cũng thấy điểm sáng. Như vậy dù anh có phạm sai lầm chỉ cần không mang tính nguyên tắc là lãnh đạo sẽ gánh vác thay anh. Ví dụ như việc sự kiện Hâm Đạt vừa rồi vậy, ích thay mặt tỉnh ủy ưu muốn gánh vác việc này. Hắc hắc, trưởng ban thư ký, ngài đây là tát mặt tôi phải không? Phòng hội nghị thường vụ tỉnh ủy trang trọng như vậy, trước đây tôi chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn từ xa, hôm nay toàn nhờ bí thư Ứng và ngài nói giúp và ủng hộ nên tôi mới đến được vị trí này. Trong lòng tôi ngoài hưng phấn thì cũng cảm thấy lo sợ. Vì thế hôm nay 6 rưỡi tôi đã dậy vì không ngủ được. Triệu Quốc Đống một tay cầm cặp, một tay gãi đầu ra vẻ xấu hổ. Được rồi. Ở chỗ tôi cậu có thể nói như vậy nhưng lát nữa trong hội nghị cậu phải suy nghĩ xem gì có thể nói, gì không thể nói, đừng có làm mất thể diện của mình đó. Dương Kính Quang trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Trưởng ban thư ký, tôi tới không phải là đến để xin ngài chỉ bảo sao. Ngài biết tính của tôi mà, trong hội nghị ở Ninh Lăng thường không có quy củ gì mấy, lần này tham gia hội nghị tỉnh ủy thì cũng chưa biết quy củ ra sao nên chắc chỉ dám ngồi nửa mông trên ghế mất. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Được rồi. Dương Kính Quang đúng là bất đắc dĩ vì tên Triệu Quốc Đống này. Tên này giả rồng như rồng, giả hổ như hổ. Đừng nhìn bây giờ có vẻ vô lại nhưng lúc cần thiết lại khác. Cậu tự mình nhìn mà làm nhưng nên nói ra sớm một chút đừng để người khác chờ cậu, yên tĩnh một chút, nghe nhiều ít lên tiếng. Ghi chép nhiều hơn cũng coi như thể hiện tôn trọng người khác. Đương nhiên đến lượt cậu lên tiếng cậu cũng đừng rụt rè, cái này chắc không cần tôi dạy cậu trời sinh đã biết mà. Trưởng ban thư ký, ngài đây là đang mắng tôi sao? Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Ngồi đây một lát tôi sẽ đi theo ngài tới phòng hội nghị. Ngài chỉ tôi một vị trí khuất khuất là được. Dương Kính Quang không nhịn được cười phá lên. Cậu đó, sao đã thành thường vụ mà vẫn như thế này? Ôi, làm việc chung với cậu chắc tôi có thể sống thêm vài tuổi vì cười nhiều đó. Đậu Viễn thấy Dương Kính Quang và Triệu Quốc Đống cùng xuất hiện trên hành lang tiến vào phòng hội nghị mới biết tên Triệu Quốc Đống này đến văn phòng trưởng ban thư ký. Nghe nói trưởng ban thư ký có quan hệ thân thiết với Triệu Quốc Đống, xem ra lời này không sai. Lão Đậu, bố trí xong chưa? Dương Kính Quang nói. Đã bố trí xong. Đậu Viễn cười cười đi lên. Bí thư Triệu đã tới. Trưởng ban thư ký Đậu, sau này còn nhờ anh giúp đỡ nhiều. Tôi lần đầu đến đây nên không hiểu quy củ gì cả. Triệu Quốc Đống nói. Đậu Viễn vui vẻ, người này quả nhiên không giống bình thường, tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy mà cũng phóng túng như vậy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có thể vậy nhưng y không dám. Ha ha, bí thư Triệu nói đùa rồi, xin mời. Phòng hội nghị không lớn, cũng không có không khí mặc nhiên ngưng trọng như Triệu Quốc Đống nghĩ, mà nó lại giải dị. Bàn gỗ hình chứng, ở giữa có một chậu cây cảnh. Trên tường có treo bức cờ đảng ngoài ra không có gì khác. Bên ngoài còn có thêm một bàn nhỏ không đặt biển của ai, có lẽ là dành cho nhân viên ghi chép. Triệu Quốc Đống nhìn thấy chỗ ngồi của mình ở phía uối, đối diện với mình là Ba Kiên Cường, mà ngồi ngay trước hắn là Hắc Mộng Hiệp. Xem ra vị trí các thường vụ đều rất quy củ, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt nào khác thì về cơ bản đều dựa vào thời gian tiến vào thường vụ. Mình và Ba Kiên Cường tiến vào thường vụ cuối cùng nên xếp hạng cuối. Hắc Mộng Hiệp, Tề Hoa cùng với Dương Kính Quang cùng lúc lên làm thường vụ nhưng Tề Hoa là phó chủ tịch tỉnh nên vị trí trước Dương Kính Quang cùng Hắc Mộng Hiệp. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ, 8 giờ 15 phút vẫn sớm một chút. Chẳng qua Dương Kính Quang làm trưởng ban thư ký nên nhất định phải tới sớm xem bố trí phòng hội nghị đã ổn chưa. Triệu Quốc Đống ngồi xuống ở tập văn bản ra xem qua. Quyển 16, chương 4. Khi tiếng bước chân vang lên, Triệu Quốc Đống đã xem lướt qua nội dung. Đương nhiên thị ủy Ninh Lăng kiểm điểm với tỉnh ủy cũng không nằm ngoài nội dung này. Theo lý thuyết các thường vụ đến sau phải tới trước, chẳng qua Ba Kiên Cường lại là ngoại lệ.
ít nhất Triệu Quốc Đống thấy hơn nửa các thường vụ tới mà vị trí đối diện với mình vẫn trống. Đến đầu chính là Tề Hoa cùng Hắc Mộng Hiệp, đương nhiên không tránh khỏi nói chuyện vài câu. Triệu Quốc Đống cũng lễ phép đứng lên chào. Ninh Sâm cùng Hàn Độ cũng gần như là cùng lúc đi vào. Hàn Độ chỉ gật đầu với Triệu Quốc Đống rồi cùng Dương Kính Quang đi sang bên, xem ra hai người có chuyện riêng để nói. Ninh Sâm thật ra lại chủ động đi tới vỗ vai Triệu Quốc Đống, việc này làm Triệu Quốc Đống hơi giật mình. Nhâm Vi Phong và Tôn Liên Bình vừa đi vừa nói chuyện, hai người đều nở nụ cười. Tôn Liên Bình đã không còn vẻ trầm tĩnh như lúc mới tới, bây giờ thoạt nhìn y hướng ngoại nhiều hơn. Ít nhất y đang cải thiện quan hệ với mấy vị phó chủ tịch tỉnh bên ủy ban. Theo suy đoán của Triệu Quốc Đống, sự phát triển của Ninh Lăng cùng mấy tỉnh thành xung quanh khiến cho Ando gặp áp lực rất lớn. Bọn họ cũng đang tìm nguyên nhân chậm phát triển của mình, muốn phản kích và thu hồi lại những gì đã mất. Mà quan hệ không hài hòa giữa Ando và tỉnh là một phần nguyên nhân quan trọng, bây giờ Ando đang thay đổi điều này. Ba Kiên Cường chỉ đến sớm hơn Miêu Trấn Trung một bước. Y đi tới trước mặt Triệu Quốc Đống bắt tay hắn, nói một câu chúc mừng rồi đi, rất phù hợp phong cách quân nhân. Khi Tần Hạo Nghiên vào, Triệu Quốc Đống chủ động ra đón. Tần Hạo Nghiên cũng rất thân thiết nói chuyện vài câu với Triệu Quốc Đống. Đương nhiên nội dung không tránh được yêu cầu Triệu Quốc Đống cố gắng công tác, thuận tiện cũng nhắc Triệu Quốc Đống không nên suy nghĩ nhiều về kiểm điểm hôm nay. Gần như lời nói của mỗi vị thường vụ đều làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Mấy vị đầu còn dễ nghĩ nhưng càng về sau lời nói càng hàm xúc. Mãi cho đến khi Ứng Đông Lưu tiến vào, tuyên bố bắt đầu hội nghị mà Triệu Quốc Đống vẫn đang suy nghĩ lời nói của mọi người. Họp thôi, mọi người cũng biết Trung ương đã bổ nhiệm đồng chí Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy. Hôm nay là lần đầu đồng chí Triệu Quốc Đống tham gia SN thường vụ tỉnh ủy. Tôi đề nghị chúng ta vỗ tay chào mừng đồng chí Triệu Quốc Đống tham gia vào với chúng ta, tăng dòng máu mới cho chúng ta. Hy vọng bộ máy lãnh đạo chúng ta có thể thêm nhiều đồng chí trẻ tuổi như đồng chí Triệu Quốc Đống, làm cho đội ngũ của chúng ta luôn giữ được sức sống. Quốc Đống, cậu cũng phát biểu một chút đi. Tiếng vỗ tay vang lên làm Triệu Quốc Đống có chút khẩn trương. Đây là lần đầu hắn đối mặt trường hợp như thế này. Trước đây đều là lãnh đạo, bây giờ mình đã là một thành viên trong đó. Làm như thế nào dung nhập một cách tự nhiên là điều hắn phải suy nghĩ. Bí thư Ứng, Chủ tịch Tần, các vị lãnh đạo, tôi có thể may mắn vào vị trí này đều là nhờ các vị quan tâm và trân trọng tôi trong nhiều năm qua. Không có mọi người quan tâm và ủng hộ, tôi không thể đi đến ngày hôm nay. Bí thư Ứng bảo tôi phát biểu, tôi cũng đúng là không tìm ra từ ngữ thích hợp biểu đạt tâm trạng của mình lúc này. Cho nên tôi chỉ có thể nói một câu, tôi sẽ dùng cố gắng lớn nhất để hoàn thành công việc mà tỉnh ủy giao cho. Làm cho hơn 5,4 triệu người dân Ninh Lăng cảm nhận rõ cuộc sống tốt đẹp không rời khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Hắc Mộng Hiệp không khỏi thầm than Triệu Quốc Đống nói rất được. Cảm nhận cuộc sống tốt đẹp không rời khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Nhìn xem, đây là tự tin để dân chúng Ninh Lăng có cuộc sống tốt đẹp hơn nữa cũng thể hiện rõ kiên quyết phục tùng sự lãnh đạo của Đảng. Ứng Đông Lưu cũng khá vui vẻ, Triệu Quốc Đống vào thường vụ chính là sự khẳng định của Trung ương đối với tỉnh An Nguyên. Mặc dù xảy ra chuyện ở Vân Lĩnh nhưng không ảnh hưởng đánh giá của Trung ương đối với công việc của Ninh Lăng và bản thân Triệu Quốc Đống. Rất tốt, Quốc Đống, cậu ngồi đi, chào mừng cậu gia nhập vào quần thể này. Nhưng sau đây tôi phải dội nước lạnh cho cậu. Sự ở Vân Lĩnh thì tổ công tác của Quốc vụ viện và tỉnh đã điều tra xong, đã có quy. Quốc vụ viện yêu cầu tỉnh ủy An Nguyên phải nghiêm túc xử lý các ngành và người liên quan, thị ủy Ninh Lăng có trách nhiệm không thể tránh. Nội dung đầu tiên trong hội nghị hôm nay là mời đồng chí Triệu Quốc Đống thay mặt thị ủy Ninh Lăng kiểm điểm với tỉnh ủy về sự kiện Hâm Đạt, Vân Lĩnh. Giọng Ứng Đông Lưu chuyển sang nghiêm túc, Triệu Quốc Đống cũng tỏ vẻ nặng nề. Kính thưa Bí thư Ứng, Chủ tịch Tần, các vị thường vụ, sau khi sự kiện Vân Lĩnh diễn ra, thị ủy Ninh Lăng chúng tôi đã rất chú trọng, ngay sau đó đã lập tổ công tác tới Vân Lĩnh tiến hành điều tra. Bản kiểm điểm được Triệu Quốc Đống đọc rất xúc tích, hắn khống chế tốt tốc độ và giọng điệu. Hơn nữa cũng nói về cách làm của thị ủy Ninh Lăng để ngăn chặn sự việc tương tự diễn ra. Sau đó Phó Bí thư tỉnh ủy Miêu Trấn Trung cùng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Liêu Vĩnh Đào đều đưa ra ý kiến bản thân về việc này. Ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống là hai vị lãnh đạo này không quá dây dưa, sau đó là đến nội dung triển khai hành động xây dựng, giáo dục sự liêm chính trong bộ máy lãnh đạo tỉnh, huyện. Mỗi vị thường vụ đều phải đưa ra quan điểm của mình. Nó cũng làm Triệu Quốc Đống thấy hội nghị thường vụ tỉnh ủy rất tích cực. So sánh với hội nghị ở Ninh Lăng thì không khí ở đây càng tích cực hơn nhưng lại thiếu sự thoải mái.
Đây là cảm nhận của Triệu Quốc Đống, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, có lẽ do định vị khác nhau và yêu cầu của lãnh đạo chủ yếu khác nhau nên khiến phong cách của hội nghị trở nên khác nhau. Sau khi nội dung này kết thúc, hội nghị nghỉ giải loa 10 phút, chủ yếu để các vị thường vụ sang phòng bên hút thuốc. Ví dụ như mấy người nghiện thuốc giống Miêu Trấn Trung, Tôn Liên Bình, Liêu Vĩnh Đào, Đinh Sâm phải nhịn hút 1-2 tiếng đúng là thử thách đối với bọn họ. Cảm thấy thế nào? Nhâm Vi Phong cười nói. Rất tốt. Triệu Quốc Đống cười nói. Sau đây mới là nội dung chủ yếu của hội nghị hôm nay, thảo luận về ý tưởng mới trong phát triển kinh tế nửa cuối năm. Sợ là lát nữa Bí Thư Ứng sẽ điểm danh yêu cầu cậu lên tiếng, cậu chuẩn bị tư tưởng chưa? Nhâm Vi Phong đi thẳng vào chủ đề. Kinh tế An Nguyên năm nay mặc dù có điểm sáng nhưng tổng thể mà nói không như ý. Nhâm Vi Phong cũng gặp áp lực không hề nhỏ dù Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên không nói gì. Làm như thế nào khiến mấy thành phố công nghiệp mạnh khôi phục là vấn đề quan trọng nhất hiện nay đối với Nhâm Vi Phong. Y không muốn thấy mấy thành phố công nghiệp mạnh như Miên Châu, Kiến Dương đi vào vết xe đổ của Vinsơn, Lô Hóa trước đây. Triệu Quốc Đống hai năm qua làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã có nhiều suy nghĩ mới đáng để tham khảo. Vì thế Nhâm Vi Phong đã đề nghị với Ứng Đông Lưu, Tần Hạo Nghiên là để Triệu Quốc Đống trình bày cái nhìn của hắn trong công tác kinh tế sau đây, xem có thể áp dụng vào thành phố, thị xã khác không. Chủ tịch Nhâm, nói thật tôi không muốn lên tiếng. Ninh Lăng có tình hình thực tế của Ninh Lăng, mỗi nơi có sự đặc sắc của mình, áp dụng đúng theo chưa chắc có hiệu quả. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi chỉ có thể nói về vài suy nghĩ mới trong quá trình phát triển kinh tế, nói đến Ninh Lăng sau đây định làm gì. Còn về phần có thể tác động đến nơi khác hay không thì tôi không dám nói. Nhâm Vi Phong gật đầu, tâm trạng này của Triệu Quốc Đống thì y có thể hiểu. Hắn muốn làm tốt chức vụ bí thư thị ủy Ninh Lăng, không xen lẫn vào bất cứ chuyện gì ở trên tỉnh mà không dính tới Ninh Lăng. Nhưng là thường vụ tỉnh ủy, kinh tế Ninh Lăng bay vọt như vậy mới là nguyên nhân chủ yếu để hắn thành thường vụ tỉnh ủy, hắn có trách nhiệm đưa ra vài thứ đối với kinh tế toàn tỉnh. Quốc Đống, cứ dựa theo suy nghĩ của cậu mà nói, dù có vượt quá một chút cũng không sao cả. Mọi người có ý kiến của mình, tranh luận cũng mới tạo ra sự phát triển. Nhâm Vi Phong suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Cậu nói về sự phát triển sau đây của Ninh Lăng, không ngại kết hợp với cách làm của cậu khi mới tới Ninh Lăng. Như vậy tôi thấy sẽ có nhiều tác dụng. Quyển 16, chương 5,6. Sau khi Nhâm Vi Phong và Tề Hoa lên tiếng giới thiệu và thảo luận về tình hình phát triển và xu thế phát triển của nền kinh tế An Nguyên, Ứng Đông Lưu đã điểm danh yêu cầu Triệu Quốc Đống trình bày suy nghĩ và quan điểm của mình, chú trọng giới thiệu suy nghĩ và các bước phát triển của Ninh Lăng, cùng với việc định vị, phát triển sản nghiệp trụ cột như thế nào. Chúng tôi cũng từng khảo sát kỹ về ngành điện tử thông tin, ngành sinh vật nhưng phát hiện các ngành này yêu cầu cao về lực lượng nghiên cứu khoa học mà lúc ấy đó lại là điểm yếu của Ninh Lăng. Chúng tôi cũng tiến hành phân tích về ngành thiết bị chế tạo và cơ giới đang phát triển nhanh nhưng phát hiện các ngành này có vốn đầu tư khổng lồ, hơn nữa yêu cầu cơ sở vật chất rất cao nên Ninh Lăng tạm thời không có thực lực cạnh tranh với các nơi khác. Vì thế thị ủy Ninh Lăng sau khi cẩn thận nghiên cứu và cân nhắc đã quyết định bỏ qua mà đặt mục tiêu vào ngành năng lượng mới và tài liệu mới, là những ngành mới manh nha phát triển cùng với ngành công nghiệp thực phẩm đã có trụ cột nhất định ở Ninh Lăng. Ý của chúng tôi là biến ngành công nghiệp thực phẩm thành thế mạnh của Ninh Lăng, đầu tư thêm, cải tiến hệ thống phục vụ, nâng cao trình độ người lao động, qua đó làm một số công ty trong ngành này có thực lực đứng vững trên thị trường. Trọng điểm phát triển các công ty có thương hiệu, thành lập khu công nghiệp chế biến thực phẩm, thực hiện hiệu ứng tụ tập. Như vậy có thể kéo theo nhiều ngành phụ khác như đóng gói, in ấn, vật tư, nguyên liệu cùng phát triển. Đồng thời cũng giải quyết công ăn việc làm cho người lao động địa phương. Triệu Quốc Đống biết Ứng Đông Lưu đây là muốn tạo cho mình cơ hội. Ứng Đông Lưu làm bí thư tỉnh ủy mà hết lòng ủng hộ hắn vào thường vụ tỉnh ủy cũng chịu chút áp lực và mạo hiểm. Trong các vị thường vụ tỉnh ủy ngồi đây cũng có không ít lời lẽ nghi ngờ, thậm chí có người cho rằng hắn là nhờ Hoàng Lăng đã tạo trụ cột tốt. Điều này thật ra lại làm Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Vẻ mặt Tôn Liên Bình trông rất bình thường. Chẳng qua y ghi chép khá cẩn thận. Triệu Quốc Đống có thể khiến kinh tế Ninh Lăng bay vọt như vậy cũng là có lý của nó. Một năm bay vọt có thể miễn cưỡng nói là may mắn, hai năm bay vọt chỉ có thể kết luận do quy hoạch xuất sắc cùng với sự chấp hành. Ngành năng lượng mới, tài liệu mới hiện nay đang ở giai đoạn khởi đầu. Mặc dù hai ngành này cũng yêu cầu hàm lượng khoa học kỹ thuật và nghiên cứu khoa học khá cao nhưng Ninh Lăng chúng tôi có trụ cột nhất định trong ngành thiết bị điện và tài liệu sản xuất. Mà hai ngành này cũng có liên hệ nhất định với thiết bị điện và tài liệu sản xuất.
Vì thế Ninh Lăng đã nhạy cảm nắm bắt cơ hội này, cố gắng trong vòng 3 năm xác lập địa vị chủ đạo của Ninh Lăng về ngành năng lượng mới, tài liệu mới trong toàn quốc. Lần đầu tiên tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Triệu Quốc Đống cũng không hề bảo trì khiêm tốn như nhiều người nghĩ, cũng không hề thể hiện dã tâm bừng bừng nhờ thành tích của Ninh Lăng như vài người nghĩ. Mà hắn rất bình tĩnh giới thiệu tình hình phát triển 2 năm qua của Ninh Lăng, càng không hề đề cập tới việc Ninh Lăng phát triển có thể mang lại hiệu ứng dây chuyền hay làm mẫu cho nơi khác không. Ứng Đông Lưu khá hài lòng với biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Không kiêu căng, không rụt rè, có gì nói đó, nắm bắt đúng chừng mực, thái độ khá chân thành. Ứng Đông Lưu nhìn sang Tần Hạo Nghiên. Tần Hạo Nghiên đương nhiên biết ý của Ứng Đông Lưu nên gật đầu nói. Tôi cảm thấy 2 năm qua Ninh Lăng phát triển rất tốt. Hiện nay trong cả nước, cả tỉnh đều mong muốn phát triển. Công tác kinh tế trong thời gian dài tới vẫn là công việc trung tâm. Lãnh đạo chủ yếu đảng ủy, chính quyền chúng ta đều hiểu rõ điểm này. Làm như thế nào có thể duy trì phát triển liên tục, khoa học, hợp lý, thông qua phát triển để cải thiện cuộc sống dân sinh, nâng cao trình độ cuộc sống của quần chúng cũng cần có quy hoạch, phân tích hợp lý. Đây là điều rất quan trọng cho sự phát triển. Chủ tịch Hạo Nhiên mới vừa rồi nói rất toàn diện. Đó chính là dựa vào tình hình thực tế mà tìm con đường phát triển của mình. Trong phát triển kinh tế thì chúng ta cũng cần quy hoạch đi trước, mang tính khoa học. Rốt cuộc chọn ngành nghề gì mới thích hợp nhất với chúng ta? Ứng Đông Lưu nghiêm túc nói. Vi Phong, Lão Tề, năm nay phát triển kinh tế của tỉnh ta nhất là mảng sản xuất công nghiệp không quá lạc quan. Từ đầu tư tài sản cố định đến tăng giá trị sản lượng công nghiệp cũng xuất hiện cục diện bất lợi. Có một phần nguyên nhân do chính sách khống chế vĩ mô nhưng càng quan trọng là không ít đảng ủy, chính quyền địa phương không nắm bắt cơ hội này mà điều chỉnh kết cấu kinh tế, ngồi im mà quan sát, hy vọng qua cơn sóng khống chế này để một lần nữa phát triển ngành vốn có, qua đó mất đi cơ hội xúc tiến kết cấu sản nghiệp thăng cấp. Đây mới là điều đáng tiếc nhất. Vi Phong, Lão Tề, tại điểm này hai anh cần phải đốc thúc các thành phố, thị xã có quy hoạch hợp lý. Triệu Quốc Đống rời khỏi tỉnh ủy đã là hơn 12 giờ. Tỉnh ủy có phòng ăn nhưng không ít nhà các thường vụ ở ngay bên cạnh nên không ai ở lại đó. Triệu Quốc Đống vừa khởi động xe thì một chiếc Cherokee màu xanh lá cây dừng lại bên cạnh. Quốc Đống, giữa trưa ăn ở đâu? Đi cùng tôi chứ? Xe này mang biển quân sự. Triệu Quốc Đống mặc dù lần đầu gặp Ba Kiên Cường nhưng hai người đã có vài lần gọi điện. Mà Quảng Thiên Cửu cũng sớm khen ngợi cả hai, Triệu Quốc Đống do dự một chút rồi lập tức đồng ý. Theo Quảng Thiên Cửu giới thiệu thì Ba Kiên Cường ở địa phương không lâu, đây cũng là nguyên nhân khiến y về sau có thể lên vị trí cao hơn. Bên quân chiến đấu mới là chỗ cuối để Ba Kiên Cường đi tới. Thời kỳ hòa bình đối với quân nhân mà nói là khá nhàm chán. Ở thời kỳ này bọn họ muốn chứng minh mình chỉ có thể thông qua các thủ đoạn mà tích lũy. Tới quân khu tỉnh rèn luyện coi như là một kinh nghiệm. Tính cách Ba Kiên Cường rất thẳng và nóng vì thế cấp trên mới để y tới quân khu An Nguyên nhằm rèn luyện tính nóng của y, làm y trầm tính hơn. Xe Audi đi theo Cherokee chạy về phía bắc nội thành, chạy 20 km đến một nơi có cắm biển, khu vực quân sự, nghiêm cấm đi vào. Vệ binh chặn lại nhưng rất nhanh đứng sang đứng chào. Xe tiến vào Triệu Quốc Đống mới phát hiện không ngờ ở cách nội thành An Đô không xa lại có nơi như thế này. Một nơi có hoàn cảnh ưu nhã nhưng vây quanh là những bức tường cao. Hai xe đỗ trong bãi đỗ xe, Triệu Quốc Đống lần đầu phát hiện ở An Đô lại có nơi có hoàn cảnh ưu nhã như vậy. Kiên Cường huynh, nơi này đâu vậy? Triệu Quốc Đống xuống xe nhìn thoáng qua Ba Kiên Cường. Đây là nơi trú quân của lữ đoàn bộ binh, đồ ăn ở đây khá ngon. Tôi đã gọi điện bảo bọn họ làm, lần này mang cậu tới đây ăn. Ba Kiên Cường nhìn Triệu Quốc Đống. Cậu có lẽ còn chưa biết An Đô có nơi này phải không? Ồ, nơi trú quân của lữ đoàn bộ binh. Tôi chỉ biết có một nơi trú quân ở thành Bắc, không ngờ ở đây cũng có. Binh đoàn bộ binh trực thuộc quân khu tỉnh đóng ở phía bắc nội thành An Đô nhưng nơi đóng quân cụ thể ở đâu thì Triệu Quốc Đống không rõ. Chẳng qua đây là thuộc về lữ đoàn bộ binh, không thuộc quân khu quản lý. Vị tư lệnh quân khu cũng không có quyền đến đây giễu võ dương oai, cũng không biết sao hai vệ binh bên ngoài lại dễ dàng chấp nhận đối phương tiến vào. Mấy người đàn ông từ căn nhà 3 tầng rất nhanh đi tới. Đi trước là một người mang quân hàm thượng tá. Ba Kiên Cường chắp tay đứng nhìn hồ nước. Phong cảnh đẹp chưa chắc đã tốt đối với quân đội. Tôi thật ra cảm thấy quân đội nên đóng quân ở nơi có hoàn cảnh cằn cỗi, ác liệt thì càng có lợi cho rèn luyện tố chất. Nơi này nhìn như thế nào cũng thấy là nơi nghỉ dưỡng cho những người nhàn rỗi vậy. Quốc Đống, cậu thấy có phải như vậy không? Triệu Quốc Đống không khỏi buồn cười.
Mỗi câu của Ba Kiên Cường đều đầy bất mãn với xã hội, xem ra đúng như lời Quảng Thiên Cửu, người này rất bất mãn vì bị đưa tới địa phương nhận chức. Mặc dù là lên chức nhưng y vẫn khát khao về với quân dã chiến. Thời hòa bình nên là như vậy mà nên khó tránh khỏi phải lịch lãm một phen. Triệu Quốc Đống nói. Ồ, Ba Kiên Cường đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Tên Quảng Thiên Cửu lại nói gì với cậu phải không? Không cần cửu ca nói gì thì uy danh tư lệnh ba đã rất nổi, tùy tiện nghe ngóng một chút là biết đủ thứ chuyện rồi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Chẳng lẽ anh cho rằng quân đội sẽ kín kẽ không có chuyện gì lộ ra ngoài sao? Hừ, mấy tên rảnh rỗi không có việc gì ngồi sáng tác chuyện mà cậu cũng dám tin sao? Ba Kiên Cường hừ một tiếng nhìn mấy quân nhân đang đi lên liền nói. Không nói nữa, đi ăn thôi. Mấy sĩ quan đến gần rồi giơ tay chào. Sư trưởng gì chứ, tôi sớm không làm rồi, bây giờ làm kẻ ăn cơm ngồi chờ chết. Hôm nay đến lữ đoàn các anh chỉ là mang bạn đến ăn cơm, không có chuyện gì khác. Ba Kiên Cường mặc dù vẫn chào lại nhưng lời nói lại đầy phóng túng. Triệu Quốc Đống nghe xong không khỏi cu. Ba Kiên Cường này quả nhiên là người thú vị, gì cũng có thể nói. Chẳng qua y đúng là nhạy bén, mình hơi thoáng lộ một chút là y đã cảm giác được ngay. Ha ha, sư trưởng, cơm thì chúng tôi sớm chuẩn bị cho anh. Chẳng qua sau khi ăn xong không thì không biết có bố trí gì không. Sân bắn của chúng tôi mặc dù không thể nói là đứng đầu lữ đoàn nhưng ở An Nguyên vẫn có thể khoe khoang. Một vị sĩ quan không hề ngại thái độ của Ba Kiên Cường, vẫn nở nụ cười. Y nhìn sang Triệu Quốc Đống. Chào anh, tôi là Kha Lam, đây là người cùng công tác với tôi, Trương Khắc Phi. Triệu Quốc Đống cười cười gật đầu giơ tay ra bắt chặt tay đối phương. Tay đối phương cứng như gọng kìm, có cái người bình thường không chịu được nhưng Triệu Quốc Đống không ngại. Sự nhiệt tình của CC thường khác người, hắn có thể cảm nhận được hôm nay phải trải qua cuộc rượu thừa sống thiếu chết. Có lẽ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Triệu Quốc Đống, Ba Kiên Cường trừng mắt nhìn hắn. Quốc Đống, cậu đừng có làm tôi mất mặt đó. Hôm nay mấy người bạn ngồi với nhau, cậu đừng có lấy công phu thái cực của quan chức địa phương ra. Tôi không ép uống nhưng cậu đừng có lửa uống nước đó. Tôi chỉ muốn uống thật, không ép ai. Còn chưa vào bàn đã bị lời này phủ đầu làm Triệu Quốc Đống đúng là á khẩu. Đây không phải ép rượu thì là gì, có khi còn là ra lệnh nữa. Triệu Quốc Đống tỉnh lại mà không biết mình đang ở đâu. Đầu đau như búa bổ, mắt muốn mở ra mà cứ rơi xuống, muốn mở cũng rất tốn công sức. Hắn cảm thấy bên cạnh có một người phụ nữ nhưng hắn bây giờ đúng là không thể mở mắt ra. Hắn cũng không cần biết đó là ai. Lúc này dạ dày hắn đảo liên tục. Mấy tên ở lữ đoàn kia quá mạnh nhưng nếu không phải xa luân chiến thì Triệu Quốc Đống không sợ. Hắn cho rằng mình đã uống hai chai mao đài. Trong quân lấy mao đài phân thắng thua chứ mấy loại như ngũ lương dịch, tam nguyên hồng chỉ dùng để tráng miệng. Trong mơ hồ hắn chỉ cảm thấy Ba Kiên Cường vỗ vỗ đầu mình, nói mình được còn đâu không nói thêm gì nữa. Về phần hắn về như thế nào thì hắn hoàn toàn không nhớ. Trên bàn nói gì Triệu Quốc Đống bây giờ vẫn có chút ấn tượng. Từ việc quân khu Lan Châu cùng các nước Trung Á tổ chức cuộc diễn tập quan sự lần đầu tiên, từ bộ đội đặc chủng Nga đến lính đánh bộ Trung Quốc. Trong bàn rượu không cần biết anh nói gì, chỉ cần không dính tới chuyện cơ mật là được. Mấy tên ở lữ đoàn bộ binh hình như cũng hiểu Triệu Quốc Đống mặc dù là lãnh đạo địa phương nhưng không ngờ hắn còn trẻ như vậy, hơn nữa lời nói còn dính tới bên bọn họ nên có cái nhìn mới về hắn. Chẳng qua khi Ba Kiên Cường giới thiệu vợ Triệu Quốc Đống làm ở Bộ Tổng Tham Mưu thì càng làm bọn họ thêm thân thiết. Đương nhiên cái giá cũng là mấy chén vào bụng. Mao đài được cái uống vào không đau đầu mà chỉ tây tây. Triệu Quốc Đống cảm thấy cả người như bay lên mây, lối suy nghĩ cũng theo đó mà tự do phát huy. Một chiếc khăn lạnh lau mặt hắn, hắn mơ hồ ngửi thấy mùi hương. Giường hơi lạnh giống như nhà bố mẹ mình vậy. Triệu Quốc Đống cố nhớ nhưng không nhớ ra. Cảm giác mát mẻ lan xuống cổ. Đôi môi hắn hơi mấp máy làm người bên giường chú ý. Cô nhẹ nhàng nói. Quốc Đống ca, uống nước nhé. Là Lam Đại, đây là nhà bố mẹ mình. Không biết sao bọn họ tìm được nhà mình. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. Nước ấm tiến vào cổ, Triệu Quốc Đống có cảm giác kỳ diệu. Đây hình như là độc quyền của Cù Vận Bạch. Mỗi khi hắn uống nhiều rượu, cô sẽ rót chén nước mật ong nóng cho mình. Mà hôm nay lại là người phụ nữ khác. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã mở mắt ra. Hắn ngồi lên. Xuất hiện trước mặt Triệu Quốc Đống là cơ thể với đường cong hoàn hảo, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to đen nhánh, bờ môi nở nang, gò má ửng hồng, một chiếc áo tê, rất đơn giản,
bên dưới là quần cộc bò. Lam đại, cảm ơn em. Triệu Quốc Đống mệt mỏi nói và ra hiệu cho đối phương rót thêm cho mình chén nước. Lam đại cười tươi như hoa rót nước thêm cho hắn. Cô ngồi trước mặt hắn, hai tay chắp chữ thập. Quốc Đống ca, anh đúng là làm Triệu Thúc và Hứa Thẩm sợ. Cô chú chưa bao giờ thấy anh như vậy, nghe nói là hai sĩ quan đưa anh về. Ừ, sáng nay anh tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy, tư lệnh ba kéo anh đến lữ đoàn bộ binh 133 uống rượu. Đúng là giữa người ở địa phương và quân đội có chênh lệch. Anh tự nhận mình uống được mà hôm nay vẫn thua trận. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Đúng, sao em lại ở đây, mới từ Bắc Kinh về à? Quốc Đống ca, anh không biết đâu, Tống tỷ sau khi về làm tránh văn phòng ủy ban thì bảo em về cùng, vì thế em về An Đô. Lam Đại nói. Tống Như Phỉ về làm phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban. Bao giờ vậy? Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Xem ra quan hệ giữa Quan Kinh Sơn và Nghiêm Lập Dân đã rất gần. Tống Như Phỉ có thể làm phó chánh văn phòng là một tín hiệu. Hồi tháng 6 ạ, tháng 7 em về nên chưa kịp nói với anh. Em cũng biết trong thời gian này anh rất bận, em mấy lần thấy anh trên TV. Triệu Quốc Đống vào thường vụ tỉnh ủy làm cả An Đô chấn động. Trong toàn bộ 14 thành phố, thị xã ngoài bí thư thị ủy An Đô từ trước đến giờ vẫn là phó bí thư tỉnh ủy, ra các bí thư thị ủy nơi khác đều không có ai là thường vụ tỉnh ủy. Bây giờ bí thư thị ủy Ninh Lăng thành thường vụ tỉnh ủy thì người An Đô cho rằng đây là biểu hiện tỉnh ủy không hài lòng với sự phát triển của An Đô. Vì thế mới làm vậy để tát vào mặt cán bộ lãnh đạo An Đô. Ừ, trong thời gian này anh đúng là nhiều việc, anh cũng không có thời gian về nhà mấy. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chẳng qua anh thấy An Đô 2-3 tháng nay có nhiều thay đổi. Em ở văn phòng chắc cũng cảm nhận được. Vâng, phong cách của thị trưởng Quan hơi khác thị trưởng Diêu. Rất nhiều chuyện thị trưởng Diêu muốn làm thì bây giờ thị trưởng Quan cũng muốn làm. Mặc dù hành động khá chậm nhưng vẫn có khởi động, mà khi ấy thị trưởng Diêu về cơ bản không khởi động được. Quan hệ giữa thị ủy và ủy ban bây giờ cũng hòa hợp hơn. Bí thư Tôn cũng thường xuyên yêu cầu thị ủy, ủy ban phải đồng tâm hiệp lực mưu cầu phát triển. Đây không phải nói suông mà là thường xuyên áp dụng vào thực tế. Vì thế thái độ bên thị ủy cũng thay đổi, nhiều chuyện cũng ủng hộ ủy ban. Lam Đại thấy Triệu Quốc Đống có vẻ rất hứng thú với công việc của An Đô làm cô có chút tò mò. Quyển 16, chương 7. Triệu Quốc Đống gật đầu, đây coi như biến hóa. Cả Tôn Liên Bình và Quan Kinh Sơn đều cảm thấy An Đô cứ tiếp tục như vậy thì sẽ làm cho tiền đồ hai người này trở nên nguy hiểm hơn. Lần trước An Đô xếp thứ 3 trong 16 thành phố cấp phó tỉnh thì bây giờ đã trượt xuống giữa, tương đương với Vũ Hán, Đại Liên, Ninh Dương, Thanh Đảo, Ninh Ba cùng Nam Kinh trước đây xếp dưới bây giờ đã vượt lên trên, càng không phải nói tới mấy thành phố Quảng Châu Thâm Quyến càng bỏ xa An Đô lại phía sau. Tình hình như vậy Trung ương không thể không thấy. Tôn Liên Bình có thể đẩy Diêu Văn Chí đi nhưng Quan Kinh Sơn đến mà hai người còn tranh đấu gay gắt, công việc không đứng lên được. Kinh tế không khởi sắc thì chỉ sợ tiền đồ chính trị của Tôn Liên Bình rất đáng ngại. Đương nhiên Quan Kinh Sơn cũng không hy vọng thấy kết quả đó. Vì thế thành phố An Đô mới từ từ khởi động. Xem ra An Đô cuối cùng đã có thể lấy lại tâm trí để làm việc đáng làm. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy Tống Như Phỉ được phân công công việc gì trong văn phòng? Chủ yếu phụ trách mảng tiếp tân, chị ấy kiêm chức trưởng phòng tiếp tân, công việc rất bận. Em chủ yếu đi theo coi như làm thư ký cho Tống tỷ. Mắt Lam Đại sáng lên đầy sắc sảo. Công việc phòng tiếp tân rất nhiều nhưng lại là chuyện bên trong. Chẳng những yêu cầu của nhân viên cao, giỏi văn, võ, còn phải có năng lực ứng phó khẩn cấp, giỏi giao tiếp với khách. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không thích Lam Đại làm ở phòng này. Cô gái đẹp như Lam Đại dễ bị người ta lợi dụng. Em thích vợ chồng ở phòng này. Nơi đó rất phức tạp, em phải cẩn thận một chút. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Lam Đại nghe xong không khỏi thấy hạnh phúc, Tống Như Phỉ cũng đã nói nếu cô không muốn có thể không đến đó làm. Nhưng Lam Đại cho rằng phòng tiếp tân cũng giống chi nhánh trên Bắc Kinh, là nơi rèn luyện tốt. Về phần đủ lời đồn đãi thì Lam Đại đương nhiên biết một chút nhưng cô cho rằng chỉ cần mình cẩn thận là không sao. Lam Đại nhận được điện của Triệu Mẫu nên chạy tới. Triệu Quốc Đống bất tỉnh còn được hai sĩ quan đưa về, vừa về tới nhà đã nằm gục xuống. Hai ông bà bất đắc dĩ mới gọi Lam Đại tới. Lam Đại đến nơi thì hai người đã vất vả đưa được Triệu Quốc Đống lên giường. Quốc Đống ca, em biết nên làm như thế nào. Em chỉ định làm đây một thời gian rồi sang Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Tống tỷ cũng nói với em không thể làm ở phòng tiếp tân cả đời,
chỉ là để lãnh đạo quen mặt sau có cơ hội để được ra ngoài. Lam Đại không giấu Triệu Quốc Đống. Ừ, coi như Tống Như Phỉ thật ra cũng suy nghĩ cho em. Cô ta nói đúng, từ văn phòng ủy ban đi ra chỉ cần mang theo một chức vụ thì sau này như thế nào cũng phải có phân công. Triệu Quốc Đống không nghĩ Tống Như Phỉ lại đối tốt với Lam Đại như vậy. Quốc Đống ca, em thấy anh hình như có thành kiến với Tống Tỷ. Anh có lẽ không biết Tống Tỷ mới đúng, có phải anh nghe thấy lời đồn gì về Tống Tỷ không? Lam Đại có chút khó hiểu nói. Tống Tỷ thực ra không giống lời đồn, đó đều là người muốn làm Tống Tỷ mất danh tiếng. Em ở bên Tống Tỷ vài năm thì thấy chị ấy rất tốt. Con người thật xấu không đơn giản dựa vào cảm tưởng mà nhận ra. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, không cần phải để Lam Đại cảm nhận được mặt xấu làm gì. Chờ Lam Đại từ từ trong công việc nhận ra vậy. Ừ, Tống Như Phỉ coi như có năng lực, xem tạo hóa sau này của cô ta. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Trong thời gian này em có đến nhà Lưu Ca không? Em có tới 2 lần nhưng Lưu Ca không có nhà, Tôn Tỷ bây giờ lúc rảnh chỉ ra ngoài đánh bài, càng chơi càng lớn còn gọi em đi cùng. Nhưng em không thích chơi. Lam Đại thở dài một tiếng, ngay cả cô cũng nhận ra vợ chồng Lưu Triệu Quốc có vấn đề. Nhưng Tôn Tỷ làm sao có thể quản được Lưu Ca? Lưu Ca bận công việc bên ngoài, tìm cớ nào đó là Tôn Tỷ phải tin. Con cái đã lớn ra ngoài, nhà chỉ có 2 vợ chồng. Cuộc sống càng lúc càng chán, tình cảm không còn mãnh liệt như trước nữa. Đây là cảm giác của Lam Đại, Tôn Tỷ 2 năm nay trông già đi nhiều, tâm trạng càng lúc càng không tốt. So sánh với mấy năm trước đúng là khác hẳn. Triệu Quốc Đống thấy Lam Đại buồn, hắn cũng không vui nổi. Lưu Triệu Quốc càng chạy càng xa, Khâu Nguyên Phong đã gọi cho hắn vài lần. Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ làm như thế nào mới nói chuyện được với Lưu Triệu Quốc. Bây giờ thu tay lại mặc dù chậm một chút nhưng chỉ cần hạ quyết tâm không phải không giải quyết được. Nhưng nếu tiếp tục đi xuống thì lật thuyền ngã ngựa là nhất định. Một khi anh bị người nhìn chằm chằm, vấn đề kinh tế chính là thứ tốt nhất đẩy anh vào địa ngục. Hôm nay Triệu Quốc Đống nằm ngủ nướng khá lâu. Buổi tối hắn ăn rất lo, chỉ có ở nhà với bố mẹ hắn mới có cảm giác mà nơi khác không có được. Lam Đại cũng ở lại ăn tối. 2 ông bà thích ăn món thanh đạm hơn, thịt cá ông bà không quá thích nữa. Ca Triệu Quốc Đống vẫn kiên trì yêu cầu ông bà sáng phải uống sữa bò hoặc đậu lành, ngày ăn 1 quả trứng gà để đảm bảo dinh dưỡng cơ bản. Sức rượu sau một đêm mới hết hẳn, nửa đêm Triệu Quốc Đống rất tỉnh táo, rất nhiều ký ức mơ hồ thoáng cái hiện lên rõ ràng làm hắn rất hưng phấn. Tối qua Lam Đại cũng ngủ ở đây nhưng không có việc gì xảy ra. Triệu Quốc Đống cảm thấy có ai đó vào phòng mình, hắn nghiêng người ngồi dậy thì thấy là Triệu Mẫu. Mẹ, sao vậy? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Không có gì. Hứa Tú Cần ngồi xuống bên giường, bà thấy Triệu Quốc Đống đã đỡ hơn nên cũng yên tâm. Tiểu Đại đi rồi vì bận đi làm. Vâng, chuyện của Tiểu Đại ở văn phòng cũng bận. Triệu Quốc Đống không biết mẹ mình muốn nói gì. Mấy năm qua thời gian hắn về cũng ít, ít nói chuyện với bố mẹ, thường chỉ có mấy ngày Tết khi anh chị em tập trung thì bố mẹ vui nhất. Chiều qua toàn nhờ Tiểu Đại giúp bố mẹ, con nặng quá nên bố mẹ không nhấc nổi. Hứa Tú Cần có chút do dự nói. Quốc Đống, Tiểu Đại cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt. Con khuyên Tiểu Đại sớm giải quyết vấn đề cá nhân đi. Mẹ, con khuyên cô ấy nhưng không được. Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ, không biết sao mẹ lại đột nhiên quan tâm chuyện này. Quốc Đống, con cũng không còn nhỏ nữa. Muốn nói phải là nhờ tổ tiên nên con đã làm bí thư thị ủy, có vài việc cần chú ý. Tiểu Đại có suy nghĩ gì thì bố mẹ cũng biết nên cần phải sớm để Tiểu Đại bỏ suy nghĩ đó đi, hoặc là... Hứa Tú Cần muốn nói lại thôi. Hoặc gì à? Triệu Quốc Đống có chút tò mò về biện pháp giải quyết của mẹ mình. Hứa Tú Cần thở dài nói. Quốc Đống, vốn có lời mẹ không nên nói nhưng mẹ là người từng trải nên cảm thấy con và Tiểu Lưu không giống vợ chồng. Mẹ còn nhờ thầy tướng xem qua thì thầy tướng nói 2 con không có giống vợ chồng, mạnh mẽ gắn vào nhau sẽ không có kết quả tốt. Mẹ không biết con nghĩ như thế nào, cũng không biết chuyện của con và Tiểu Lưu ra sao nhưng bọn con đã kết hôn mấy năm. Con đã 34, Tiểu Lưu cũng đã 32 mà không có động tĩnh gì. Nước Sơn, Trường Xuyên còn có Vân Hải cũng đi học theo con muốn bố và mẹ mỏi mắt chờ con sao? Quyển 16, chương 8. Hứa Tú Cần nói làm Triệu Quốc Đống có chút xúc động. Bố mẹ đều mong có cháu ôm, mặc dù chị gái có con nhưng cũng là người Lưu gia. 4 anh em hắn lại chưa ai có con, tuy nói bố mẹ suy nghĩ thoáng nhưng sâu trong lòng vẫn có cảm giác không vui.
có thể nhịn tới bây giờ mới nói đã là quá lâu rồi. Vấn đề cháu nối dõi đã nói ra, theo bố mẹ thấy thì mình đã là bí thư thị ủy thì sao không có con được. Mà hắn lại khỏe mạnh thì nhất định là nhược đồng có vấn đề, hoặc là cả hai không có tình cảm mà vế sau cao hơn. Đối với vợ chồng Hứa Tú Cần mà nói thì vợ chồng Triệu Quốc Đống, nhược đồng như lúc mới quen vậy, không có cảm giác như vợ chồng. Đây là điều rất không bình thường. Hơn nữa Triệu Quốc Đống ít lên Bắc Kinh, nhược đồng càng hiếm khi tới tỉnh An Nguyên. Dù cô công tác ở nước ngoài nhưng hàng năm cũng về nhà thăm người thân mà nhưng không thấy ở An Nguyên lâu. Mặc dù là ngày Tết truyền thống của người Trung Quốc cũng hiếm khi lộ mặt. Chuyện này đúng là hiếm thấy. Ngoài lý do vợ chồng Triệu Quốc Đống có vấn đề về tình cảm thì không còn giải thích nào khác. Không có tình cảm mà vẫn duy trì quan hệ thì vợ chồng Hứa Tú Cần đương nhiên cho rằng Triệu Quốc Đống lo cho tiền đồ. Nhưng vợ chồng Hứa Tú Cần lại thấy hạnh phúc của hôn nhân và có cháu hay không hơn xa chức bí thư thị ủy. Với tài sản hiện nay của Triệu gia thì trên thực tế chức bí thư thị ủy đã không có bao ý nghĩa. Nói không chừng không làm bí thư thị ủy thì Triệu Quốc Đống còn có thể làm tốt hơn. Vợ chồng Hứa Tú Cần cũng thường xuyên nghe mấy người con khác của mình nói về Quốc Đống như vậy, nó làm vợ chồng Hứa Tú Cần rất tự tin. Ngay cả mấy người con đã thành công đều cho rằng Quốc Đống không làm quan sẽ có thành tựu lớn hơn nữa. Vậy chức quan kia đã thành thứ yếu, vậy thứ yếu có gì không bỏ được chứ? Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu tâm trạng của bố mẹ, hắn thậm chí có thể nghe ra ý trong lời của mẹ. Đó chính là tình cảm của mình có vấn đề thì ly hôn, như vậy Lam Đại là đối tượng tốt nhất. Bố mẹ có tình cảm tốt với Lam Đại, cũng không biết Lam Đại sao lại có bản lĩnh này nịnh nọt bố mẹ mình giỏi thế. Mấy lần đều nói muốn nhận Lam Đại làm con nuôi nhưng vì có lẽ sợ không chừng con gái nuôi lên giường với con trai nên không hạ quyết tâm. Nói tới con thì hắn đã sớm có, con gái hắn đã biết đi, biết gọi bố, mẹ. Cù Vận Bạch bây giờ đang làm việc ở Dương Thành, còn ở Hong Kong nên khá gần. Mỗi tuần cô về Hong Kong vài lần, nếu không chính là Phỉ Dung mang bé sang Dương Thành. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút hâm mộ. Triệu Quốc Đống sang đó không nhiều, mặc dù có lúc muốn đến thăm con nhưng hắn cũng không có tham gia nhiều. Hắn hứa cho Cù Vận Bạch một đứa con đầy đủ, mà đứa bé này hoàn toàn thuộc về Cù Vận Bạch. Mình nếu không thể làm ông bố đầy đủ thì phải nhịn đau cắt yêu thương, nhịn một chút. Vậy còn Nhược Đồng thì sao? Triệu Quốc Đống không xác định. Quan hệ giữa hắn và Nhược Đồng bị thời gian và không gian ảnh hưởng. Có đôi khi hắn cảm thấy mình và cô tâm đầu ý hợp, có đôi khi ngủ cùng giường lại thấy xa lạ, cảm giác không thân thiết như La Băng hoặc là Từ Xuân Nhạn. Hắn cũng không biết giữa mình và Nhược Đồng có đột phá về quan hệ được hay không. Đột phá xong sẽ có biến hóa như thế nào? Có lẽ trên đời không có cặp vợ chồng nào kỳ diệu như mình và Nhược Đồng. La Băng cùng Từ Xuân Nhạn không thể phát triển thành vợ chồng chính thức. Hắn có thể có con với hai cô nhưng con không thể quang minh chính đại lấy thân phận con hắn mà xuất hiện trong xã hội. Nhưng ở trong gia đình thì bố mẹ hắn lại cảm thấy có cháu là quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không biết nói gì. Đối với bố mẹ, hắn không muốn nói dối nhất là ở việc này. Để cho bọn họ một lời hứa nếu không làm được thì càng làm bọn họ thương tâm. Tình cảm của bố mẹ đối với con cái là thứ không tình cảm nào có thể so sánh. Mẹ! Con cũng lớn rồi nên biết chuyện của mình sẽ như thế nào. Về phần Tiểu Đại thì con và cô ấy không có chuyện gì hoặc là cô ấy có suy nghĩ nhưng con đã sớm nói cô ấy. Con và cô ấy không có gì, không có bắt đầu, không có kết quả nhưng con cũng không tiện can thiệp vào cuộc sống của cô ấy. Triệu Quốc Đống suy nghĩ khá lâu rồi nói. Về phần Nhược Đồng thì con và cô ấy rất tốt, có lẽ cuối năm hoặc đầu sang năm cô ấy sẽ về nước. Con biết bố mẹ muốn có cháu bé, con sẽ cố gắng. Đồng thời con cũng dục Đức Sơn, Trường Xuyên cùng Vân Hải. Mẹ yên tâm, chỉ sợ tới lúc đó bố mẹ bận quá thôi. Triệu Quốc Đống nói làm nếp nhăn trên mặt Hứa Tú Cần giảm đi nhiều, nghiên cứu đã xuất hiện trở lại. Quốc Đống, con là con cả trong nhà phải làm gương. Đức Sơn thì mẹ không trông mong được rồi. Lần trước nó về uống rượu với bố nói cả đời nó không lấy vợ, không muốn có con. Dù là có con nhất định là con riêng phải làm ADN gì gì đó để xem có phải người Triệu gia ta không. Nó làm bố con tức giận ném chén xuống đất đuổi nó đi. Con nói Đức Sơn xem, nó đã hơn 30 mà sao như chưa lớn vậy. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ Đức Sơn đã tính gì, mình còn có con riêng rồi. Mẹ, mẹ đừng nghe Đức Sơn nói linh tinh. Nếu mà người phụ nữ nào có con của nó, con dù ép cũng phải bắt nó kết hôn, ít nhất cũng phải lấy cháu về. Triệu Quốc Đống nói,
Về phần Trường Xuyên cùng Vân Hải thì theo con thấy Vân Hải không chừng sẽ cưới trước Trường Xuyên. Hôm đó nửa đêm Vân Hải gọi cho con nghe thấy tiếng cô gái. Con nghĩ hai đứa nó sống cùng nhau, giờ chỉ thiếu nghi thức thôi. Ồ, Vân Hải thật sự sống chung với cô gái kia. Hứa Tú Cần nghe không khỏi vui mừng ra mặt. Lần trước mẹ hỏi Vân Hải, nó còn nói vẫn sớm. Bây giờ sống chung chắc nhanh kết hôn rồi phải không? Chắc là Vân Hải cảm thấy Đức Sơn và Trường Xuyên chưa kết hôn ạ. Đức Sơn thì không nói, Trường Xuyên có thể chưa gặp người thích hợp. Mà bây giờ Trường Xuyên cũng rất bận, nếu tìm một cô gái thích hợp lại không vì tiền của nó sẽ không dễ ạ. Triệu Quốc Đống trấn an bà mẹ. Chẳng qua mẹ phải tin vào con trai của mình, Trường Xuyên mặc dù hay ngại nhưng con thấy nó lại có duyên với phụ nữ. Con sẽ giục mấy đứa nhanh chóng giải quyết việc này, tranh thủ cuối năm mang bạn gái về. Hứa Tú Cần nói khá nhiều chuyện trong nhà với Triệu Quốc Đống. Ví dụ như chuyện vợ chồng Lưu Thành, Triệu Linh San. Tình cảm hai vợ chồng này rất tốt, sản phẩm mật ong tiêu thụ mạnh nên bận rộn không có thời gian trông con. Mấy đứa bây giờ để ở nhà bố mẹ Lưu Thành, Hứa Tú Cần muốn đưa cháu sang bên này nhưng Lưu gia không đồng ý. Việc này làm Hứa Tú Cần rất không vui nên hy vọng con trai của bà có con sớm một chút để bà có cháu bế. Triệu Quốc Đống lúc này mới hiểu thì ra bố mẹ mình vì cháu ngoại bị nhà Thông gia giữ chặt nên mới vậy. Mãi đến khi Bành Trường Quý gọi tới, Triệu Quốc Đống mới có thể thoát thân. Bình Nguyên, sau khi tới Tây Giang công tác anh thấy sao? Trung Dược Quân nhíu mày nói, cổ Bình Nguyên đi chậm hơn y nửa bước, hai người đang đi trên công trường xây dựng quảng trường Đông Phương Hồng, khu Hà Nam. Rất tốt, bây giờ công việc chính của Tây Giang đã đi vào quỹ đạo. Cải tạo nội thành cũng được đẩy mạnh, xây dựng giai đoạn 2 của khu Hà Nam được đẩy mạnh một cách toàn diện. Công tác giải phóng mặt bằng mặc dù có chút vấn đề nhưng quận vẫn tự giải quyết được, không cần làm phiền thị xã. Cổ Bình Nguyên khá vui vẻ do tốc độ tăng trưởng của Tây Giang vẫn rất cao, chỉ thấp hơn Đông Giang và khu khai phát. Mà nguyên nhân là do khởi điểm hai nơi IA thấp. Công tác thu hút đầu tư của Tây Giang cũng là điểm sáng. Đất của khu công nghiệp Lâm Cảng đã hết. Tiến hành quy hoạch giai đoạn 2 là rất cần thiết. Ngành bảo vệ môi trường đã trở thành một sản nghiệp trụ cột của quận. Quảng trường Đông Phương Hồng là quảng trường lớn bên này cầu Đông Phương Hồng đang bi được khởi công xây dựng. Ba quảng trường Đông Phương Hồng, Huy Hoàng, Đoàn Kết đều là quảng trường thuộc phía Đông hoặc Tây các cầu Đông Phương Hồng, Huy Hoàng, Đoàn Kết. Đây là các quảng trường văn hóa mà thị xã Ninh Lăng quy hoạch, sau khi xây dựng xong sẽ là nơi nghỉ ngơi cho dân chúng. Ồ, trụ cột của Tây Giang rất tốt. Bộ máy cũng khá đoàn kết, đây là ưu thế. Trung Dược Quân như suy nghĩ vấn đề gì đó nên định nói lại thôi. Cổ Bình Nguyên thấy vậy không khỏi có chút tò mò. Thị trưởng Trung, có phải có chuyện gì không? Quyển 16, chương 9. Trung Dược Quân im lặng không nói khiến Cổ Bình Nguyên cảm thấy nhất định có chuyện, hơn nữa còn là chuyện liên quan tới mình làm y có chút khẩn trương. Chuyện có thể làm Trung Dược Quân do dự hơn phân nửa liên quan đến vấn đề cá nhân. Nếu chỉ là chuyện công việc ở Tây Giang thì Trung Dược Quân sẽ không khó xử, hơn nữa bên trên còn có Lưu Như Hoài gánh đỡ, không tới lượt mình. Mà chuyện liên quan đến mình thì có thể là thay đổi vị trí. Đây là điều làm mọi cán bộ khẩn trương, Cổ Bình Nguyên cũng không ngoại lệ. Thị trưởng Trung, nếu có chuyện gì khó xin ngài cứ nói. Dù sao tôi cũng có thể thừa nhận được. Cổ Bình Nguyên cố làm cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại. Anh nghĩ đi đâu vậy hả? Đúng là có liên quan tới anh nhưng là chuyện tốt, đồng thời cũng cần hỏi ý kiến của anh, nếu bản thân anh không muốn thì không nói tới nữa. Trung Dược Quân thấy Cổ Bình Nguyên khẩn trương liền lắc đầu nói. Anh có thể cũng biết tới đây thị xã nhất định có điều chỉnh nhân sự. Bí thư Triệu bàn với tôi đã đề nghị với bí thư Triệu việc điều chỉnh anh. Điều chỉnh đương nhiên là lên chức, đây là chuyện tốt. Chỉ là Cổ Bình Nguyên vừa mới quen với công việc ở quận. Cảm thấy làm lãnh đạo quận càng có thể phát huy năng lực bản thân. Nếu như để mình lên ban ngành nào đó nhận chức thì Cổ Bình Nguyên thực ra không vui mấy. Cổ Bình Nguyên cũng sớm biết có vài quận, huyện sẽ bị điều chỉnh nhân sự nhưng mình mới tới Tây Giang có 2 năm, y vẫn cho rằng không đến lượt mình. Bí thư huyện ủy Lang Thế Quần, phân lĩnh để xảy ra chuyện Hâm Đạt, làm cho Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa mất chức thường vụ tỉnh ủy. Mặc dù bây giờ chuyện đã qua, Triệu Quốc Đống đã chính thức được bổ nhiệm làm thường vụ tỉnh ủy nhưng đây nhất định là tảng đá trong lòng Triệu Quốc Đống. Lúc quan trọng nhất mà anh để xảy ra chuyện là cố ý hại tôi. Đây là điều không ai có thể bỏ qua, không chừng chức bí thư huyện ủy cũng sẽ mất. Bí thư huyện ủy Cao Xuyên, thương hóa sức khỏe yếu,
Hơn nữa thị xã cũng không hài lòng với công việc của Thương Hóa, bản thân Cao Xuyên cũng muốn được điều chỉnh, không chừng vị trí này sẽ thiếu hụt. Chẳng lẽ để mình sang đây làm bí thư huyện ủy? Nghĩ vậy tim Cổ Bình Nguyên không khỏi đập loạn lên. Bí thư Triệu hỏi ý kiến tôi về hai ý. Một là thị ủy có thể sẽ tiến hành điều chỉnh một bộ phận lãnh đạo chủ yếu các quận, huyện, thị ủy muốn anh tới một huyện làm bí thư thị ủy. Đây là sự khẳng định của thị ủy đối với 2 năm công tác của anh ở Tây Giang. Anh và Lưu Như Hoài phối hợp ăn ý, Lưu Như Hoài cũng khen tác phong làm việc của anh ở thị ủy, có tinh thần khai thác, học hỏi, sáng tạo. Thị ủy đánh giá tốt về anh. Ở điểm này Trung Dược Quân cũng không nói quá. Biểu hiện của Cổ Bình Nguyên khác hẳn so với Tông Kiến trước đây, hai người không thể so sánh. Hơn nữa Cổ Bình Nguyên cũng biết cách vận dụng mối quan hệ trên ủy ban xây dựng thị xã mà y từng công tác nhiều năm, cố gắng tranh thủ nhiều chính sách và tài chính hỗ trợ cho Tây Giang từ tỉnh, thị xã. Cổ Bình Nguyên mừng như điên, không ngờ giấc mơ lại thành sự thật. Mình vừa mới làm chủ tịch Tây Giang chưa đầy 2 năm, vốn nghĩ lần điều chỉnh này không tới lượt vậy mà thị xã lại có ý này. Đây nhất định là Trung Dược Quân đề cử mình, đương nhiên bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống có cái nhìn tốt về mình cùng với việc mình hợp tác tốt với Lưu Như Hoài mới khiến mình lên chức. Từ chủ tịch quận, huyện lên bí thư là bước rất quan trọng, có không ít vị chủ tịch dừng mãi không tiến, thậm chí làm hết khóa là lên thị xã làm ở cục nào đó. Đây có thể coi như khẳng định công tác của anh nhưng thực ra lại chặt đứt hy vọng tiên lên hàng cán bộ cấp sở của anh. Người đứng đầu các ban ngành thị xã không phải không có cơ hội lên cấp phó giám đốc sở nhưng lại rất ít. Hơn nữa chỉ tập trung số ít ngành. Cổ Bình Nguyên mặt đỏ lên, y cố khống chế cơn hưng phấn trong lòng mình. Thị trưởng Trung, khác tôi không nói nhiều, tôi chỉ nói một câu. Tôi sẽ không phụ kỳ vọng của ngài và thị ủy đối với tôi. Dù tôi tới đây tôi cũng sẽ dùng toàn bộ năng lực, trí tuệ để làm tốt công việc được giao. Bình Nguyên, đây mới là ý kiến sơ bộ của tôi và bí thư Triệu, cũng đã nói qua với lão Lam, lão Tiêu, bọn họ cũng cơ bản đồng ý với ví này. Nhưng bí thư Triệu cũng đưa ra một ý tưởng khác. Đây mới là nguyên nhân mà Trung Dược Quân do dự. Anh cũng biết Ninh Lăng chúng ta kết thành thị xã anh em với thị xã Hồng Sơn, Điền Nam. Lần trước đoàn đại biểu Hồng Sơn tới Ninh Lăng chúng ta, bí thư thị ủy Hồng Sơn, bí thư Ngô và bí thư Triệu đã có thống nhất đó là vì giúp đỡ khu vực biên giới phát triển. Tăng cường đổi mới quan niệm, tác phong làm việc của cán bộ khu vực biên giới nên Ninh Lăng và Hồng Sơn dự định tiến hành trao đổi cán bộ. Cổ Bình Nguyên run lên, chẳng lẽ Triệu Quốc Đống muốn mình sang Hồng Sơn? Đây là ý tốt hay là muốn đá mình đi? Cổ Bình Nguyên biết trong mắt nhiều người mình là người trung hệ. Bắt đầu từ khi mình làm phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng thị xã, mình đã đi lại gần với Trung Dược Quân. Chức chủ tịch Tây Giang cũng là do Trung Dược Quân cố gắng tranh thủ cho mình. Y cũng rất kiên định duy trì quan hệ mật thiết với Trung Dược Quân. Triệu Quốc Đống suy nghĩ rất rộng rãi, điểm này Trung Dược Quân đã nhiều lần đề cập với Cổ Bình Nguyên, hơn nữa quyết không phải là nói đãi môi mà là thật lòng nói như vậy. Nhưng việc mình đi lại quá gần Trung Dược Quân có thể xảy ra chuyện hay không thì chính Cổ Bình Nguyên không xác định. Ví dụ như Lam Quang cùng Tiêu Phượng Minh, hai người này cũng có quyền lực không nhỏ về nhân sự của Ninh Lăng. Nhất là Tiêu Phượng Minh được Triệu Quốc Đống rất tin tưởng. Bình Nguyên, anh không nên có thành kiến về việc này. Theo ý của tôi thì bí thư Triệu thật sự đánh giá cao anh nên mới đưa ra vấn đề này. Chủ tịch các quận, huyện khác chỉ sợ muốn bí thư Triệu nhìn đến cũng không được. Trung Dược Quân đoán được suy nghĩ của Cổ Bình Nguyên nên lạnh nhạt nói. Trung Dược Quân nhìn là biết Cổ Bình Nguyên không muốn tới Hồng Sơn, chẳng qua đây cũng là bình thường. Hồng Sơn quá xa xôi, lại là vùng biên giới, kinh tế lạc hậu. Hơn nữa anh sang đó có làm bí thư huyện ủy có thể làm được gì? Sau 1 năm trao đổi thì anh phải về, nói là rèn luyện nhưng không chừng về thì bên này cũng không có vị trí cho anh. Điểm này dù là ai cũng phải lo lắng. Hơn nữa ở Ninh Lăng quen đất quen người, ở trên tỉnh cũng ít nhiều có người quen, triển khai công việc cũng dễ dàng hơn. Ra tỉnh ngoài ai biết anh là ai? Như vậy đi 1 năm có bao tác dụng chứ? Hơn nữa hiện nay Ninh Lăng đang phát triển rất nhanh. Từ việc Triệu Quốc Đống vào thường vụ tỉnh ủy là có thể thấy được tỉnh ủy càng lúc càng chú trọng tới Ninh Lăng. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc ở Ninh Lăng, cán bộ cấp huyện lọt vào mắt ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không khó, không chừng ngày nào đó anh có thể trực tiếp được điều đến thị xã nào đấy làm phó thị trưởng. Như vậy nó tốt hơn nhiều so với việc sang Hồng Sơn. Đương nhiên công tác ở Hồng Sơn cũng có chỗ tốt, anh từ nơi phát đạt tới nơi không phát đạt, nếu có thể được lãnh đạo chủ yếu của địa phương tin tưởng. Anh lại làm tốt công việc thì cơ hội lên chức cũng rất lớn, rất nhanh.
nhưng trong này cũng có nhiều nhân tố không xác định, nói cách khác tính mạo hiểm cao. Thị trưởng Chung, tôi suy nghĩ như thế này. Tôi vốn vẫn công tác ở trên cơ quan thuộc thị xã, bây giờ mới xuống 2 năm, lại quen thuộc công việc ở Ninh Lăng nên tôi muốn mình ở lại Ninh Lăng thêm vài năm nữa. Khi ấy nếu thị xã để tôi ra ngoài rèn luyện thì sẽ tốt hơn. Cổ Bình Nguyên nói mặc dù uyển chuyển nhưng cũng rất rõ ràng. Ừ, nếu bản thân anh có suy nghĩ này thì tôi biết rồi. Trung Dược Quân gật đầu nói. Anh cũng nên chuẩn bị tư tưởng trước, thị xã rất nhanh sẽ có động tác. Tính cách của Bí Thư Triệu thì chúng ta đều biết, chuyện đã quy định sẽ không kéo dài. Tôi nghĩ cũng chỉ trong 1-2 tuần tới mà thôi. Xin thị trưởng Trung yên tâm, công việc ở Tây Giang đã đi vào quỹ đạo, quận phân công công việc từng lãnh đạo rất rõ ràng, mọi người chỉ cần làm việc do mình phụ trách. Đây là nguyên tắc do tôi và Bí Thư Lưu đặt ra, sẽ không vì ai rời đi mà làm công việc trì trệ. Cổ Bình Nguyên khá tự tin vào điểm này. Dù là Y hay Lưu Như Hoài tạm thời rời đi cũng không ảnh hưởng bao nhiêu tới công việc của Tây Giang. Như vậy là tốt, chẳng qua anh vẫn cần chuẩn bị tư tưởng. Sau khi tới huyện khác thì tình hình có thể kém xa Tây Giang, hơn nữa anh là người đứng đầu thì phải suy nghĩ nhiều hơn cùng với việc có sức chấp hành cao hơn. Trung Dược Quân dặn, thị trưởng Trung, tôi có thể hỏi một câu không? Thị xã rốt cuộc muốn tôi tới huyện nào? Cổ Bình Nguyên không nhịn được cơn tò mò. Quyển 16, chương 10. Ngay khi hai người Trung Dược Quân đang nói chuyện, Triệu Quốc Đống cũng ngồi suy nghĩ việc điều chỉnh nhân sự của Ninh Lăng. Ngô Nguyên Tể có tác phong rất nhanh. Ngày thứ hai sau khi Triệu Quốc Đống tham gia hội nghị thường ủy, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thông báo đến ban tổ chức cán bộ Ninh Lăng, tỉnh ủy Điền Nam đã tiến hành đoàn khảo sát đến An Nguyên về việc Ninh Lăng và Hồng Sơn tiến hành trao đổi cán bộ. Dẫn đoàn là một vị phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam. Hàn Độ tự mình tiếp đón đoàn. Hơn nữa cũng báo cáo với Miêu Trấn Trung và Ứng Đông Lưu. Chuyện này sau khi Ngô Nguyên Tể dẫn đoàn đại biểu Hồng Sơn rời khỏi Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống đã báo cáo lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bằng văn bản. Một tuần sau ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng trả lời, về nguyên tắc đồng ý với việc này. Triệu Quốc Đống cũng chuyên môn lên An Đô phân biệt báo cáo với Hàn Độ, Miêu Trấn Trung cùng Ứng Đông Lưu. Hắn đưa ra vài quan điểm của mình và của thị xã Hồng Sơn. Ở vấn đề này ba người kia khá nhất trí, ủng hộ trao đổi cán bộ, nhất là ủng hộ cán bộ Ninh Lăng đến Hồng Sơn nhận chức, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực biên giới. Đây cũng là cách giúp đỡ tỉnh khó khăn của tỉnh lớn là tỉnh An Nguyên. Có thể đưa việc trao đổi cán bộ giữa hai thị xã lên tầm cao như vậy cũng là một loại bản lĩnh. Triệu Quốc Đống thật không ngờ tỉnh ủy thoáng cái đẩy việc mình và Ngô Nguyên Tể bàn với nhau lên đến tầm chính trị quốc gia. Hồng Sơn là khu vực dân tộc thiểu số nhưng người Hán cũng chiếm phân nửa, diện tích rộng, tài nguyên sức lao động phong phú, dân cư lương thiện nhưng giáo dục khá lạc hậu. Kinh tế cũng thuộc diện trung bình ở Điền Nam, không tính kém nhất nhưng so sánh với các thành phố, thị xã ở An Nguyên vẫn còn kém rất rõ ràng. Trao đổi cán bộ với Ninh Lăng có tốc độ phát triển nhanh nhất cả nước thì đó chính là có lợi cho Hồng Sơn. Đồng thời cũng tỏ vẻ Ninh Lăng, thậm chí An Nguyên ủng hộ và giúp đỡ tỉnh bạn. Theo ý kiến sơ bộ của hai tỉnh ủy, thị xã Hồng Sơn sẽ đưa 5 cán bộ đến Ninh Lăng kiêm nhiệm. Trong đó có một cán bộ cấp chính huyện, 2 cấp phó huyện, 2 cán bộ cấp phòng, Ninh Lăng cũng tương tự như vậy. Còn việc nhận chức của cán bộ sẽ căn cứ tình hình thực tế mà xác định. Triệu Quốc Đống cũng đã gọi điện trao đổi với Ngô Nguyên Tể. Ngô Nguyên Tể tỏ vẻ cán bộ Ninh Lăng sang thì thị ủy Hồng Sơn sẽ nghiêm túc suy xét. Mà cán bộ từ Hồng Sơn sang thì hy vọng Ninh Lăng có thể bố trí đến cương vị thích hợp để bọn họ có thể học tập, hy vọng trong 1 năm thời gian các cán bộ này thay đổi được quan niệm và tác phong làm việc, vậy là đủ. Xem ra Ngô Nguyên Tể đúng là hy vọng qua việc trao đổi cán bộ này khiến Hồng Sơn phát triển thêm. Muốn để cho cán bộ lãnh đạo Hồng Sơn cảm nhận biến hóa bên ngoài mang tới ảnh hưởng lớn như thế nào. 5 cán bộ sẽ tiến hành trao đổi cũng làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Nhất là một cán bộ cấp chính huyện càng làm Triệu Quốc Đống suy nghĩ khá lâu. Ngô Nguyên Tể đã đề cập tới Hoắc Vân Đạt và Cổ Bình Nguyên. Nếu như hai người này sang không chừng sẽ nhanh chóng lên làm phó thị trưởng. Theo tính cách của Ngô Nguyên Tể thì người này có vài điểm khá giống mình. Đó chính là dùng người không tin, đã không tin sẽ không dùng, có can đảm mạnh dạn sử dụng cán bộ. Ngô Nguyên Tể có ấn tượng tốt với Hoắc Vân Đạt cùng Cổ Bình Nguyên. Mà nếu lợi dụng cơn gió trao đổi cán bộ này để bọn họ làm phó thị trưởng rồi làm ra thành tích thì tương lai sẽ rất sáng. Chẳng qua Hoắc Vân Đạt thì Triệu Quốc Đống có chút không nỡ. Kinh tế Đông Giang đang bắt đầu phát triển trở lại,
Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt phối hợp khá ăn ý. 2-3 năm tới kinh tế Đông Giang sẽ bay vọt. Hoắc Vân Đạt là người giỏi làm kinh tế, bây giờ y tới Hồng Sơn thì không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Cổ Bình Nguyên cũng được, mình đã nói chuyện với Trung Dược Quân, xem ra Trung Dược Quân cũng hơi động tâm nhưng việc này cũng cần hỏi ý kiến chính cán bộ đó. Dù sao không phải là đổi đơn vị thuộc thị xã mà là sang tỉnh khác. Đây là cơ hội nhưng phải xem cách nhìn nhận của anh đối với việc này. Đoàn khảo sát của Điền Nam đến Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân, Lam Quang cùng với Tiêu Phượng Minh cũng gặp đoàn. Lam Quang cùng Tiêu Phượng Minh còn đi cùng đoàn trong thời gian bọn họ ở Ninh Lăng. Các đồng chí Điền Nam rất hài lòng với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng, bọn họ có ấn tượng rất sâu về sự phát triển của Ninh Lăng. Dù là trao đổi Hoắc Vân Đạt hay Cổ Bình Nguyên sang Hồng Sơn thì cũng có nghĩa lại có một cán bộ cấp chính huyện bị thiếu. Hơn nữa còn cả việc điều chỉnh bộ máy tào tập, thương hóa, nó có thể nói là đợt điều chỉnh lớn thứ hai sau khi hắn lên làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống vốn không thích điều chỉnh với quy mô lớn như vậy. Hắn thích tiến hành từng bước nhưng tình hình tào tập không thể kéo dài, mà bên thương hóa cũng là như vậy. Dù là chủ tịch Tây Giang hay Đông Giang thì tính quan trọng cũng không thua gì bí thư huyện ủy thương hóa, tào tập. Đợt điều chỉnh này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của các quận, huyện trong 2-3 năm tới. Nhất là đối với hai huyện phát triển chậm chạp thì càng quan trọng hơn. Tào tập cùng thương hóa sẽ được điều chỉnh lớn. Phong Đình vốn chậm phát triển nhưng do bí thư huyện ủy Đàm Viễn Ba đẩy mạnh nên bắt đầu khởi động. Năm nay Phong Đình được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh ủng hộ nên đưa ra quy hoạch khai thác tài nguyên tre, quy hoạch này cũng được Bộ Nông nghiệp chú trọng. Tháng 4 lúc Triệu Quốc Đống còn trên Bắc Kinh thì một vị phó bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cùng phó chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương đã tới khảo sát tài nguyên tre của Phong Đình, cũng đưa tới vài công ty tập đoàn trong lĩnh vực này. Trong đó tập đoàn Lục Viên là tập đoàn lớn nhất trong các sản phẩm từ tre của cả nước, sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều nước Âu, Mỹ. Về phần Đông Giang dưới sự hợp tác của Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt có thể nói tăng tốc cực nhanh. Năm ngoái có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả thị xã, đạt 250%. Mà năm nay Đông Giang vẫn đứng đầu về tốc độ phát triển. Theo suy nghĩ của Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt, bọn họ muốn trong nhiệm kỳ lần này khiến GDP của Đông Giang đứng thứ 3 toàn Ninh Lăng, thu tài chính, thu nhập bình quân của người dân đều phải vượt qua Hoa Lâm, muốn tranh cao thấp với Tây Giang. Khẩu hiệu này đúng là đủ lớn. Hơn nữa Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt cũng đã nói ra trong hội nghị toàn quận ủy. Nhất là đưa ra yêu cầu vượt qua Hoa Lâm, sự khiêu chiến này làm Hoa Lâm chấn động mạnh. Bí thư huyện ủy Hoa Lâm, Đường Diệu Văn cùng Cát Thành cũng tỏ vẻ tiếp nhận khiêu chiến. Đưa ra ý kiến xem ai có thể ngồi ổn trong top 3 toàn thị xã. Bởi vì Đông Giang đưa khẩu hiệu như vậy khiến Hoa Lâm, Thổ Thành, Vân Lĩnh, Khuê Dương đều chuẩn bị lực lượng, quyết tâm trong 2-3 năm tới kinh tế quận. Huyện mình phát triển cực nhanh, tranh vị trí ít trong top 5. Nhất là ở Thổ Thành, Ngụy Hiểu Lam càng đưa ra mục tiêu rõ ràng, muốn biến khu công nghiệp thực phẩm của Thổ Thành là nơi có sức hấp dẫn nhất tỉnh, muốn Thổ Thành là trụ sở công nghiệp thực phẩm quan trọng nhất của tỉnh. Đây trực tiếp là lời khiêu chiến với Hoa Lâm cùng Tây Giang. Hiện nay giá trị sản lượng ngành công nghiệp thực phẩm của Tây Giang cùng Hoa Lâm cao hơn Thổ Thành không ít. Vậy mà Thổ Thành còn đặt mục tiêu như vậy. Không khí truy đuổi bắt đầu nóng lên khiến Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân không thể không luôn nhấn mạnh bắt đầu từ năm 2005, thị ủy, ủy ban Ninh Lăng khi đánh giá thì tăng trưởng GDP từ vị trí thứ nhất chuyển xuống thứ hai. Thu nhập của nông dân, dân cư thành thị, tăng thu tài chính là chỉ tiêu quan trọng nhất, sau đó mới là tăng trưởng GDP, tăng đầu tư tài sản cố định, thu hút đầu tư. Quyển 16, chương 11. Triệu Quốc Đống hy vọng tạo không khí cạnh tranh như vậy trong toàn thị xã. Nhưng không hy vọng không khí này sai lệch, không hy vọng cạnh tranh bằng bất cứ giá nào. Vì thế hắn đã nhiều lần nhấn mạnh phát triển kinh tế là thủ đoạn, mục đích cuối cùng chính là cải thiện dân sinh cùng đề cao trình độ cuộc sống của dân chúng. Phát triển kinh tế cũng chỉ là vì cải thiện cuộc sống dân sinh, làm cho dân chúng cảm nhận rõ sinh hoạt không ngừng thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ số hạnh phúc chính là công cụ tốt nhất đánh giá sự hài lòng của dân chúng. Mà chỉ số này về sau cũng là chỉ tiêu quan trọng đánh giá quận. Huyện. Xúc tiến không khí cạnh tranh lành mạnh thì cũng cần có chế độ thưởng phạt nghiêm minh mà không phải làm cho có. Người có năng lực lên, người kém xuống, làm cho các cán bộ lãnh đạo chỉ mong sống qua ngày không có chỗ ẩn thân. Mà việc điều chỉnh bộ máy hai huyện tào tập cùng thương hóa chính là thể hiện thị ủy năng lượng hạ quyết tâm thực hiện quy định này. Ngược lại chuyện ở Vân Lĩnh có lời đồn bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống rất khen ngợi tính tích cực trong công việc của huyện ủy, ủy ban Vân Lĩnh.
Điều này làm cho Vân Lĩnh có chút quỷ dị. Bí thư huyện ủy Lang Thế Quần cùng chủ tịch Trương Bồi Lễ giống như không bị chuyện kia ảnh hưởng, vẫn như cũ đẩy mạnh công tác, tham gia các hội nghị lớn, nhỏ. Đối với lãnh đạo chủ yếu của Vân Lĩnh thì Triệu Quốc Đống xác định theo nguyên tắc lấy công chuộc tội, nếu không được mới điều chỉnh. Vấn đề nhân sự luôn là vấn đề mẫn cảm nhất nhưng lại là điều không thể giữ bí mật nhất. Chẳng qua Trung Quốc có hai điều đặc sắc, một là lời đồn thường chính xác và sớm hơn ở ban tổ chức cán bộ, hai là không đến cuối cùng không ai dám xác định chắc chắn. Đầu tiên là chủ tịch Tào Tập điều lên ban tuyên giáo thị ủy làm phó trưởng ban kiêm chủ nhiệm văn phòng xây dựng tinh thần văn minh thị ủy. Cục trưởng cục chiêu thương thị xã, Thôi Tú Phu điều tới làm phó bí thư, quyền chủ tịch. Tin này làm cả thị xã năng lượng chấn động không nhỏ. Thôi Tú Phu là cán bộ từ ngoài đến nhưng cũng không phải là cán bộ từ tỉnh hoặc trung ương tới mà là cán bộ từ khu vực Duyên Hải chủ động xin thi và trúng cử. Vốn nhiều người cho rằng cuộc thi đó Triệu Quốc Đống chỉ làm để lấy danh mà thôi. Nhưng biểu hiện xuất sắc của Thôi Tú Phu đã dẹp tan các âm thanh kia, cũng làm cho mọi người thừa nhận năng lực trong công tác thu hút đầu tư của Thôi Tú Phu. Nhưng không ai ngờ Triệu Quốc Đống lại muốn để Thôi Tú Phu làm lãnh đạo chủ yếu một huyện. Một cục trưởng cùng một chủ tịch huyện là rất khác nhau. Thôi Tú Phu giỏi thu hút đầu tư không có nghĩa có thể làm chủ tịch huyện, đây là cái nhìn của rất nhiều người. Thôi Tú Phu làm tốt ở cục chiêu thương là do y có quan điểm, suy nghĩ và sự nhạy cảm nhờ việc từ khu vực Duyên Hải đi ra. Đương nhiên cũng là nhờ kinh nghiệm công tác và mối quan hệ rộng. Nhưng nếu làm chủ tịch Tào Tập nửa sống nửa chết thì cần nghị lực và sự kiên nhẫn, giỏi làm công tác quần chúng. Điều này hình như không phải sở trường của Thôi Tú Phu. Mọi người vốn nghĩ trong thời gian khá dài Thôi Tú Phu chỉ làm ở chức cục trưởng cục chiêu thương mà thôi, không ngờ mới chưa đầy 2 năm thị ủy lại điều Thôi Tú Phu tới làm quyền chủ tịch Tào Tập, sự quyết tâm này của thị ủy có thể nói là rất lớn. Ngay khi mọi người còn bàn tán về việc của Thôi Tú Phu, thị ủy đưa ra thông báo bổ nhiệm cục trưởng cục phát triển công ty vừa và nhỏ Chu Trọng làm phó bí thư, phó chủ tịch quận Đông Giang. Đây đúng là quả bom làm nổ bùng Ninh Lăng. Mặc dù trước đó đã có Thôi Tú Phu nhưng hai cán bộ từ khu vực Duyên Hải tới lại xuống quận, huyện trong cơn điều chỉnh này làm người ta không ngờ tới. Nhất là chức vụ của Chu Trọng càng làm người ta phải suy nghĩ. Hiện nay không có phó chủ tịch nào kiêm phó bí thư đảng ủy. Nhưng Chu Trọng đột nhiên lầm phó bí thư kiêm phó chủ tịch Đông Giang thì không cần nói cũng biết sẽ thay Hoắc Vân Đạt lên làm chủ tịch quận. Hoắc Vân Đạt như mặt trời giữa trưa sẽ đi đâu? Là bí thư huyện ủy Thương Hóa, Vân Lĩnh. Đây là câu hỏi của đa số cán bộ. Mấy người có tin tức nhanh nhạy trên thị xã thì đồn ra nói Ninh Lăng và thị xã Hồng Sơn, Điền Nam sẽ tiến hành trao đổi một cán bộ cấp chính huyện, Hoắc Vân Đạt có thể đạt được chỉ tiêu này nhưng lời đồn này thường bị người ta vứt đi ngay. Với xu thế hiện nay của Hoắc Vân Đạt thì làm bí thư huyện ủy Tào Tập, Vân Lĩnh, Thương Hóa cũng không làm ai ngạc nhiên. Y mặc dù mới làm chủ tịch Đông Giang trong thời gian ngắn nhưng biến hóa nghiêng trời lệch đất của Đông Giang làm đa số mọi người khâm phục. Y tới Vân Lĩnh, Thương Hóa còn tốt hơn nhiều so với việc đến Hồng Sơn xa xôi. Hơn nữa bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống lại rất coi trọng Hoắc Vân Đạt. Hoắc Vân Đạt đến huyện nào đó làm bí thư huyện ủy 3-4 năm thì không chừng sẽ lên làm phó thị trưởng, thậm chí là vào thường vụ thị ủy. Mà tới Hồng Sơn có tiền đồ gì chứ? Trao đổi rèn luyện một năm, sau đó về sẽ làm gì? Trong một năm anh về cùng lắm chỉ có thể làm bí thư huyện ủy, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp cho anh lên làm phó thị trưởng sao? Chậm một năm đối với một lãnh đạo đang là điểm sáng chính là mất đi một năm tạo thành tích. Nhất là hiện nay các quận, huyện Ninh Lăng đều cố gắng phát triển thì càng là phí phạm. Triệu Quốc Đống nếu thật sự tín nhiệm Hoắc Vân Đạt thì sao có thể để Hoắc Vân Đạt tới Hồng Sơn? Tôi đúng là không hiểu bí thư Triệu nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ bí thư Triệu thật sự muốn anh tới Hồng Sơn? Giản Hồng nhíu mày nói. Bí thư Triệu không biết kinh tế Đông Giang chúng ta đang trong giai đoạn rất quan trọng để phát triển sao? Năng lực của Chu Trọng tuy tốt nhưng y nếu thay công tác của anh thì có thể đảm nhiệm hay không còn không nói, chủ yếu y phải thích ứng cương vị của anh, muốn làm được như anh thì cần bao thời gian. Đối với sự phát triển của Đông Giang chúng ta mà nói bây giờ mỗi ngày đều rất quan trọng. Hoắc Vân Đạt cũng có chút hoang mang, lúc trước có tin đồn Chu Trọng sẽ tới Đông Giang nhận chức, y còn không quá tin. Chu Trọng đã là cán bộ cấp cục trưởng, xuống Đông Giang làm thì chính là làm bí thư. Nhưng Giản Hồng mới tới. Cũng không có âm thanh gì là sẽ đi, như vậy chỉ còn lại chức chủ tịch. Nhưng mình đến Đông Giang cũng chưa lâu, vậy nếu điều chỉnh mình thì mình sẽ đi đâu? Hoắc Vân Đạt mơ hồ biết Thiết Minh cùng Cao Xuyên có thể đều bị điều chỉnh, ngược lại Lang Thế Quần còn muốn tiếp tục đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Vân Lĩnh.
mình tới làm bí thư huyện ủy Tào Tập hoặc là Thương Hóa mặc dù không phải không thể nhưng y không nỡ rời Đông Giang. Công việc ở Đông Giang do y từng bước tạo ra, cũng có tình cảm. Bây giờ Đông Giang đang phát triển nhanh như vậy, ai nỡ rời đi chứ? Bí thư Hồng, tôi cũng không muốn đi nhưng hiện giờ ý của thị ủy còn chưa rõ. Bí thư Triệu hôm đó gọi tôi đến văn phòng nói chuyện nhưng chưa nói được mấy câu đã bị trưởng ban Hàn gọi lên tỉnh nên không kịp nói rõ. Tôi hỏi bí thư Lam cùng trưởng ban Tiêu, bí thư Lam cùng trưởng ban Tiêu đều nói phải do bí thư Triệu tự mình nói chuyện với tôi. Kết quả chị cũng thấy đó, Chu Trọng đã được bổ nhiệm. Hoắc Vân Đạt có chút buồn bực nói. Hôm trước tôi gọi cho bí thư Triệu nhưng Vân Duệ nghe máy, nói bí thư Triệu vẫn họp trên tỉnh chưa về. Hôm qua tôi lại gọi, bí thư Triệu nói sau khi về rồi nói. Nếu như anh tới Tào Tập hoặc là Thương Hóa làm bí thư, đó là tiến bộ, tôi không ngăn cản. Nhưng nếu anh thật sự sẽ tới Hồng Sơn thì theo tôi anh phải hỏi rõ bí thư Triệu là ý của bí thư Triệu hay ý của người khác. Bí thư Triệu rốt cuộc nghĩ như thế nào? Giản Hồng trầm giọng nói. Dù sao tôi không coi trọng việc trao đổi trong thời gian ngắn như vậy. Anh tới Hồng Sơn làm có một năm thì có thể tạo được bao thành tích chứ? Chỉ sợ anh còn chưa quen thuộc tình hình đã phải về nhà. Quyển 16, chương 12. Hoắc Vân Đạt im lặng không nói. Thị ủy nếu thật sự muốn mình tới Hồng Sơn thì nhất định là ý của bí thư Triệu, hơn nữa y có cảm giác là Triệu Quốc Đống có ý này. Từ thái độ của Lam Quang và Tiêu Phượng Minh là có thể thấy hai người cũng bất ngờ vì việc này. Nhất là Tiêu Phượng Minh có quan hệ khá tốt với Hoắc Vân Đạt, hai người mặc dù chưa đến mức không gì giấu nhau nhưng thật sự có chuyện gì thì Tiêu Phượng Minh nhất định nói cho mình. Nhưng Tiêu Phượng Minh nói phải chờ bí thư Triệu tự nói chuyện với mình. Điều này có nghĩa mình không phải tới Tào Tập hoặc là Thương Hóa mà rất có thể sang Hồng Sơn. Bí thư Triệu tại sao không chọn người khác mà chọn mình? Là bởi vì lúc đoàn đại biểu Hồng Sơn sang Ninh Lăng, Đông Giang đã tiếp đón nhiệt tình sao? Việc này hơi buồn cười. Hay là bí thư thị ủy Hồng Sơn có ấn tượng tốt đối với mình, nó cũng hoang đường. Việc này phải do thị ủy Ninh Lăng quyết định chứ không phải do đối phương chỉ trỏ. Dù như thế nào thì Hoắc Vân Đạt cũng không rõ. Tất cả chỉ có thể chờ Triệu Quốc Đống về mới biết. Thôi, bí thư Hồng, tôi nghĩ bí thư Triệu cũng sẽ trưng cầu ý kiến của tôi mà. Nếu có trao đổi thì chẳng lẽ bí thư Triệu không nói gì đã đá tôi đi sao? Hoắc Vân Đạt cười cười tự giễu. Dù sao chúng ta trong mắt người ngoài cũng là nhân viên Triệu hệ mà. Giản Hồng trừng mắt nhìn Hoắc Vân Đạt. Anh bây giờ còn có tâm trạng mà nói đùa sao? Tôi suy nghĩ mãi và thấy khả năng anh tới Tào Tập hoặc là Thương Hóa là không lớn. Nếu thật sự anh tới Tào Tập cùng Thương Hóa, bí thư Triệu không cần thiết phải nói chuyện với anh mà để bí thư Lam hoặc là trưởng ban Tiêu trực tiếp nói chuyện với anh là được. Hoắc Vân Đạt không nghĩ Giản Hồng cũng nhìn ra được điểm này nên gật đầu nói. Tôi cũng thế, suy nghĩ mãi tôi cảm thấy trong giọng trưởng ban Tiêu có vấn đề. Có lẽ y và bí thư Triệu có ý kiến khác nhau. Xem ra bí thư Triệu thật sự muốn tôi tới Hồng Sơn cảm nhận phong cảnh nhiệt đới. Nếu tôi thật sự phải sang bí thư Hồng thì chị cũng nên thường xuyên tới thăm tôi sẽ làm trọn tình địa chủ. Nghe nói Hồng Sơn có rừng nguyên thủy nhiệt đới rất đẹp. Nghe Hoắc Vân Đạt nói như vậy, Giản Hồng không khỏi thở dài một tiếng. Hai người cùng cộng tác không lâu nhưng rất ăn ý. Nhưng chuyện này lại do bí thư Triệu quyết định, hai người muốn oán giận cũng không thể. Được rồi, sau khi bí thư Triệu về tôi sẽ mặt dày đến hỏi xem bí thư Triệu nghĩ như thế nào. Không thể vì trao đổi mà khiến cho Đông Giang chậm phát triển đi mà. Giản Hồng trừng mắt nói. Triệu Quốc Đống hai hôm nay đúng là khá bận, chủ yếu là chuyện trao đổi cán bộ với Hồng Sơn. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng rất chú trọng việc này. Sau khi bên Điền Nam sang đây, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng lập đoàn khảo sát do Vi Sùng Thái dẫn đầu đến Hồng Sơn. Sau khi về, Hàn Độ và Vi Sùng Thái đã báo cáo với Miêu Trấn Trung và Ứng Đông Lưu. Giới thiệu tình hình bên Hồng Sơn và suy nghĩ của bọn họ, hai bên coi như xác định việc trao đổi cán bộ. Hàn Độ lúc này mới gọi Triệu Quốc Đống lên ban. Ba người vừa trao đổi qua việc cán bộ Ninh Lăng sang Hồng Sơn như thế nào, cán bộ Hồng Sơn sang Ninh Lăng kiêm chức ra sao. Triệu Quốc Đống giới thiệu việc thị ủy Ninh Lăng đã xác định cán bộ cấp chính huyện là Hoắc Vân Đạt. Hàn Độ và Vi Sùng Thái có chút ấn tượng đối với Hoắc Vân Đạt. Hạng mục sân bay Đông Trại nằm trong địa phận Đông Giang. Thêm cả trung tâm vật tư khiến danh tiếng của Đông Giang tăng lên. Cán bộ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không xa lạ về Đông Giang vì vậy về nguyên tắc đồng ý để Hoắc Vân Đạt sang bên Hồng Sơn, cũng yêu cầu thị ủy Ninh Lăng nhanh chóng xác định hai cán bộ cấp phó huyện hai cán bộ cấp trưởng phòng.
Sau khi Vi Sùng Thái rời đi, Triệu Quốc Đống cũng báo cáo qua việc Ninh Lăng sẽ tiến hành điều chỉnh vài bí thư huyện ủy và chủ tịch quận, huyện với Hàn Độ. Theo yêu cầu thì việc điều chỉnh cán bộ cấp huyện là quyền lực của thị ủy nhưng vẫn cần báo cáo với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Ở vấn đề bổ nhiệm Thôi Tú Phu cùng Chu Trọng, Triệu Quốc Đống đã sớm báo cáo với Hàn Độ, cũng dựa theo trình tự để ban tổ chức cán bộ thị ủy báo cáo lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nói như vậy bí thư huyện ủy Tào Tập thì Ninh Lăng cũng sẽ điều chỉnh. Lãnh đạo chủ yếu của cả đảng, chính quyền Tào Tập điều chỉnh trong thời gian ngắn như vậy có ảnh hưởng đến công việc của Tào Tập không? Hàn Độ hỏi. Vấn đề này thị ủy chúng tôi đã nghiên cứu qua nhưng bộ máy Tào Tập đúng là phải điều chỉnh mạnh mới được. Lãnh đạo chủ yếu đảng ủy, chính quyền không phải do không đoàn kết mà khiến kinh tế chậm phát triển mà do tư tưởng, quan niệm lạc hậu. Lúc trước khi Sử Chí Hòa rời đi là cơ hội tốt nhưng lúc ấy thị ủy không nắm bắt được. Chuyện này có trách nhiệm của tôi mới khiến Tào Tập chậm phát triển như vậy. Vì thế lần này thị ủy quyết tâm dù cho đau trong thời gian tới thì chúng tôi cũng phải điều chỉnh, tạo trụ cột cho công việc sau này. Triệu Quốc Đống gật đầu. Hắn có thể hiểu lo lắng của Hàn Độ. Điều chỉnh cả bí thư, chủ tịch chưa phải chưa có nhưng hơn phân nửa là do cả hai người này đều có vấn đề, nếu không sẽ lục tục điều chỉnh. Ừ, thị ủy Ninh Lăng nghĩ được như vậy là tốt rồi. Bí thư, chủ tịch một huyện có tác dụng rất quan trọng đến sự phát triển của huyện đó, nó liên quan đến sự phát triển trong năm, thậm chí 10 năm của huyện đó. Quốc Đống, cậu ở điểm này chắc hiểu rất rõ. Vì thế tôi hy vọng thị ủy Ninh Lăng có thể lựa chọn chính xác. Hàn Độ đổi sang chuyện khác. Vậy thị ủy Ninh Lăng đã có quyết định trong việc xử lý cán bộ lãnh đạo Vân Lĩnh chưa? Triệu Quốc Đống biết vấn đề này không thể tránh. Trên thực tế Liêu Vĩnh Đào đã gọi điện cho hắn hỏi về kết quả xử lý người chịu trách nhiệm chính trong sự kiện Hâm Đạt. Triệu Quốc Đống lấy lý do thị ủy đang nghiên cứu mà kéo dài. Bây giờ Hàn Độ hỏi thì hắn chỉ có thể nói thật. Trưởng ban, đối với việc này thị ủy Ninh Lăng dự định như sau. Nghe Triệu Quốc Đống nói mà Hàn Độ không khỏi nhíu mày. Xem ra Triệu Quốc Đống muốn bảo vệ bí thư, chủ tịch Vân Lĩnh. Điều này cũng có thể hiểu, vì phát triển kinh tế, bản thân không có sai lầm cá nhân, hơn nữa cũng lục tục có biện pháp giải quyết, không tạo thành hậu quả mấy. Thị ủy Ninh Lăng cũng đã kiểm điểm với tỉnh ủy, ở vấn đề này Ninh Lăng có được quyền chủ động giải quyết. Quốc Đống, xử lý như thế nào là chuyện của thị ủy Ninh Lăng, tôi tin cậu biết chừng mực. Chẳng qua cậu tốt nhất trao đổi với chủ nhiệm Liêu một chút, như vậy sẽ tốt hơn. Hàn Độ suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ Triệu Quốc Đống đã là thường vụ tỉnh ủy, tin rằng Triệu Quốc Đống chỉ cần tỏ thái độ đúng mực thì Liêu Vĩnh Đào sẽ không làm khó dễ. Ừ, điểm này tôi sẽ sớm trao đổi với chủ nhiệm Liêu. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Lần này Ninh Lăng thay đổi nhân sự khá lớn, thị ủy cần phải làm tốt công tác chuẩn bị. Ví dụ như Chu Trọng đến Đông Giang làm phó bí thư, phó chủ tịch quận là khá tốt, như vậy sẽ có thời gian làm quen, bàn giao công việc, không bị việc điều chỉnh nhân sự ảnh hưởng. Tôi hy vọng các hạng công việc trong năm nay của Ninh Lăng luôn đi đầu cả tỉnh, thậm chí cả nước. Xin trưởng ban yên tâm, Ninh Lăng chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ rồi mới thực hiện. Triệu Quốc Đống như đột nhiên nhớ ra gì đó nên nói. Trưởng ban, nghe nói chủ nhiệm Trương, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh sắp nghỉ hưu. Hàn Độ nhìn Triệu Quốc Đống rồi cười nói. Có chuyện này, sao, lỗ tai cậu dài nhanh như vậy à, chuyện gì cũng nghe được. Hắc hắc, chủ nhiệm Trương rất quan tâm công tác phụ nữ Ninh Lăng chúng tôi, năm ngoái còn tới Ninh Lăng thị sát công việc, đây là lãnh đạo rất thật. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Được rồi, tôi biết cậu nghĩ gì, có phải muốn đề cử cán bộ ưu tú của Ninh Lăng không? Hàn Độ trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Đừng để người khác tưởng Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng nhanh thì sẽ là nơi ra cán bộ. Phát triển kinh tế cũng không đại biểu tất cả. Trưởng ban Hàn, tôi không dám nói gì mà. Triệu Quốc Đống vội vàng ngậm miệng. Quốc Đống, có một số việc trên tỉnh cậu cũng cần suy xét chứ đừng để ý mãi chuyện ở Ninh Lăng. Cậu bây giờ đã là thường vụ tỉnh ủy nên phải suy nghĩ ở góc độ khác. Hàn Độ nhắc nhở. Đừng làm bí thư Đông Lưu cùng bí thư Miêu thấy tôi và cậu ôm lại thành đoàn, như vậy không tốt. Tôi đề cử một chút có được không vậy? Triệu Quốc Đống đảo mắt nói. Đương nhiên có thể nhưng tôi sẽ phản đối. Cảm ơn trưởng ban, tôi hiểu. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Quyển 16, chương 13. Ra khỏi chỗ Hàn Độ, Triệu Quốc Đống biết mình có chút sơ sót. Tin kia là do Chu Ích Minh nói cho Triệu Quốc Đống biết. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ tranh thủ vì phó chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh cho Giản Hồng hoặc Ngụy Hiểu Lam, nhất là Giản Hồng.
Triệu Quốc Đống cho rằng Giản Hồng thích hợp với vị trí này hơn, nhất là lực tương tác của Giản Hồng là khá tốt. Mà Ngụy Hiểu Lam sau mấy năm công tác ở Thương Hóa, bây giờ lại làm bí thư huyện ủy Thổ Thành, sự sắc bén đã được rèn luyện ra. Triệu Quốc Đống cảm thấy nếu bồi dưỡng tốt thì Ngụy Hiểu Lam có thể thành nữ trung hào kiệt. Giản Hồng nếu như có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước thành cấp phó giám đốc sở, hơn nữa mượn hội liên hiệp phụ nữ mà phát triển một chút thì tương lai sẽ rộng mở. Nhưng năm trước Lục Kiếm Dân, Vưu Liên Hương cùng từ Ninh Lăng ra và lên cấp làm giám đốc sở đã khiến không ít chê trách. Năm ngoái còn miễn cưỡng dùng thành tích huy hoàng của Ninh Lăng giải thích, năm nay nếu lại thường xuyên đề bạt cán bộ của Ninh Lăng thì khó tránh khỏi bị người lên án. Biết dừng đúng lúc, Triệu Quốc Đống nhắc mình như vậy. Mỗi người đều cảm thấy người của mình có thể đảm nhiệm vị trí cao hơn nhưng không phải ai cũng gặp cơ hội như vậy. Chẳng qua nếu anh không tranh thủ thì một chút cơ hội cũng không có. Vì thế Triệu Quốc Đống mới tỏ vẻ hắn sẽ đề nghị. Mà đề nghị này chỉ có thể nói với Miêu Trấn Trung và Hàn Độ. Đương nhiên kết quả nhất định là bị bác bỏ, chẳng qua đây cũng là tỏ thái độ, ít nhất làm hai người kia suy nghĩ một chút, lần sau có thể không được nhưng lần thứ ba không chừng có thể cân nhắc một chút. Triệu Quốc Đống biết Hàn Độ đây là vì tốt cho hắn. Hắn vừa vào thường vụ, có một số người nhìn chằm chằm hắn, làm quá mức sẽ mang tới câu hỏi. Có lẽ bí thư Ứng cũng không muốn bị người lên án vì thế Hàn Độ mới nhắc hắn. Ở vấn đề nhân sự thì dù là ai cũng không thể duy trì bình tĩnh, giống như lúc hắn tranh chức thường vụ tỉnh ủy vậy. Vì vị trí này mà mọi chiêu số đều dùng tới đến khi có quyết định cuối cùng. Hai hôm trước Đinh Sâm gọi cho mình và nói tránh văn phòng tòa án Ninh Lăng muốn được điều chỉnh, hy vọng mình suy nghĩ một chút. Đây là việc nhỏ, có thể làm tránh văn phòng tòa án thì đương nhiên tài ăn nói, viết lách là có. Nghe giọng Đinh Sâm thì tên kia muốn xuống quận, huyện, không biết người này tạo quan hệ với Đinh Sâm bằng cách nào. Chẳng qua hắn nghĩ lại thấy bình thường, Đinh Sâm làm bí thư đảng ủy chính pháp nhiều năm nếu không có vài người bạn mới là không bình thường. Bây giờ có người nhờ thì anh cũng không mặt mũi nào không giúp. Khang Nhân Lương cũng gọi cho hắn, bảo hắn đi ngồi một chút, coi như tỏ vẻ chúc mừng hắn vào thường vụ. Triệu Quốc Đống cũng tỏ vẻ cảm ơn và đồng ý. Nhưng Triệu Quốc Đống đoán Khang Nhân Lương tìm tới mình là có chuyện, không hoàn toàn là chuyện của Khang Chí Khuê. Nếu là chuyện của Khang Chí Khuê thì Khang Nhân Lương đã không cần che lấp như vậy. Công ty của Khang Chí Khuê đã nhận được một hai hợp đồng ở Ninh Lăng, danh tiếng cũng tốt. Có lẽ Khang Nhân Lương muốn tìm mình là có liên quan đợt điều chỉnh nhân sự lần này. Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt đối với Khang Nhân Lương. Từ biểu hiện của Khang Chí Khuê thì cũng có thể đại khái hiểu được về Khang Nhân Lương. Khang Chí Khuê có thể tự mình tạo dựng thiên hạ mặc dù cũng nhờ ông bố nhưng chủ yếu cũng là do y từng chút một tích tụ quan hệ, nếu là một lãnh đạo khác sẽ không làm được. Vì thế Triệu Quốc Đống cảm thấy Khang Nhân Lương dạy con khá tốt. Cơn sóng điều chỉnh nhân sự của Ninh Lăng đã khiến nhiều người động tâm. Ngoài Đinh Sâm cùng Khang Nhân Lương ra thì Tương Uẩn Hoa cũng gọi tới nói giúp tránh văn phòng ủy ban huyện Khuê Dương, Triệu Gia Khôn. Triệu Quốc Đống đương nhiên là nể mặt Tương Uẩn Hoa, đây là lão lãnh đạo của hắn. Hơn nữa Tương Uẩn Hoa cũng nói bảo Triệu Quốc Đống căn cứ tình hình mà xác định, nếu khó thì thôi. Triệu Quốc Đống cũng thông qua Tiêu Phượng Minh mà hiểu qua về Triệu Gia Khôn, cũng may y cũng là cán bộ được huyện Khuê Dương xác định bồi dưỡng, nếu tiếp tục như vậy thì có lẽ chỉ có thể bị các cán bộ sau này vượt mặt. Nếu do Triệu Quốc Đống tự mình hỏi một người, Tiêu Phượng Minh đương nhiên biết là tại sao. Tất nhiên là Triệu Gia Khôn này có người nói giúp, mà Triệu Quốc Đống đã mở miệng thì Triệu Gia Khôn nhất định sẽ được vào danh sách đề bạt. Bây giờ chỉ là xem đến đâu mà thôi. Khi điện thoại di động trên giường vang lên, Triệu Quốc Đống vẫn cơn mơ màng ngủ. Cả phòng chỉ có ánh đèn điện thoại lóe lên. Hắn không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống đất. Pin tuột ra, hắn không kịp xem ai gọi tới. Triệu Quốc Đống vuốt vuốt mắt bật máy lại. Lúc này Từ Thu Nhạn ở bên cũng đã dậy bật đèn bàn lên. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã là hơn 11 giờ đêm, muộn như vậy còn ai gọi nhỉ? Hắn chưa kịp xem vừa nãy ai gọi, điện thoại lại vang lên. Là Khâu Nguyên Phong gọi, muộn như vậy Khâu Nguyên Phong gọi tới làm gì? Khâu ca, muộn như thế này có chuyện gì vậy? Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua Từ Thu Nhạn rót chén nước nóng cho mình, chiếc váy ngủ màu đen tơ tằm khá ngắn, hai cặp mông căng tròn lộ ra một nửa, điểm đỏ hồng bên trên bị che một nửa càng làm cô thêm quyến rũ. Mấy năm qua nữ ột ngày luôn tập luyện khiến dáng người của cô rất đẹp. Muộn rồi. Tôi định không gọi cho cậu, chẳng qua tôi cảm thấy nên nói với cậu thì tốt hơn nếu không sau này cậu sẽ mắng tôi. Lão Liêu, Liêu Sương Thịnh vừa mới mất, tôi cũng vừa nhận được điện của con trai anh ấy gọi.
Chỉ đạo Lưu. Triệu Quốc Đống giật mình ngồi bật dậy, thiếu chút nữa làm rơi chén nước trong tay. Sao lại như vậy? Năm ngoái tôi về Giang Miếu còn gặp chỉ đạo Lưu ở đồn công an. Chỉ đạo Lưu vẫn rất vui vẻ nói chuẩn bị về hưu sẽ câu cá, nghỉ ngơi. Ai nói không phải chứ? Năm nay tôi cũng về Giang Miếu và vào đồn công an, lão Lưu nghe tôi tới còn kéo tôi đi ngồi khá lâu. Khâu Nguyên Phong thở dài nói. Nghe nói năm nay sức khỏe của y vẫn tốt nhưng do lo cho chuyện con gái mới ly hôn. Con rể y bây giờ làm chánh văn phòng ủy ban huyện Giang Khẩu, nghe nói có quan hệ bên ngoài nên ruồng bỏ con gái lão Lưu. Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Lão Lưu về hưu cũng không được yên tĩnh, có lẽ con gái ly hôn nên y mới phải suy nghĩ nhiều và bị xuất huyết não. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không khỏi cảm thấy đau buồn. Có lẽ một giây trước anh vẫn nổi tiếng, chói mắt không chừng một giây sau anh đã về với đất. Khâu ca, chỉ đạo Lưu mất lúc nào vậy? Có lẽ là 9 giờ tối. Con của y nhận được tin tới bệnh viện đã là 9 giờ 30 tối rồi chắc vội vàng gọi cho người thân bạn bè, tôi nhận được điện đã gần 11 giờ. Tôi bây giờ đang định đến xem một chút. Khâu Nguyên Phong thở dài nói. Ừ, tôi cũng sẽ tới đó. Chỉ đạo Lưu coi như là sư phụ đầu tiên sau khi tôi tới Giang Miếu. Lúc tôi làm trưởng đồn ở Giang Miếu thì đều là nhờ chỉ đạo Lưu đứng sau dàn xếp. Mai tôi còn có việc phải về Ninh Lăng, chỉ có đêm nay là còn có chút thời gian. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy di thể của chỉ đạo Lưu để ở đâu? Ở trong nhà tang lễ Giang Khẩu, địa chỉ không đổi, cậu cũng biết đó. Tôi đi trước sáng đó chờ cậu. Được, nửa tiếng nữa tôi tới. Triệu Quốc Đống đứng lên nhìn đồng hồ. Cửa phòng ngủ mở ra, Từ Xuân Nhạn có lẽ nghe thấy Triệu Quốc Đống gọi điện nên đi sang hỏi. Xuân Nhạn, chị còn nhớ chỉ đạo Lưu, Lưu Sương Thịnh ở đồn công an Giang Miếu không? Y vừa mất, mới tròn 60 chứ. Triệu Quốc Đống cầm lấy quần áo mặc rồi nói. Quyển 16, chương 14. Xe Touareg qua cầu Yển Lập là đến cầu vượt Phượng Hoàng Lĩnh, đây là công trình kiến trúc tiêu biểu của Thành Nam, cây cầu vượt dài 2,2 km bắc qua ga xe lửa. Đứng từ trên cầu quan sát có thể thấy một loạt các con tàu không phân biệt ngày đêm đang bốc xếp hàng hóa, từng nhóm thợ đi trên đường Ria. Do đến chỗ Từ Xuân Nhạn nên Triệu Quốc Đống không đi xe, vì thế hắn lấy xe Touareg 4.2 của Từ Thu Nhạn để đi. Từ Xuân Nhạn vẫn đi xe cũ, chỉ có Từ Thu Nhạn thích vận động nên chọn mua xe Việt dã, vì thế chọn một chiếc Touareg. Điều hòa tự động làm nhiệt độ trong xe giữ ở mức 25 độ, trong không khí có một mùi thơm ngát, nước hoa Dior. Đây là loại nước hoa mà chị em Từ Xuân Nhạn thích nhất. Hai cô đều trung thành với các sản phẩm của Dior. Tiếng ồn rất nhỏ. Mặc dù lúc lên cầu xe chạy với tốc độ 140 km/h nhưng vẫn không có âm thanh tạp nham. Ando chỉ có sau 11 giờ thì anh mới chạy xe được nhanh như vậy, mà nó cũng là phải ở đường ngoại ô. Đến điểm cao nhất cầu vượt, Triệu Quốc Đống giảm ga cho xe chạy chậm lại. Hắn không thích đi nhanh, mà chị em Từ Xuân Nhạn cũng lo hắn nửa đê lái xe không ai toàn, nếu không phải lo bây giờ đi cùng không tiện thì Từ Thu Nhạn sẽ thiếu chút nữa làm lái xe cho Triệu Quốc Đống. Xuống cầu là đến quốc lộ cấp 1 An Nam, quốc lộ cấp 1 An Nam trước vốn là quốc lộ cấp hại, sau khi cải thiện khiến mặt đường khá tốt. Qua cầu vượt còn 40 km là đến Giang Khẩu. Triệu Quốc Đống chỉ mất 20 phút là tới. Ở thị trấn Giang Khẩu, Triệu Quốc Đống đi vòng một vòng hỏi đường thì mới tìm được đường đến nhà tang lễ. Triệu Quốc Đống vừa tới Giang Khẩu liền gọi cho Khâu Nguyên Phong. Khâu Nguyên Phong đến sớm hơn Triệu Quốc Đống 10 p. Nghe Triệu Quốc Đống đã đến ửa liền gọi thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy chính Pháp Lục Diệu cùng phó chủ tịch kiêm trưởng phòng công an, Long Chính Vũ ra ngoài đón. Cục trưởng Khâu, anh nói còn muốn đón ai vậy? Lục Diệu che tay ngáp vì cơn buồn ngủ kéo tới. Y vốn đã ngủ, một chiến sĩ công an về hưu mà thôi, có gì chứ? Chỉ cần lãnh đạo ban chính trị của công an huyện đến viếng là đủ rồi, trong lễ truy điệu ngày mai do Long Chính Vũ chủ trì là được, không cần y phải tham gia. Chẳng qua Khâu Nguyên Phong nửa đêm chạy tới, Long Chính Vũ gọi cho y làm y không tiện không tới. Khâu Nguyên Phong là phó cục trưởng cục công an thành phố, có quan hệ tốt với bí thư đảng ủy chính Pháp thị ủy, Lưu Triệu Quốc. Khâu Nguyên Phong tới thì Lục Diệu chỉ có thể đến tiếp. Long Chính Vũ cũng có chút tò mò, y mới từ bên Trường Tân sang Giang Khẩu được chưa đầy năm, lúc trước đã yêu cầu bên ban chính trị của phòng lo việc này. Bây giờ Khâu Nguyên Phong tới, y đương nhiên phải đến tiếp đón. Sau đó gọi cho Lục Diệu chỉ là thông báo vậy mà Lục Diệu lại tới. Bây giờ thấy Khâu Nguyên Phong còn muốn ra đón người, y có chút tò mò, chẳng lẽ là bí thư Lưu?
Không thể, nếu bí thư Lưu tới thì bí thư Phùng và chủ tịch Thẩm của huyện cũng phải tới mà. Cục trưởng, không phải là bí thư Lưu sẽ đến chứ? Long Chính Vũ thử hỏi. Long Chính Vũ hỏi vậy làm Lục Diệu có chút khẩn trương. Không phải chứ cục trưởng Khâu, bí thư Lưu mà tới mà anh không nói một tiếng để tôi báo cáo với bí thư Phùng và chủ tịch Thẩm một tiếng. Khâu Nguyên Phong lắc đầu nói. Cục trưởng Lưu dẫn đội sang Chiết Giang khảo sát tình hình an ninh trật tự chưa về. Lục Diệu thở dài nói. Vậy cục trưởng còn định đón ai thế? Lát nữa không phải sẽ biết sao? Triệu Quốc Đống đang nói thì một xe Touareg màu đen tiến vào trong sân. Khâu Nguyên Phong chưa thấy Triệu Quốc Đống chạy xe này bao giờ nhưng đêm hôm như thế này đột nhiên có xe tới nhà tang lễ thì ngoài Triệu Quốc Đống còn có thể là ai được nữa. Quả nhiên xe đỗ hẳn, Triệu Quốc Đống xuống xe. Khâu Nguyên Phong vội vàng đi lên. Quốc Đống. Xếp Khâu. Thấy bên ngoài có người, Triệu Quốc Đống cũng đổi cách xưng hô. Lục Diệu và Long Chính Vũ có chút tò mò nhìn người trẻ tuổi này. Xe là xe tốt, Touareg 4, hai được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, giá rất đắt. Chính quyền bình thường không mua xe này. Quốc Đống, đây là bí thư đảng ủy chính Pháp Giang Khẩu, bí thư Lục Diệu, y vốn làm ở văn phòng ủy ban huyện, là người quen cũ. Vị này là phó chủ tịch kiêm trưởng phòng công an huyện, Long Chính Vũ, cậu chắc không biết vị y mới từ Trường Tân sang Giang Khẩu chúng ta chưa đầy năm. Khâu Nguyên Phong cười nói. Hai vị, đây là tân thường vụ tỉnh ủy của tỉnh ta. Bí thư thị ủy Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống, cũng từ hệ thống công an chúng ta đi ra. Lão Lưu trước đây từng là lãnh đạo của Quốc Đống. Lục Diệu và Long Chính Vũ đều khiếp sợ, rung động. Người trẻ tuổi này là bí thư thị ủy Ninh Lăng, thường vụ tỉnh ủy trong truyền thuyết đó sao? Y còn từng làm cảnh sát ở đồn công an Giang Miếu. Triệu Quốc Đống ở Giang Khẩu không lâu, tổng cộng mới tầm 3 tiếng, lại là chuyện hơn 10 năm trước. Mấy người có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống như Khâu Nguyên Phong. Chu Tinh Văn đã rời khỏi Giang Khẩu, rất nhiều người thật ra không biết Triệu Quốc Đống từ Giang Khẩu đi ra. Mà sau đó Triệu Quốc Đống khi đi làm phó thị trưởng thường trực, thị trưởng, bí thư ở Hoài Khánh, Ninh Lăng cũng không làm người ta quá chú ý vì nó xa xôi. Hơn nữa cái tên Triệu Quốc Đống rất đại chúng, có nhiều người trùng tên họ. Ngay cả hầu hết bạn học cấp 3 và trường cảnh sát của Triệu Quốc Đống cũng không biết tân thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị ủy Ninh Lăng lại là bạn học trước đây của mình. Có lẽ vài người biết nhưng cũng ít nhắc tới người khác. Nhưng khi tên Triệu Quốc Đống xuất hiện trong danh sách thường vụ tỉnh ủy thì mới khiến người ngoài Ninh Lăng chú ý. Dù sao thường vụ tỉnh ủy cũng có nghĩa anh tiến vào bộ máy đưa ra chính sách của tỉnh, sức ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở Ninh Lăng nữa. Dù là trên tỉnh y cũng có quyền lên tiếng. Bí thư Triệu, Lục Diệu và Long Chính Vũ đều không biết nói gì nhưng sau đó vội vàng có phản ứng đi lên bắt tay, chào hỏi. Nhìn Khâu Nguyên Phong rất thân quen với Triệu Quốc Đống, hai người không khỏi đánh giá Khâu Nguyên Phong cao hơn. Khâu Nguyên Phong không chỉ có quan hệ mật thiết với Lưu Triệu Quốc, còn có quan hệ không bình thường với vị thường vụ tỉnh ủy mới nổi lên này. Tuy nói Triệu Quốc Đống chỉ kiêm chức bí thư thị ủy Ninh Lăng nhưng nhìn tuổi là biết tương lai. Tên Triệu Quốc Đống này mới hơn 30 đã thành thường vụ tỉnh ủy, sau này sẽ phát triển đến như thế nào? Nói chuyện vài câu. Lục Diệu chạy sang bên gọi báo cáo việc này với bí thư, chủ tịch huyện. Vưu Huệ Hương nhận được điện của bí thư huyện ủy Phùng Đông Hoa thì rất kinh ngạc. Muộn như thế này, chẳng lẽ có chuyện lớn sao? Trong thời gian qua Vưu Huệ Hương ngủ vốn không quá ngon. Làm phó bí thư phụ trách nhiều công việc, áp lực lớn nên nghỉ ngơi không tốt. Vì thế vừa thấy bí thư gọi tới là cô biết cả đêm nay đừng mong có giấc ngủ ngon. Bí thư Vưu, xin lỗi muộn thế này còn làm phiền chị. Một cảnh sát về hưu của công an huyện mới qua đời. Đáng lẽ công an huyện tự lo nhưng tối nay lại có. Đầu bên kia tín hiệu không quá tốt, lời không quá rõ. Vưu Huệ Hương mới nghe đến đoạn kia đã rất lo lắng. Một cảnh sát về hưu bị bệnh qua đời chẳng lẽ có vấn đề gì ẩn tình sao mà cần bí thư huyện ủy gọi cho mình. Quyển 16, chương 39. Triệu Quốc Đống đấm mạnh vào mặt nước, bọt nước bay tung tóe khắp nơi nhưng hắn vẫn đấm liên tục. Sau đó Triệu Quốc Đống bỏ tay vào trong nước khuấy loạn lên. Nhân viên phục vụ đứng xa xa nhìn nhau và nhìn vị thư ký đang đầy lo lắng đứng đó. Vân Duệ đúng là lần đầu thấy Triệu Quốc Đống tức giận đến vậy. Từ trên tỉnh về bí thư Triệu không nói một câu mà chỉ nhắm mắt. Vân Duệ cũng không rõ sao xếp tham gia hội nghị xong lại như vậy, trước khi tham gia hội nghị không phải vẫn tốt sao, nhưng tâm trạng bây giờ là hoàn toàn khác. Trong xe xếp bảo mình gọi điện với khu du lịch Hoa Lâm bố trí một ao nước riêng yên tĩnh,
nhưng thấy tâm trạng không vui của Triệu Quốc Đống làm Vân Duệ có chút lo lắng. Hai tay Triệu Quốc Đống không ngừng khua loạn trong ao đến khi trán đẫm mồ hôi, mỏi tay hắn mới vùi đầu mình vào nước. Nhiệt độ dòng nước rất thích hợp, nằm trong đó làm người ta bớt đi buồn lo. Thời gian đầu mùa thu là lúc thích hợp nhất để ngâm suối nước nóng vào mùa đông mặc dù thoải mái nhưng người yếu một chút dễ bị cảm, mà mùa hè mặc dù ngâm suối nước nóng cũng tốt nhưng lại luôn thấy không đủ lạnh. Triệu Quốc Đống vốn không muốn nghĩ nhưng lại không thể không nghĩ. Hắn cười khổ một tiếng ngẩng đầu dậy để bọt nước chảy xuống. Hắn lẳng lặng dựa lưng vào thành ao chỉ chừa đầu ra và cố làm mình bình tĩnh lại. Non, mình vẫn còn quá non. Triệu Quốc Đống vừa lẩm nhẩm vừa điều chỉnh tâm trạng. Không phải mỗi người đều luôn thuận lợi, không phải thành thường vụ tỉnh ủy là muốn làm gì cũng có thể. Nực cười là mình còn cho rằng nếu mình kiêm chức thường vụ tỉnh ủy thì ở Ninh Lăng không ai dám trái ý mình, nhất là khi mình có lý. Không ngờ chỉ cuộc đấu giá đất lại mang tới nhiều phong ba như vậy. Thực ra Triệu Quốc Đống cũng sớm có chuẩn bị tư tưởng. Từ thái độ kỳ quái của Cố Vĩnh Bân thì hắn có thể cảm nhận được không ít người chú ý đến các khu đất, đều là người có lai lịch không nhỏ. Trước đó Triệu Quốc Đống nhận không dưới 10 cuộc điện thoại về việc này. Đây là còn do mình đã thành thường vụ tỉnh ủy nếu không còn không biết có bao người tự nhận có thể gọi điện cho mình ngẩn ra, anh cho đối phương mặt mũi cũng không tiện, không cho cũng không tiện. Triệu Quốc Đống còn không biết nếu là bí thư thị ủy, thị trưởng ở nơi khác sẽ ứng phó việc này như thế nào. Có lẽ trong mắt nhiều người cho rằng mình là kẻ kiêu ngạo, không chịu khuất phục. Triệu Quốc Đống vốn còn tưởng mình có thể giữ hình tượng này, không ngờ, thật không ngờ người gõ cho mình một trận, làm mình tỉnh táo ra lại là người mà mình vẫn luôn cho rằng ủng hộ mình, Nhâm Vi Phong. Cậu cho rằng như vậy chính là chú ý dân sinh, lấy dân làm gốc. Thị trường bất động sản ấm lên là xu thế tất yếu. Làm như thế nào tận dụng việc này thì phải cân nhắc thật kỹ mà không phải là đi ngược sóng, như vậy chẳng những vô ích còn tổn hại tới thị trường bất động sản Ninh Lăng, ảnh hưởng đến hình ảnh của Ninh Lăng. Hình ảnh một đô thị xuất phát từ nhiều mặt, các tòa nhà sang trọng cũng tăng hình tượng một đô thị lên, các công ty nổi tiếng tiến vào cũng có tác dụng xúc tiến quy hoạch xây dựng, kinh doanh của đô thị đó. Các khu vực trung tâm, khu vực vàng đương nhiên giá phải cao hơn, đây là điều rất bình thường. Tâm lý ghét người giàu là không thể có. Làm người đứng đầu một nơi thì cậu phải biết cách thỏa hiệp và nhượng bộ, lùi một bước là vì tiến hai bước, vấn đề nguyên tắc không nhường nhưng cũng có thể dùng các thủ đoạn để điều chỉnh, bù đắp. Không ngại có kẻ thù nhưng tại sao lại có kẻ thù? Biết rõ không thể làm được thì cũng đừng cố chấp, cổ hủ. Quốc Đống, cậu còn trẻ nên cần suy nghĩ kỹ mọi vấn đề. Như thế nào là tiến, là lùi, sao tránh được khuyết điểm, tận dụng sở trường của mình cũng là một nghệ thuật. Tôi tin cậu có thể nắm chắc chừng mực trong đó. Cậu muốn đẩy mạnh xây dựng nhà xã hội, đó là việc tốt. Nhưng xây dựng nhà xã hội có nhất định cần xây dựng ở khu đất vàng không? Cậu cho rằng đây là thể hiện sự công chính, bình đẳng sao? Tôi biết cậu cảm thấy quần chúng bình thường có quyền hưởng thụ các khu vực này nhưng cậu có nghĩ đến quá nhấn mạnh công bằng sẽ phản tác dụng không? Khu vực vàng có giá trị cực cao, bán đi sẽ thu được nhiều tài chính, như vậy cậu có thể xây được nhiều nhà xã hội ở khu vực khác hơn. Tài chính Ninh Lăng hiện nay còn chưa sung túc tới mức cậu có thể đẩy mạnh xây dựng nhà xã hội trên quy mô lớn, thỏa mãn nhu cầu của mỗi hộ dân. Thời đại này nhà thương mại là chủ đạo, chính quyền chỉ có thể tạo tác dụng giảm sóc mà thôi. Nói tóm lại thỏa mãn nhu cầu nhà ở cơ bản của dân chúng là chức trách của chính quyền, mà muốn vậy phải thông qua chính thị trường giải quyết. Chính quyền cần phải dựa vào việc phát triển nhà ở cao cấp để lấy tài chính xây dựng nhà xã hội, đảm bảo nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp. Nếu như có thể tăng cường đầu tư xây dựng các phương diện như giáo dục, vệ sinh, văn hóa, giao thông ở nhà xã hội khiến nó không khác khu vực khác, thậm chí trội hơn khu vực khác thì theo tôi thấy là tốt nhất. Điều này chính quyền có thể làm được, cũng là điều dân chúng muốn nhất. Còn khu vực vàng thì sẽ lấy nó làm tài chính phục vụ công việc khác. Có lẽ cậu cảm thấy có chút không công bằng nhưng không có công bằng tuyệt đối. Dù ở một khu vực thì kết cấu từng ngôi nhà, diện tích, số cây xanh cũng khác nhau. Cậu có thể cầu toàn được sao? Thu nhập khác nhau sẽ quyết định không thể có sự hưởng thụ giống nhau. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Những lời của Nhâm Vi Phong vẫn quanh quẩn bên tai hắn nhưng bây giờ hắn đã bình tĩnh lại hơn nhiều. Mấy tiếng trước hắn còn có vẻ mất bình tĩnh tranh luận với Nhâm Vi Phong. Mặc dù biết rõ Nhâm Vi Phong có ý tốt nhưng Triệu Quốc Đống vẫn không khống chế được tâm trạng của mình. Hắn biết nguyên nhân là do thời gian trước nhiều người gọi điện nói bóng nói gió nên làm hắn tức và cần tìm chỗ phát tiết. Nghĩ vậy, Triệu Quốc Đống không khỏi có chút hối hận.
hắn chọn trao đổi với Nhâm Vi Phong chính là cho rằng Nhâm Vi Phong có thể đưa ra và đề nghị và giúp mình. Dù sao Nhâm Vi Phong cũng là phó chủ tịch thường trực tỉnh, hơn nữa lại từ thành phố lớn là Lam Đảo tới đây, vẫn phụ trách chính công việc mảng kinh tế nên có thể đưa ra nhiều đề nghị cho mình. Đương nhiên hắn thật sự mong đối phương ủng hộ và thừa nhận, không ngờ cuối cùng lại là những lời phản đối. Bây giờ bình tĩnh lại và phân tích thì hắn mới thấy lời Nhâm Vi Phong rất có lý, đáng để hắn cẩn thận suy nghĩ. Tào Ninh nói, Tần Hạo Nghiên ám chỉ, thái độ của Tề Hoa. Triệu Quốc Đống không nghĩ tới ngay cả Lưu Triệu Quốc cũng lại chủ động gọi cho mình về việc công ty bất động sản Cửu Đỉnh do Lưu Triệu Quốc và Khanh Liệt Bưu mở ra, công ty này cũng muốn tiến vào Ninh Lăng. Nhưng đối đãi với Lưu Triệu Quốc như thế nào thì Triệu Quốc Đống vẫn luôn suy nghĩ. Khi mình còn chưa biết nên trao đổi như thế nào với Lưu Triệu Quốc thì đối phương đã chủ động gọi cho mình, hơn nữa giọng điệu khá thản nhiên. Điều nào làm Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận Lưu Triệu Quốc thay đổi quá nhiều, nó cũng làm Triệu Quốc Đống có chút tuyệt vọng vì hắn không biết nên đối mặt việc này như thế nào. Chỉ có thể đi một bước, xem một bước, có lẽ Nhâm Vi Phong nói đúng, tuyệt đối công bằng là không thể thực hiện, chính quyền có thể làm chỉ là giảm sóc, dùng tiền của tầng lớp giàu có lo một phần cho có cuộc sống khó khăn mà thôi. Bí thư Triệu, Bí thư Đường và Chủ tịch Cát tới. Vân Duệ nói vọng vào. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi lập tức có phản ứng. Tên Vân Duệ này rất nhạy bén, thấy tâm trạng mình không tốt liền dùng chiêu này. Ừ, bảo bọn họ chờ chút, lát cùng nhau ăn tối. Quyển 16, chương 40. Buổi tối mọi người dùng cơm ở khách sạn Kỳ Lân Quan, Triệu Quốc Đống cũng chỉ yêu cầu Hoa Lâm cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân. Làm như thế nào bồi dưỡng sản nghiệp sau đó lựa chọn sản nghiệp phù hợp thành ngành nghề chủ đạo của địa phương cũng là một nghệ thuật. Điền Vĩ cũng nói về phương hướng phát triển của các ngành thu hút nhiều lao động và ngành có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Y cho rằng với tiềm lực hiện nay của Hoa Lâm còn chưa thể chọn ngành khoa học kỹ thuật cao mà chỉ tập trung vào các ngành thu hút nhiều người lao động. Chỉ khi bồi dưỡng được vài công ty trong ngành nghề này mới có thể thông qua nhiều biện pháp giúp các công ty này lớn mạnh lên, chứ không cần phải theo đuổi ngành công nghệ cao. Theo Đường Diệu Văn thấy ngành công nghệ cao thích hợp với các quận hơn là các huyện. Vân Duệ cũng thi thoảng xen vào vài câu. Bốn người cùng với Bành Trường Quý nói chuyện khá hòa hợp nên bữa ăn kéo dài hơn 2 tiếng. Vân Duệ, rất được, cậu cũng biết tìm người đến đó. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Bí thư Triệu, tôi nghĩ ngài dù sao cũng sẽ dùng cơm, chỉ có 3 người chúng ta thì hơi ít. Hơn nữa tôi thấy trong hội nghị học tập hôm trước ngài cũng có ý muốn trao đổi với Hoa Lâm nên tự tiện làm chủ. Vân Duệ có chút xấu hổ nói. Ừ, tôi biết đây là ý tốt của cậu. Không có gì đâu. Chẳng qua chỉ là tôi có chút không vui mà thôi, xem ra đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, phải có chuyện không đúng suy nghĩ của mình xen vào nếu không sao gọi là cuộc đời. Lúc này Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh, Ninh Lăng vào tháng 9 có thể nói thời tiết rất đẹp, xe Audi chạy không quá nhanh, Bành Trường Quý cũng có ý khống chế tốc độ ở khoảng 80 km. Từ Hoa Lâm đến Ninh Lăng vừa có thể đi theo đường cao tốc An Tương, vừa có thể theo quốc lộ 915. Gió từ ngoài cửa sổ ập vào mặt làm Triệu Quốc Đống rất thoải mái. Có những lúc khó khăn cũng là bình thường. Nghĩ rằng mình là thường vụ tỉnh ủy thì ở Ninh Lăng này muốn làm gì thì làm là quá ngây thơ. Trung Dược Quân tất nhiên cũng cho rằng suy nghĩ của mình không thực tế nhưng do biết rõ có khuyên mình cũng vô ích nên không nhắc tới. Chẳng qua đây cũng là điều làm Triệu Quốc Đống nhìn ra vài thứ. Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi biết không thực tế nên có thái độ như vậy, nhưng còn Cố Vĩnh Bân thì sao? Triệu Quốc Đống không khỏi cười lạnh một tiếng. Người này quá thâm trầm, quá tính toán có đôi khi quên mất nguyên tắc. Theo Triệu Quốc Đống thấy làm quan thì phải làm người trước, làm người không có nguyên tắc thì sao xứng làm quan. Trung Dược Quân cũng thật không ngờ quả bóng nhanh như vậy được ném vào tay mình. Nhìn Trúc Văn Khôi đang cười hì hì nhìn mình, Trung Dược Quân đúng là có tức cũng không biết chút vào đầu ai. Văn Khôi, chuyện gì thế này? Không phải đã nói giao cho anh và lão Cố phụ trách sao? Hơn nữa phương án đã được xác định, Bí thư Triệu không phải đã xem qua sao? Lại có vấn đề gì nữa vậy? Ha ha, vấn đề thật ra không có, ngài nhìn qua ý kiến của Bí thư Triệu trên đó là thấy. Bí thư Triệu nói rõ đây là chuyện liên quan đến sự phát triển của Ninh Lăng, liên quan tới quyết định quy hoạch mấy năm tới của đô thị Ninh Lăng mấy năm tới nên cần phải do ngài phụ trách chính. Bí thư Triệu cũng nói rõ về sau sẽ không quan tâm công việc cụ thể nhưng công việc này rất quan trọng phải do ngài và tôi cùng trông coi mới được. Trúc Văn Khôi rất vui vẻ, nói Triệu Quốc Đống biết thuận dòng nước hay biết tiến thối cũng được,
tóm lại phương án kia bây giờ coi như mới được xác định. Cố Vĩnh Bân có ý gì thì mọi người đều biết, chẳng qua làm Trúc Văn Khôi có chút bất ngờ chính là Triệu Quốc Đống cũng không quá để ý, hắn chỉ ra vài vấn đề rồi về cơ bản đồng ý phương án này. Nhưng Triệu Quốc Đống lại đưa ra ý kiến trong việc quy hoạch phát triển đô thị thì yêu cầu mình chủ động đi báo cáo với Trung Dược Quân. Ám chỉ này rất rõ, Triệu Quốc Đống không yên tâm về Cố Vĩnh Bân. Nghĩ tới đây Trúc Văn Khôi không nhịn được cười, có người thông minh sẽ bị thông minh hại. Trung Dược Quân cẩn thận nhìn đoạn ý kiến của Triệu Quốc Đống. Đoạn này tuy dài nhưng nội dung chỉ có một, chính quyền thị xã cần tăng cường quản lý, chỉ đạo đối với quan hệ, xây dựng đô thị, chứng thực các vấn đề mà dân chúng quan tâm nhất, phải có sự nhạy cảm chính trị, trong quy hoạch và xây dựng cần tăng cường hình ảnh đô thị cùng với kết hợp nhu cầu cơ bản của nhân dân. Tập đoàn đầu tư Ninh Lăng cần phải phát huy đầy đủ tác dụng trong việc xây dựng, phải sớm có quy hoạch xây dựng nhà xã hội, phải đảm bảo về tài chính, quy hoạch khoa học, công khai, trong suốt và làm quần chúng nhân dân hài lòng. Đây là lần đầu Trung Dược Quân thấy Triệu Quốc Đống phê ý kiến dài như vậy, hơn nữa có hàm ý sâu sắc khiến Trung Dược Quân cảm thấy ý đồ của Triệu Quốc Đống trong vấn đề này. Quy hoạch đô thị nhất là chỉ đạo, quy hoạch thị trường bất động sản sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Mà Ninh Lăng có tốc độ phát triển nhanh như vậy, quá trình đô thị hóa cũng không ngừng diễn ra. Cả Ninh Lăng có hơn 5 triệu dân mà chỉ riêng Tây Giang, Đông Giang đã có 2 triệu dân, đó là còn chưa tính tới dân cư lưu động từ các huyện trong thị xã và các nơi khác đến Ninh Lăng làm việc. Dân cư nội thành không ngừng tăng lên, rất nhiều công ty đầu tư vào Ninh Lăng tuy mang tới sự phát triển cho Ninh Lăng, cũng mang tới áp lực xây dựng cơ sở vật chất dùng chung cho Ninh Lăng. Từ nhà ở đến giáo dục, y tế, văn hóa đều tăng mạnh về nhu cầu. Trước đó tuy thị xã sớm có các biện pháp, thị xã chủ động đưa ra đề nghị các công ty cần phải suy nghĩ đến việc xây dựng nhà ở cho công nhân, nhân viên, ở điểm này thị xã cũng sẽ ủng hộ hết mức có thể. Nhưng việc này chỉ có một số công ty lớn là làm được, với công ty nhỏ thì lại khác, bọn họ không có nhiều tài chính để xây dựng nhà ở cho nhân viên. Vì thế khu khai phát, khu công nghiệp Tây Giang, Đông Giang đều đã bắt tay vào xây dựng các khu nhà dành cho can trong khu công nghiệp, đây có lẽ là biện pháp duy nhất mà chính quyền có thể làm được. Nhà ở, giáo dục, y tế và hoàn cảnh sống chính là bốn nhân tố quan trọng nhất quyết định tương lai phát triển của đô thị Ninh Lăng. Trung Dược Quân cảm thấy cách nói của Triệu Quốc Đống rất sâu sắc và nhiều ý nghĩa. Mà những lời này trong hội nghị thường ủy đầu tiên khi Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã nói ra nhưng lúc ấy không có bao người chú ý. Chẳng qua Trung Dược Quân vẫn ghi nhớ, mà bây giờ khi kinh tế Ninh Lăng bắt đầu phát triển thì làm như thế nào củng cố sự phát triển, đồng thời không ngừng tăng lên địa vị đô thị trung tâm của Ninh Lăng, làm cho dân chúng bình thường hưởng thụ lợi ích từ phát triển kinh tế thì Triệu Quốc Đống cũng đưa ra mấy điểm đáng để người khác chú ý. Triệu Quốc Đống đã không còn là vị bí thư thị ủy làm việc theo cảm tính, khá bốc đồng khi mới tới Ninh Lăng nữa, đây không phải là do phương châm chỉ đạo của hắn thay đổi mà là công việc trung tâm có thay đổi. Kinh tế Ninh Lăng phát triển, tài chính tăng lên như vậy công việc trung tâm có cần điều chỉnh không? Ninh Lăng vốn toàn tâm toàn ý phát triển kinh tế, bây giờ lại cần kiên định phát triển đồng thời để dân chúng hưởng lợi từ sự phát triển đó, thay đổi này là rất lớn. Toàn tâm toàn ý phát triển và kiên định phát triển tuy nhìn không khác nhau nhưng ý lại rất rõ ràng. Toàn tâm toàn ý là bài trừ mọi nhân tố ảnh hưởng, còn kiên định không rời chính là phương châm chính không đổi nhưng phương thức, biện pháp có điều chỉnh. Ảo diệu trong đó thì cả Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi đều có thể hiểu. Văn Khôi, đoạn ý kiến này của bình thường rất có ý nghĩa chỉ đạo, tôi đề nghị anh gửi ý kiến này tới các lãnh đạo liên quan trên thị xã, tới Cục Tài nguyên, Cục Xây dựng và lãnh đạo chủ yếu các quận, huyện, mời bọn họ nghiêm túc đọc. Tôi cảm thấy đây không chỉ là sự chỉ đạo với xây dựng đô thị mà còn là ý kiến chỉ đạo chung trong mọi công việc của Ninh Lăng chúng ta. Ừ, tôi cũng cho là như vậy. Ở vấn đề này Bí Thư Triệu khá thận trọng. Tôi cảm thấy Bí Thư Triệu vẫn rất lo lắng giá nhà Ninh Lăng chúng ta tăng lên có thể ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh và phát triển kinh tế, vì thế tìm mọi cách giảm mức ảnh hưởng này xuống thấp nhất. Bí Thư Triệu cũng yêu cầu tôi một lần nữa quy hoạch lại việc xây dựng nhà xã hội, tới lúc đó Bí Thư Triệu có thể sẽ trao đổi với ngài. Trúc Văn Khôi cẩn thận nói, quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân mặc dù có vẻ hòa thuận nhưng dù sao cũng là hai người nên có nhiều quan điểm không nhất trí, vì thế cần y là phó thị trưởng đứng giữa làm thăng bằng. Quyển 16, chương 41. Trung Dược Quân nhìn Trúc Văn Khôi. Nhớ lúc đầu khi muốn xây dựng Tiểu Đông cũng là Trung Dược Quân ủng hộ mình, người khác đều phản đối khiến kế hoạch này có nguy cơ tan vỡ. Mãi tới khi Triệu Quốc Đống đến làm bí thư thị ủy thì phương án này mới được áp dụng.
mà đúng là do xây dựng khu Giang Đông nên việc xây dựng đô thị của Ninh Lăng coi như nghênh đón mùa xuân. Nội thành cũ với nét đẹp văn hóa, nội thành mới đầy hiện đại, hai bên đối diện nhau qua dòng ô Giang khiến đô thị Ninh Lăng trở nên hấp dẫn. Sinh ra gặp tri kỷ không uổng cuộc đời, Trung Dược Quân đột nhiên có một cảm giác không nói thành lời, nhìn Ninh Lăng không ngừng thay đổi và phát triển trong tay mình, sự tự hào này đủ để làm người ta mê say. Chuyện này Bí Thư Triệu đã nói chuyện với tôi cũng đồng ý với quan điểm của Bí Thư Triệu. Mặc dù có vài chi tiết hai bên không thống nhất nhưng phương hướng chung đã xong. Ninh Lăng phát triển, dân chúng phải là người được hưởng lợi lớn nhất. Mà phóng viên dân chúng bao hàm rất rộng, vừa có quần chúng nhân dân bản địa Ninh Lăng, cũng gồm cả người từ ngoài vào xây dựng, phát triển Ninh Lăng chúng ta. Làm như thế nào để cuộc sống bọn họ tốt đẹp nhất chính là điều chính quyền cần làm và giải quyết. Trung Dược Quân nói làm Trúc Văn Khôi thở dài một tiếng. Chỉ cần hai vị lãnh đạo chủ yếu cùng quan điểm thì mọi việc đều có thể xử lý. Về phần Cố Vĩnh Bân thì y còn chưa thể chỉ trỏ tại Ninh Lăng này. Thị trường chung, như vậy là tốt nhất, cũng chỉ khi chúng ta trên dưới một lòng làm việc thì mới có thể thành công. Tôi lo nhất là ý kiến hai vị khác nhau, tôi cũng khó làm. Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Anh đừng có mà dở trò đó với tôi tin dù quan điểm của tôi và Bí Thư Triệu không nhất trí thì anh cũng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Trung Dược Quân cười nói. Ha ha, thị trưởng Trung, đây là hại tôi rồi, tôi đâu có khả năng đó. Tôi chỉ là nghiêm túc làm việc mà thôi, ai bảo tôi là phó thị trưởng phụ trách mảng này chứ? Trúc Văn Khôi nói. Trung Dược Quân do dự một chút, y nhìn Trúc Văn Khôi và nói. Văn Khôi, lão Lý cuối năm nay sẽ sang bên Đại hội đại biểu nhân dân thị xã, thường vụ thị ủy thiếu một. Bí Thư Triệu và tôi đã trao đổi và hy vọng anh vào vị trí đó, được không? Trúc Văn Khôi có chút giật mình, y cũng nghe được chút tin tức nhưng nghe nói phó thị trưởng Mạnh Nguyên đang hoạt động rất lợi hại, hơn nữa tư cách của Mạnh Nguyên cũng hơn xa y, tuổi cũng có ưu thế hơn y. Mặc dù Triệu Quốc Đống hài lòng với mình nhưng vào thường vụ thị ủy không phải do một mình Triệu Quốc Đống quyết định được. Từ góc độ nào đó một phó thị trưởng vào thường vụ cần phải có đủ lý lịch, đương nhiên Triệu Quốc Đống là thường vụ tỉnh ủy đúng là có quyền lên tiếng ở việc này. Hắc hắc, thị trưởng Trung. Nói tôi không muốn vào thường vụ là không thể nhưng chuyện này tôi biết cũng cần có duyên phận mà. Tôi cứ hy vọng quá, trên tỉnh lại đột nhiên phái người tới không phải hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều sao. Trúc Văn Khôi nói. Ừ, chuyện cũng có thể như vậy, mấy hôm trước sau khi hội nghị học tập trên tỉnh kết thúc, trưởng ban Hàn gọi tôi và Bí Thư Triệu tới trao đổi ý kiến, nói Ninh Lăng chúng ta thiếu hai phó thị trưởng, tỉnh đã xác định sẽ đưa hai đồng chí từ nơi khác đến Ninh Lăng chúng ta. Trung Dược Quân gật đầu nói. Ồ, một lần hai người sao? Bí Thư Triệu không đề bạt ai ở Ninh Lăng chúng ta sao? Trúc Văn Khôi có chút không tin. Lỗ Năng từ chức phó thị trưởng vào thường vụ và làm trưởng ban tuyên giáo làm Ninh Lăng thiếu một phó thị trưởng, vốn định xác định vào nửa năm trước nhưng sau đó Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh học và chuyện cứ kéo dài. Bí Thư Triệu bây giờ đã vào thường vụ tỉnh ủy nên cần chú ý nhiều miễn cho người khác nói Ninh Lăng là đất riêng, nước lửa không thể vào. Bí Thư Triệu chưa vào thường vụ còn có thể hò hét nhưng bây giờ lại khác. Trung Dược Quân cười nói. Chúng ta cũng cần phải giải thích, chẳng qua tôi nghĩ ở chuyện của anh thì Bí Thư Triệu nhất định có suy nghĩ của mình. Long Ứng Hoa sẽ đi. Triệu Quốc Đống vừa cầm chai lên định rót cho Hàn Độ đã phải dừng tay lại. Đi coi như cũng tốt. Hàn Độ lạnh nhạt nói. Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ lời này của Hàn Độ. Trưởng ban Hàn, Long Ứng Hoa đi đâu vậy? Trước mặt Hàn Độ bây giờ thì Triệu Quốc Đống cũng không quá câu nệ. Mặc dù hắn đã là thường vụ tỉnh ủy nhưng vẫn luôn có thái độ như vãn bối với đối phương, nó cũng phù hợp vị trí của hắn, cũng có thể kéo gần quan hệ đôi bên. Còn chưa xác định, nghe nói là trưởng ban Lăng giúp y. Hàn Độ cũng không giấu gì Triệu Quốc Đống. Hàn Độ càng lúc càng có ấn tượng tốt hơn nữa đối với Triệu Quốc Đống. Y thường tiếc sao Triệu Quốc Đống và Hàn Đông không thể thành một đôi. Đương nhiên nếu như Triệu Quốc Đống thật sự thành cháu rể của mình chỉ sợ không thể nào về An Nguyên nhận chức. Vợ mình từng hỏi Hàn Đông tại sao không lấy Triệu Quốc Đống, mới đầu Hàn Đông không muốn nói, cuối cùng do hỏi quá nhiều nên Hàn Đông nói một câu. Triệu Quốc Đống có lẽ là người yêu hoặc tình nhân rất tốt nhưng không phải ông chồng tốt. Mà cô không muốn vì lấy Triệu Quốc Đống mà đánh mất thứ đáng quý hiện có. Câu trả lời này làm Hàn Độ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới có thể hiểu ra vấn đề. Vì thế Hàn Độ cũng có chút lo lắng với cuộc sống cá nhân của Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống lúc còn làm bí thư quận ủy Tây Giang đã có lời đồn về việc này, nhưng lúc ấy hắn chưa kết hôn không ai có thể nói gì. Sau đó có thể do hắn kiểm điểm hoặc giấu tốt nên không có lời đồn nào nữa. Hàn Độ có chút nuối tiếc, đứng ở góc độ phụ nữ thì đây không phải việc tốt, nhưng Triệu Quốc Đống dù nhìn từ góc độ nào cũng được vậy mà không thể thành cháu rể của mình. Lăng Chính Dược. Ừ, có lẽ y sẽ tới bộ nào đó nhận chức sau đó xuống địa phương. Thôi Hồng An sẽ làm bí thư thị ủy Tiểu Đông. Triệu Quốc Đống ngửi được một mùi vị trong đó. Hàn Độ cũng hay khen sự phản ứng nhanh của hắn. Người này đúng là có khiếu làm lãnh đạo, mình chỉ tùy tiện nói một câu mà hắn đã liên tưởng đến thứ mà không ít người nghĩ ra. Ừ, tôi biết cậu đang nghĩ gì, bây giờ tỉnh còn chưa có ý kiến chính thức. Chẳng qua một trong hai người Trung Dược Quân và Lam Quang rất có thể sẽ đi. Hàn Độ nhìn đồng hồ nói. Sao Tiểu Đông vẫn chưa về nhỉ? Nghe cậu ở chỗ tôi, Tiểu Đông nói sẽ về ngay mà. Triệu Quốc Đống hơi nóng mặt nên vội vàng đổi đề tài. Tôi hy vọng Dược Quân có thể ở lại, sang năm là năm rất quan trọng đối với Ninh Lăng. Ừ, cái này phải xem ý kiến của Bí Thư Ứng. Bí Thư Thị ủy Miên Châu có lẽ sẽ điều chỉnh, Bí Thư Ứng đang cân nhắc chọn người. Hàn Độ nhìn Triệu Quốc Đống. Ninh Lăng đúng là gia nhân tài, suy nghĩ đầu tiên của Bí Thư Ứng chính là Ninh Lăng. Hơn nữa Trung Dược Quân có quan hệ tốt với Chủ tịch Tần nên chắc là sự lựa chọn thích hợp nhất. Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Hàn Độ nói không sai, nếu Bí Thư Thị ủy Miên Châu được điều chỉnh, Trung Dược Quân chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Mấy năm qua tốc độ tăng trưởng của Miên Châu không cao nhưng tiềm lực vẫn không hề thấp. Thấy Triệu Quốc Đống như vậy, Hàn Độ cười nói. Sao, không nỡ ư? Trưởng Ban Hàn, cái này nói như thế nào nhỉ? Theo lý thuyết cơ hội tiến bộ như vậy thì tôi không nên ngăn Dược Quân, hơn nữa Miên Châu lại là thành phố lớn của tỉnh ta, nếu có thể tới Miên Châu làm bí thư thị ủy coi như tiến một bước dài. Nhưng tôi và Dược Quân hợp tác rất ăn ý, Ninh Lăng đang trong giai đoạn rất quan trọng để phát triển, tôi đúng là không nỡ. Tôi cũng có chút lo lắng là nếu Dược Quân đi, tôi có thể ở Ninh Lăng bao lâu. Nếu ngay cả tôi cũng đi thì công việc Ninh Lăng sợ mất quán tính đang có. Triệu Quốc Đống nói thẳng như vậy làm Hàn Độ phải suy nghĩ. Triệu Quốc Đống nói không sai, hắn đã là thường vụ tỉnh ủy mà làm mãi tại cơ sở thì khả năng tiếp tục ở lại tỉnh An Nguyên là không lớn. Nhất là Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy, tương lai rộng mở, Trung ương cũng sẽ cân nhắc sự phát triển sau này của hắn, rất có thể điều chỉnh công việc của hắn. Mà một khi điều chỉnh thì khả năng rất lớn là sẽ không tiếp tục công tác ở tỉnh An Nguyên nữa. Chẳng qua điều chỉnh công việc của Triệu Quốc Đống thì không phải mình hay thậm chí Ứng Đông Lưu có thể quyết định. Hắn lúc nào điều chỉnh đến đâu là điều do Trung ương quyết định. Nhìn Hàn Độ, Triệu Quốc Đống biết suy đoán của mình không sai nên nói tiếp. Trưởng Ban Hàn, nếu như có thể tôi hy vọng sau khi tôi đi Trung Dược Quân có thể làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Hàn Độ nở nụ cười. Nếu 2-3 năm cậu không đi thì không phải để Trung Dược Quân tiếp tục làm thị trưởng thêm từng đó năm sao? Hoặc là nói cậu nắm chắc mình rất nhanh sẽ rời khỏi Ninh Lăng. Hắc hắc, Trưởng Ban Hàn, cũng phải dựa vào ngài bắt mạch cho tôi. Tôi không muốn chậm trễ Dược Quân nhưng cũng không hy vọng sự phát triển của Ninh Lăng bị cắt đứt hoặc chậm lại nên mới muốn ngài phân tích giúp, cũng hy vọng ngài có thể chuyển ý kiến của tôi với Bí Thư Ứng. Triệu Quốc Đống chân thành nói. Ừ, tốt nhất là cậu báo cáo suy nghĩ của mình với Bí Thư Ứng, phải nhanh mới được. Còn cả vấn đề là xem Trung Dược Quân nghĩ như thế nào nữa. Hàn Độ gật đầu nói. Quyển 16, chương 42. Lời của Hàn Độ làm Triệu Quốc Đống rất chấn động, vì thế ngay cả sau khi Hàn Đông tới hắn cũng không tập trung làm cô giận hơn. Triệu Quốc Đống vốn đến chỗ Hàn Độ hỏi về hai phó thị trưởng của Ninh Lăng, không ngờ tình hình hai vị phó thị trưởng còn chưa rõ mà lại nghe được chuyện này nữa. Điều chỉnh cán bộ cấp quận, huyện vừa xong lại gặp đợt điều chỉnh cán bộ cấp thị xã. Tâm trạng trong thời gian này của Triệu Quốc Đống không quá tốt. Vấn đề đấu giá đất làm hắn phải nhường một chút, một loạt công ty như Hối Sinh, Cửu Đinh, Hoa Cảng đều muốn tham gia đấu thầu, ngoài ra còn có các công ty nổi tiếng khác như Trung Dương, Kim Địa cũng muốn tham gia. Có thể tưởng tượng được sẽ có một cơn phong ba lớn đang chờ hắn. Triệu Quốc Đống nghĩ thông điểm này, mình có thể nhường một bước, thậm chí không hỏi nhưng việc đẩy mạnh xây dựng nhà xã hội thì hắn phải phát huy hết tác dụng của mình. Hắn định làm như vậy, hai chân cùng đi. Cố gắng tránh việc nhà thương mại phồn vinh mà nhà xã hội mãi không được chứng thực. Nhiệm vụ cần có người có thể kiên định chấp hành ý kiến của mình đi thực hiện. Trung Dược Quân có thể hiểu được suy nghĩ của mình, còn Trúc Văn Khôi là người kiên định chấp hành ý kiến của mình.
Vì thế khi nghe Hàn Độ nói Ứng Đông Lưu có thể để Trung Dược Quân rời khỏi Ninh Lăng, hắn hơi loạn. Trung Dược Quân không phải không có khuyết điểm, tính cách y hơi mềm yếu trong các quyết định quan trọng, hơn nữa cách dùng người cũng không bằng Lam Quang và Tiêu Phượng Minh. Nhưng người này có một điều người khác không bằng, đó là cùng có quan điểm về xã hội dân sinh như mình, y cũng cho rằng thành quả phát triển kinh tế phải để cho dân chúng hưởng lợi. Người nói bằng miệng như vậy là không ít, nhưng nhiệt tình áp dụng vào thực tế lại không có mấy, chỉ riêng điểm này Triệu Quốc Đống đã không muốn Trung Dược Quân rời đi. Nhưng Trung Dược Quân nếu muốn tới làm bí thư thị ủy Miên Châu thì cũng là bình thường. Bất cứ vị thị trưởng nào cũng đều muốn tới vị trí này. Miên Châu từ những năm 90 đến đầu thế kỷ 21 vẫn luôn xếp thứ hai về kinh tế sau Ando. Dù là bây giờ thì thực lực nghiên cứu khoa học, nhân tài và hệ thống giáo dục của Miên Châu cũng là điều các nơi khác không thể so sánh. Trụ cột sản xuất công nghiệp cũng đứng hàng đầu của tỉnh. Có thể nói chỉ cần có định hướng đúng thì trong 2-3 năm tới một lần nữa trở lại vị trí thứ hai, ba cũng không phải không thể. Trung Dược Quân sẽ chọn như thế nào thì không cần phải suy đoán cũng biết. Dù mình và y hòa hợp như thế nào, y cũng không thể vì nguyên nhân này mà bỏ qua cơ hội sang Miên Châu nhận chức. Mình cũng không thể ngăn cản trừ khi mình lập tức đi, để đối phương làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Mà điều này cũng là không thể. Vấn đề khó khăn này làm Triệu Quốc Đống trở nên khó nghĩ. Thôi Hồng An làm bí thư thị ủy Vĩnh Lương cũng có nghĩa chức thị trưởng Vĩnh Lương thiếu hụt, Lam Quang cũng có hy vọng lớn. Một khi biết tin này, Lam Quang nhất định sẽ vận dụng mọi quan hệ mà vận động. Như vậy Ninh Lăng một lúc rời đi hai người là không thể. Có lẽ mình có thể đẩy Lam Quang đi trước, như vậy sẽ biến tướng làm Trung Dược Quân không thể rời đi. Mà nếu hoạt động tốt thì có thể để Tiêu Phượng Minh lên thay Lam Quang, đây là cách tốt nhất. Chẳng qua Trung Dược Quân nếu biết mình làm đối phương phải ở lại Ninh Lăng, Trung Dược Quân có tức mình không? Sao vậy, hôm nay có phải anh gặp chuyện phiền lòng không? La Băng cầm cặp Triệu Quốc Đống thấy hắn đang suy nghĩ nên quan tâm nói. Ừ, trong thời gian này anh khá bận, không có chuyện gì làm mình hài lòng được cả. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói rồi ngồi xuống ghế. Sau khi lên làm thường vụ tỉnh ủy, Triệu Quốc Đống cũng bắt đầu cẩn thận với cách ăn nói, hoạt động của mình. Càng lên cao càng bị nhiều người chú ý. Tiểu khu này mặc dù đề phòng nghiêm ngặt, chế độ quản lý tốt nhưng khó tránh khỏi có người nhận ra mình, nếu như hay ra vào sẽ có mạo hiểm. La Băng, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở đây nhất định khiến nhiều người chú ý, tò mò. Nhìn một người phụ nữ xinh đẹp sống độc thân lâu như vậy, hàng xóm nhất định sẽ đi qua nhìn vào. Mặc dù ở đây chỉ có hai hộ nhưng cũng hay gặp mặt. Cũng may tính cách La Băng khá trầm lắng, không thích ra ngoài mấy, ở nhà nhiều hơn nếu không càng mạo hiểm hơn nữa. Rất ít khi thấy anh buồn bã vì công việc, chuyện phiền phức như thế nào chẳng lẽ còn phiền phức hơn chuyện anh gặp thời gian trước sao? La Băng cười hì hì nói sau đó vào bếp bưng đồ ăn ra. Ôi, không thể so sánh với nhau được, chuyện mặc dù khó giải quyết nhưng còn có thể tính toán được nhưng có một số việc không phải em có thể khống chế. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Có đôi khi nghĩ lại thì thấy dựa vào cái gì mà chuyện nào cũng theo ý mình. Mình không phải thượng đế mà có thể nắm giữ vận mệnh. Một bên xới cơm cho Triệu Quốc Đống, một bên đưa chiếc bánh bao cho hắn, La Băng bỏ tạp dề xuống ghế rồi nhẹ nhàng nói. Anh có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, Quốc Đống, anh biết không, em thấy lúc về mặt anh cứ đăm chiêu thì cũng không được vui. Triệu Quốc Đống cầm bát lên chăm chú nhìn La Băng, má cô trắng thêm chút hồng vì vừa từ bếp ra, mái tóc dài được búi lên cao, một chiếc áo hơm không quá dài. Có lẽ do ở nhà nên khuy áo trên ngực không được cài làm ngồi từ chỗ Triệu Quốc Đống có thể thấy chiếc áo lót màu đen. Quần thì La Băng luôn thích mặt quần vải dài, chẳng qua chất liệu được cô chọn rất kỹ. La Băng cũng càng lúc càng biết cách ăn mặc cho mình. Cô đã hoàn toàn nhảy ra khỏi bóng ma đau khổ, hơn nữa cũng thân thiết lại với gia đình khiến vẻ lạnh trên mặt dần tan đi thay vào đó là nụ cười. Ngọc diện quan âm. Không biết sao Triệu Quốc Đống đột nhiên nói ra câu này làm La Băng có chút giận hờn kêu lên. Quốc Đống. Đây vốn là biệt danh mà người trong đơn vị lén nói về cô, bởi do La Băng khá đẫy đà, ngực do cố bó lại nên cao vút vì thế mà khá giống Quan Âm. Ha ha, sao, anh gọi một tiếng như vậy không được sao? Triệu Quốc Đống nở nụ cười, tâm trạng cũng vui vẻ hơn không ít. La Băng yêu kiều nhìn hắn, môi cô trông rất đẹp, mũi ngọc, trên trán lộ ra tình ý làm Triệu Quốc Đống cũng động tâm. Một ngọn lửa dâng lên trong lòng làm hắn cảm thấy mình đúng là đáng xấu hổ. Hắn và La Băng đã có quan hệ này được 2 năm nhưng đến bây giờ vẫn không thể khống chế được mình.
Chuyện của La Duệ đã có chút mặt mũi sao em? Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng La Băng khá tốt làm hắn có chút tò mò. Chuyện gì làm cô vui mừng như vậy? Ồ, sao anh biết? La Băng kinh ngạc nói. Ngoài chuyện của La Duệ còn gì có thể làm em vui mừng như vậy? Đương nhiên còn có anh rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Bạn học trên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy của y đã có tác dụng hả, hay là hứa hẹn gì? Không, La Duệ bây giờ đã có chỗ đi tốt hơn. La Băng vén sợi tóc rơi trên trán và nói. Em nghe y nói là thị trưởng Chu lúc đến khảo sát khu khai phát có ấn tượng tốt đối với y, muốn y tới văn phòng ủy ban. Thị trưởng Chu. Triệu Quốc Đống run lên nói. Phó thị trưởng thường trực Chu Hoành Vĩ. Mặc dù thời gian Triệu Quốc Đống lên tỉnh không nhiều nhưng hắn dù sao cũng là thường vụ tỉnh ủy nên thời gian về An Đô nhiều hơn, cũng khó tránh khỏi biết vài chuyện ở tỉnh và An Đô. Chu Hoành Vĩ là người Miêu Trấn Trung nâng đỡ lên, khi Diêu Văn Chí làm thị trưởng, Miêu Trấn Trung và Diêu Văn Chí đấu nhau thì Chu Hoành Vĩ là quân cờ quan trọng của Miêu Trấn Trung khiến Diêu Văn Chí gặp nhiều cản trở bên Ủy ban Nhân dân thành phố. Bây giờ Tôn Liên Bình và Miêu Trấn Trung đi lại gần, Quan Kinh Sơn lại có vẻ không dựa vào ai. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có cảm giác quan hệ hòa hợp giữa Tôn Liên Bình và Quan Kinh Sơn chỉ là bề ngoài, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Với tính cách cứng rắn của Quan Kinh Sơn thì việc đối đầu với Tôn Liên Bình là sớm muộn, về sau Chu Hoành Vĩ đóng vai trò gì thì rất khó nói. La Duệ mà được Chu Hoành Vĩ nâng lên thì về sau là phúc hay họa cũng khó nói. Quyển 16, chương 43. Hình như là vậy, có phải có vấn đề gì không anh? La Băng rất nhạy cảm nhận ra sự biến hóa trên mặt Triệu Quốc Đống nên vội vàng nói. Không có gì, chẳng qua anh chỉ lạ là sao La Duệ lại lọt vào mắt Chu Hoành Vĩ thôi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Nguyên nhân em cũng không rõ mấy, chẳng qua La Duệ nói nếu đến văn phòng ủy ban thì sẽ có tương lai hơn. La Băng một bên múc canh và nói. Có lẽ là do thị trưởng Chu đã hứa gì đó với y. Triệu Quốc Đống cũng không muốn nói nhiều. La Duệ đã làm chính trị vài năm, nếu Chu Hoành Vĩ để mắt tới y thì là cơ hội của y. Nếu y có thể làm 1-2 năm ở văn phòng ủy ban thì có lẽ Chu Hoành Vĩ sẽ giúp y tới quận, huyện nào đó làm phó bí thư, chủ tịch. Đương nhiên tất cả còn phải xem tiền đồ chính trị của Chu Hoành Vĩ trong vài năm tới. Chỉ là ở góc độ Triệu Quốc Đống mà nói thì khó đánh giá được tiền đồ của Chu Hoành Vĩ. Ăn tối xong đã hơn 7 giờ 30, La Băng ở bếp rửa bát, Triệu Quốc Đống nhả nhã xem TV. Chương trình thời sự tỉnh An Nguyên đang chuyển tiếp chương trình thời sự của Đài truyền hình Trung ương, đây đã là hình thức. Sau đó đến thời sự tỉnh nói về bí thư tỉnh ủy tới các vị thường vụ, sau đó đến các vị lãnh đạo Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia các hoạt động. Triệu Quốc Đống cũng biết khả năng mình xuất hiện trên Đài truyền hình tỉnh là rất ít. Thứ nhất là hắn không thích, thứ hai cũng do công việc của hắn chủ yếu là bên Ninh Lăng. Không liên quan đến công việc đại cuộc toàn tỉnh vì thế cũng không cần danh tiếng đó. Bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu, Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên và vài vị lãnh đạo tỉnh tham gia hội nghị công tác khoa học kỹ thuật toàn tỉnh, thời sự đưa hơn 5 phút về hội nghị này, nói qua về thành tích công tác khoa học kỹ thuật của tỉnh, đưa ra mục tiêu quy hoạch công tác khoa học kỹ thuật năm tới, Triệu Quốc Đống thấy được hình ảnh trợ lý giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Trình Thụ Hòa ở trên TV. Trình Thụ Hòa chính là một trong những người có thể sẽ tới Ninh Lăng làm phó thị trưởng. Trình Thụ Hòa từng làm phó chủ tịch huyện Lộc Sơn, phó bí thư huyện ủy, sau đó lên ủy ban An Đô làm phó trưởng ban thư ký. Sáng mai Tề Hoa ra mặt mời mình cùng giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, Tôn Đại Tài và Trình Thụ Hòa đến sân gôn Hồ Vân Loa, có lẽ là giới thiệu mình và Trình Thụ Hòa. Dù sao mình cũng không có ấn tượng gì với Trình Thụ Hòa. Còn có một vị sẽ tới Ninh Lăng làm phó thị trưởng là Cục trưởng Cục Giáo dục thành phố An Đô, Văn Ngạn Hoa. Nói thật khi biết tin này Triệu Quốc Đống đúng là rất giật mình. Cù Vận Bạch và Văn Ngạn Hoa có quan hệ mật thiết, chủ yếu do mấy năm rồi Cù Vận Bạch lên Bắc Kinh và có con nên quan hệ giảm đi, chẳng qua hai bên vẫn có liên lạc. Cù Vận Bạch cũng từng nói Văn Ngạn Hoa đã vài lần hỏi cô bố của đứa bé là ai, Cù Vận Bạch cũng lấy lý do bố con mình hay ở nước ngoài. Sau đó Văn Ngạn Hoa có lẽ cảm thấy gì đó nên không hỏi nữa. Bây giờ Văn Ngạn Hoa lại tới Ninh Lăng làm phó thị trưởng không thể không làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy không được tự nhiên. Mặc dù Tề Hoa ra mặt nói giúp Trình Thụ Hòa nhưng Triệu Quốc Đống lại biết Trình Thụ Hòa là do Miêu Trấn Trung đề cử. Theo hắn biết Trình Thụ Hòa lúc làm phó chủ tịch, phó bí thư huyện Lộc Sơn cũng có danh tiếng khá tốt. Miêu Trấn Trung để Trình Thụ Hòa tới Ninh Lăng là có ý đồ gì thì Triệu Quốc Đống cũng không có tâm trí mà suy nghĩ.
Trình Thụ Hòa dù đến Ninh Lăng với mục đích gì thì cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Miêu Trấn Trung cũng không thể nào có suy nghĩ hoang đường như vậy. Duy nhất có thể chính là Trình Thụ Hòa đến nhờ sự phát triển nhanh chóng của Ninh Lăng mà đạt thành tích. La Băng dọn đi ra phòng khách thì thấy Triệu Quốc Đống đang ngồi im trên ghế, tay cầm điều khiển, mắt chăm chú xem tivi. Trên tivi đang có đoạn quảng cáo về nước suối lạnh của nước suối Thương Lãng. La Băng rất nhanh phát hiện Triệu Quốc Đống không chú ý đến tivi mà là suy nghĩ đâu đâu. Dưới ánh đèn khá mờ, La Băng nằm trên giường, hai tay chống cằm, đôi mắt sáng rõ đầy tình ý đủ để nắm bắt bất cứ người đàn ông nào trên đời này. Một cơ thể đẹp cứ như vậy nằm lộ ra trong không khí, chiếc áo lót và quần lót hình tam giác bằng tơ tằm vứt ở đầu giường. Triệu Quốc Đống vừa từ buồng tắm đi ra phải hít sâu một hơi, hắn chỉ cảm thấy cả người mình như thiêu trong lửa đỏ. Bắt đầu từ hồi đại học, La Băng đã rất chú ý chăm sóc cơ thể mình, ngoài việc đẫy đà do tuổi tăng lên thì cả người như một đóa hoa hồng quý giá. Cô nặng 62kg nhìn thoáng qua khá nặng nhưng với một người cao 1m72 hay tập luyện như cô lại không tính là nặng, cùng lắm chỉ là đầy đặn mà thôi. Cuộc sống an nhàn vài năm qua ở An Đô cùng với hay quan hệ với Triệu Quốc Đống khiến cô trông càng đẹp và quyến rũ hơn. Có lẽ nhận ra ánh mắt nóng bỏng của tình nhân, La Băng có chút xấu hổ kẹp chặt mông mình lại. Đôi chân thon dài cân đối và đường cong quyến rũ khiến Triệu Quốc Đống phải chú ý tới. Triệu Quốc Đống ngồi cạnh giường cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Hắn dùng ngón tay khẽ vuốt xớp bờ vai mềm mại kia. Chỉ riêng nhìn một lát đã khiến Triệu Quốc Đống phải cắn chặt răng nếu không đã phát tiết ra rồi. Từ lưng đến bờ mông rồi từ nách đến cặp vú căng tròn, hai tay Triệu Quốc Đống thỏa thích vui đùa, mãi đến khi La Băng rên lên thì Triệu Quốc Đống mới bỏ áo ngủ ra nằm lên trên. Triệu Quốc Đống hoàn toàn chìm đắm trong vui sướng, La Băng lúc này cũng không còn điên cuồng như trước mà lẳng lặng cuộn mình trong lòng hắn, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đó. Quốc Đống, anh vừa nãy còn chưa nói hết. Nói gì cơ? Triệu Quốc Đống lười biếng nói. Anh hình như không tán thành việc La Duệ đến văn phòng ủy ban. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, La Băng đúng là rất nhạy cảm. Ừ. Chu Hành Vĩ có quan hệ gần với Miêu Trấn Trung nhưng Quan Kinh Sơn cũng không phải người dễ đối phó. Anh lo Chu Hành Vĩ bị làm sao sẽ ảnh hưởng đến La Duệ. Bị coi là người của Chu Hành Vĩ chưa chắc đã là chuyện tốt. Hả, anh nói là Chu Hành Vĩ có thể bị Quan Kinh Sơn xa lánh. Không chắc, phải xem Chu Hành Vĩ xử lý sao quan hệ với Quan Kinh Sơn. Chẳng qua La Duệ nếu như thông qua quan hệ của Chu Hành Vĩ mà điều tới văn phòng ủy ban như vậy rất khó thoát khỏi cái bóng của Chu Hành Vĩ. Triệu Quốc Đống giải thích. Nói cách khác vận mệnh của La Duệ gần như phải buộc vào Chu Hoành Vĩ. Anh không coi trọng Chu Hoành Vĩ. Vậy La Duệ có nên bỏ qua cơ hội này không? La Băng biết thân phận của Triệu Quốc Đống hiện nay, hắn phán đoán càng lúc càng chính xác.